Bạch tiền bối bản thể bán thân, trước đó một mực treo ở mộng giới thế giới thụ bên trên bế quan. Hiện tại xem ra, là bế quan nhắm nhắm về sau, bạch tiền bối bản thể bán thân đi ngủ một giấc. Đây là rất hiếm thấy sự tình. Phải biết, bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng khác biệt, hắn nhưng là bế quan cuồng nhân. Tống Thư Hàng là loại kia hôm nay ta cứ nhiên bế quan nửa giờ, ta thật sự là không tầm thường bế quan cặn bã. Nhưng bạch tiền bối là loại kia a, có thời gian nửa tiếng. Không bằng bế cái quan đi bế quan cường giả. Đặc biệt là vừa cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc thời điểm, bạch tiền bối là tranh đoạt từng giây bế quan, thỉnh thoảng liền sẽ tiến vào A Bạch bế quan hình thức. Mà như vậy dạng bế quan cường giả, vậy mà tại bế quan thời điểm sẽ ngủ. Rõ ràng đang bế quan ngủ sự tình là Tống Thư Hàng độc quyền mới đúng. Sở dĩ, Tống Thư Hàng nội tâm có chút hư có phải hay không là bản thân làm hư bạch tiền bối. Lần bế quan này thời điểm, đã lâu tiếp xúc đến một số pháp tắc, bởi vì là ở vào mộng giới, lại chấp trưởng mộng giới quyền hạn nguyên nhân, những pháp tắc kia đều là thông qua mộng phương thức, tới tiếp xúc. Bạch tiền bối lau đi khóe miệng nước bọt về sau, hai tay thả lỏng phía sau, soái khí nói. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tại mộng giới, chấp trưởng mộng giới quyền hạn về sau, thông qua mộng phương thức tiếp xúc pháp tắc, nghe xong liền rất cao đại thượng. Cùng hắn thông qua chém giết Đát Đát Thiên Đế tiến vào ngộ đạo trạng thái, có dị khúc đồng công chi diệu. Mặt khác, bạch tiền bối bế quan đi ngủ, không phải là bị hắn truyền nhiễm, hắn an tâm. Bạch tiền bối lĩnh ngộ được cái gì pháp tắc, cùng độ kiếp có quan hệ sao? Tống Thư Hàng lại hỏi. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, đúng rồi Thư Hàng, đón lấy đến ta cần cho ngươi mượn cái kia hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí dùng một lát. Không có vấn đề. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có 65 kiện bản mệnh pháp khí từ hắn bản mệnh linh hồ bên trong bay ra, trải qua hắn bản mệnh linh hồ không ngừng tẩm bổ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hiện tại biến càng thêm lóe sáng. Tiếp đó, tay phải hắn bên trên nghịch kình quyền sáo cũng bay xuống tới. Quyền sáo bên trên, khí linh tiểu tiên tử ngồi quỳ chân lấy, tay phải giơ cao, nàng tựa như là khí linh bên trong đại tỷ đại, chỉ huy tất cả bản mệnh pháp khí hành động. Còn sót lại 65 kiện bản mệnh pháp khí, chỉnh tề sắp xếp, mỗi một kiện pháp khí bên trên tất cả đều hiển hiện một đoàn khí linh hình thức ban đầu, theo sát tại khí linh tiểu tiên tử đại tỷ đầu sau lưng. Ta thiên sát phách cật qua tiền bối lại bị rung động đến. Lúc này, nội tâm của hắn thực sự từ nghèo, nói không nên lời càng nhiều từ ngữ để diễn tả mình tâm tình. Ba tống 66 kiện bản mệnh pháp khí, cứ nhiên toàn bộ ngưng tụ ra khí linh. Đây là cái gì thao tác a? Loại chuyện này, nói ra chư thiên vạn giới chỉ sợ đều không người tin tưởng a. Liền xem như trong truyền thuyết trường sinh giả đại lão, trong tay có thể có cái một hai kiện có khí linh pháp khí, đều không khác mấy. Nhưng bá tống trong tay, đây chính là trọn vẹn 66 kiện có khí linh pháp khí a. Cật qua thánh quân sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy khí linh quần thể. Loại chuyện này, dù là chờ cửu phẩm thiên kiếp sau khi kết thúc, ta lôi ra đến cùng chư thiên vạn giới đạo hữu chia sẻ, người khác cũng sẽ cho là ta đang khoác lác a. Cật qua thánh quân thầm nghĩ trong lòng hơn nữa, còn là loại kia không làm bản nháp khoác lác. Không chỉ có như thế, cật qua thánh quân xem xét tỉ mỉ thời điểm còn phát hiện, cái này 66 kiện bản mệnh pháp khí, toàn bộ là cửu phẩm kiếp tiên cấp bậc. Không đúng, đây không phải cửu phẩm kiếp tiên cấp, mà là siêu cửu phẩm cấp độ. Thân là một cái sắp tấn thăng kiếp tiên. Cật qua thánh quân đối cửu phẩm kiếp tiên cấp độ đã có một cái khá là rõ ràng khái niệm. Bá tống cái này 66 kiện bản mệnh pháp khí đẳng cấp, tuyệt đối không phải cửu phẩm đơn giản như vậy. Đây là siêu việt cửu phẩm cấp độ hạn chế pháp khí. Chẳng lẽ cái này 66 kiện pháp khí, đều là trường sinh giả thần binh? Thế này thì quá mức rồi. Đồng thời, cật qua thánh quân đột nhiên cảm giác mình nhịp tim đều không bị khống chế lên. Đông đông đông. Tim của hắn đập tựa như là trống to một dạng, cường lực nhảy động. Là bá tống cái này 66 kiện pháp khí nguyên nhân. Cái này 66 kiện pháp khí bên trên, cứ nhiên có thống nhất nhịp tim gợn sóng truyền ra, để bên cạnh sinh linh không tự chủ được theo cái này gợn sóng cùng một chỗ tim đập. Đây là một trận tim đập thịnh yến. Đáng sợ bá tống, hắn đây là dự định để mỗi cái nhìn thấy hắn người, đều cưỡng chế đối với hắn tim đập sao. Trên thế giới này,
chỉ sợ đã rất khó tìm ra so Bá Tống cái này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí mạnh hơn tổ hợp pháp khí a. Cật Qua Thánh Quân một bên tim đập lấy, một bên âm thầm suy nghĩ. Lúc này, bên cạnh Bạch Thánh cũng xuất thủ. Bạch Thánh duỗi tay lấy ra một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm ra khỏi vỏ, tiên kiếm bên trên đồng dạng có một đầu khả ái khí linh du tẩu, đó là một cái thu nhỏ quy bản hình thái Bạch Thánh. Nha, Hàng Hàng lưu tinh kiếm khí linh đối Tống Thư Hàng ngóp nói. Nha, Tiểu Tinh Tinh, Tống Thư Hàng trả lời. Quy bản lưu tinh kiếm khí linh ra khỏi vỏ về sau, lại đưa tay đối vỏ kiếm một điểm. Sau một khắc, vỏ kiếm này phân liệt ra đến, hóa thành một bộ hoàn chỉnh tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Đây là lần kia tại nhìn thấy thiên đạo bạch trong di tích, bạch tiền bối lấy được 6 trang. Bộ này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí là từ thiên đạo bạch tự tay chế tạo sản phẩm. Không phải đạo khí, lại có một ít đạo khí tính chất. Cật Qua Thánh Quân dùng cái đuôi của mình nhẹ nhàng sờ lên mặt mình mặt sưng phù. Bạch Thánh bộ này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí so Bá Tống cái kia hai bộ càng mạnh. Thư Hàng, ta cần lâm thời quyền khống chế. Bạch tiền bối nói. Ta đã sớm vì bạch tiền bối mở ra. Tống Thư Hàng phối hợp nói. Đây là hắn cùng bạch tiền bối ở giữa ăn ý. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, hắn duỗi tay đối ba bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí một điểm. Ba bộ pháp khí, thật nhanh tổ hợp lên. Ông! Pháp khí tại bạch tiền bối thao tác bên dưới, hóa thành một đạo thần kiều. Cái này thần kiều, tựa hồ vượt qua không gian, vượt qua bỉ ngạn, phảng phất vượt qua thời gian, liên tiếp quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Thời kỳ viễn cổ, thiên đạo bạch lấy một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí làm gạch, tiện tay như vậy ném đi. Hiện thế Tống Thư Hàng bởi vì bạch tiền bối ưa thích nguyên nhân, đúc hai bộ bản mệnh pháp khí. Sau đó, cái kia gạch liền nện đến trên đầu của hắn. Lúc này thần kiều, phảng phất liên tiếp thông thiên đạo bạch tiện tay ném đi khái niệm, liên tiếp đến Tống Thư Hàng đúc hai bộ pháp khí điểm. Thần kiều ngưng tụ, gác ở Tống Thư Hàng, Bạch Thánh trước người. Cật Qua đạo hữu, người lại đứng vững. Bạch tiền bối đối Cật Qua Thánh Quân mỉm cười. Sau đó, dưới khống chế của hắn, thần kiều cũng vượt qua Cật Qua Thánh Quân, đem hắn bao trùm tại thần kiều phạm vi bên trong. Cật Qua Thánh Quân đối Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh thiện ý. Tại cuối cùng lại lấy được hồi báo. Thần kiều một chỗ khác, tại Bạch Thánh khống chế bên dưới, trực tiếp đỡ đến hư không thiên kiếp phía trên. Trong lúc mơ hồ, có một đạo áp bách 10 phần khí tức được phóng thích đi ra. Bất hủ, Tống Thư Hàng vị này bất hủ tin tức chuyên gia trước tiên phát giác. Hắn nhưng là tiếp xúc qua rất nhiều lần bất hủ tin tức còn có thể sống bính nhảy loạn nam nhân. Bất hủ, Cật Qua Thánh Quân vội vàng nhắm mắt lại. Hắn nhưng là cực kỳ lâu năm huyền thánh, mà lại hắn còn từng tiến vào cái kia công đức võng lạc, ở trong đó ngao du, nắm giữ công đức võng lạc bên trong rất nhiều tin tức. So với phổ thông tu luyện giả đến, hắn càng biết rõ hơn bất hủ cái này khái niệm đáng sợ. Mà lại, bởi vì bị Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh liên tiếp tao thao tác chấn kinh đến nguyên nhân, Cật Qua Thánh Quân lúc này cứ nhiên không có hoài nghi Bạch Thánh mân mê ra bất hủ tin tức khả năng. Trong tiềm thức, hắn đã tin. Cật Qua Thánh Quân bây giờ đối với Bạch Thánh cùng Bá Tống ôm lấy một loại vô địch lòng tin. Dù sao, trận này thiên kiếp từ đầu tới đuôi, Bá Tống cùng Bạch Thánh thao tác quá tú. Hiện tại cho dù có người nói cho Cật Qua Thánh Quân Bạch Thánh nhưng thật ra là thiên đạo, Bá Tống nhưng thật ra là cửu u chúa tể, Cật Qua Thánh Quân cũng sẽ gật đầu tin. Các ngươi nói cái gì đều là đúng, các ngươi là cái gì ta đều tin tưởng đơn giản mê tín. Sở dĩ Bạch Thánh mân mê ra bất hủ tin tức loại sự tình này, Bá Tống nhắc lên đi ra, Cật Qua Thánh Quân tại chỗ liền tin. Hắn lựa chọn lập tức nhắm mắt, khắc chế nội tâm của mình, không đi hiếu kỳ, không nhìn tới cái kia bất hủ tin tức. Cật Qua Thánh Quân nhắm mắt tốc độ cực nhanh, hắn sợ mình bế trễ, liền sẽ trầm mê ở bất hủ tin tức bên trong không cách nào tự kiềm chế chư thiên vạn giới, cơ hồ không có tu sĩ đang nhìn đến bất hủ tin tức về sau, còn có thể dịch chuyển khỏi con mắt. Bất hủ, chính là như thế chí mạng. Các ngươi không cần lo lắng, đây không phải chân chính bất hủ tin tức, chỉ là một loại mô phỏng tín hiệu. Đối thiên kiếp cũng có thể tạo thành ảnh hưởng, áp xúc nó thời gian. Lúc này, Bạch tiền bối thanh âm vang lên. Hắn mượn Tống Thư Hàng hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí mân mê đi ra thần kiều, cũng không phải thật sự là vượt qua thời gian quán cổ thông kim. Mà là thông qua cái này thần kiều đọc đến ra giữa thiên địa cái nào đó ấn ký tin tức.
Sau đó mượn tự thân cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tính chất đặc thù, đem cái kia thiên đạo bạch ấn ký tin tức đọc ra, một lần nữa mô phỏng. Cũng may mắn thiên đạo bạch không có giống đệ nhất, đệ nhị thiên đạo như vậy, đem tự thân tồn tại từ căn nguyên bên trên xóa đi, bạch tiền bối mới có thể như thế thao tác. Sở dĩ, lúc này hư không bên trong ngưng tụ ra thiên đạo bạch bất hủ tin tức, chỉ là thô thiển tầng ngoài phục chế tin tức, không giống chân chính bất hủ tin tức như vậy chí mạng. Cật qua đạo hữu ngươi cũng không cần dịch chuyển khỏi con mắt, ngươi có thể thừa cơ nhìn một chút những thứ này bất hủ tin tức phục chế thể, có lẽ có thể từ đó thu hoạch được linh cảm. Bạch tiền bối lại lên tiếng nhắc nhở. Đây cũng là hắn cho cật qua đạo hữu lưu một điểm nhỏ phúc lợi, dù sao đem hắn cửu phẩm thiên kiếp đảo loạn thành dạng này, bạch tiền bối trong lòng vẫn là rất mức ý bất quá. Ta thật sự có thể nhìn, cật qua thánh quân hỏi. Không có chuyện gì, cật qua tiền bối. Nhiều nhất bể mất trong mắt, không cần lo lắng. Tống Thư Hàng phi thường có kinh nghiệm đáp, đối với chúng ta tới nói, bể mất trong mắt, móc rơi một lần nữa mọc ra liền tốt, lại không lưu lại di chứng. Cật qua thánh quân. Vì cái gì bạo trong mắt, móc trong mắt loại chuyện này, tại bá tống trong miệng nói về đến liền cùng cắt móng tay một dạng. Bá tống ngươi mấy tháng này thời gian bên trong đến cùng kinh lịch cái gì? Bất quá, có bạch thánh cùng bá tống song trọng cam đoan về sau, cật qua thánh quân thận trọng mở to mắt, nhìn về phía bạch thánh vị trí. Tại hắn tầm nhìn bên trong, bạch thánh cùng Tống Thư Hàng đứng ở thần kiều một đầu, mà có một cái bạch thánh khuôn mặt mơ hồ, đứng ở thần kiều bên kia. Mà cật qua thánh quân bản thân, thì đứng ở dưới cầu vòng cầu bên trong. Cái kia chính là bất hủ tin tức sao? Cật qua thánh quân ánh mắt, nhìn về phía thần kiều một đầu khác mơ hồ bạch thánh. Hai cái bạch thánh, hai loại phong cách, gấp đôi thị giác hưởng thụ. Ta hôm nay đáng giá. Trên thế giới này chỉ sợ đã tìm không ra so đây càng mỹ hảo hình ảnh đi. Dù sao bạch thánh chư thiên vạn giới cũng liền một tôn, muốn lại tìm ra loại này hai bạch đối lập hình ảnh, hẳn là rất khó. Cật qua thánh quân trong lòng một bên suy tư, ánh mắt không tự chủ được bị thần kiều một chỗ khác mơ hồ bạch thánh hấp dẫn. Trên người đối phương tản ra, chính là thô thiển, phỏng chế bất hủ tin tức, loại này liền ra lông cũng không tính phảng phất bất hủ tin tức, đối bất hủ phía dưới tu luyện giả tới nói, lại có được không cách nào tưởng tượng diệu dụng. Cật qua thánh quân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mơ hồ bạch thánh, đem hắn hình tượng, trên người hắn tin tức một mực nhớ kỹ. Bởi vì chằm chằm quá lâu, cặp mắt của hắn bắt đầu khô khốc, kịch liệt đau nhức lên. Cật qua thánh quân vô ý thức liền muốn na di ánh mắt. Không muốn tránh né ánh mắt, cùng lắm thì trong mắt bể mất, không muốn na di ánh mắt. Cơ hội như vậy, rất có thể cả một đời cứ như vậy một lần. Lúc này, bá tống thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Cật qua thánh quân cắn răng, chống đỡ mí mắt của mình. Đồng thời, khóe mắt của hắn dư quang chú ý tới một sự kiện bá tống, cứ nhiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bá tống hai mắt, nhìn thẳng đầu cầu bất hủ bạch thánh tin tức thể. Bá tống đạo hữu, con mắt của ngươi sẽ không đau không? Cật qua thánh quân nhịn không được hỏi. Không đau, ngược lại rất thoải mái. Tống Thư Hàng cười nói, dù sao ta là từng có nhiều lần kinh lịch, sở dĩ con mắt cũng thích ứng loại này đẳng cấp thống khổ. Bất quá cật qua tiền bối ngươi không cần hoài nghi bản thân. Ta lần thứ nhất nhìn bất hủ tin tức thời điểm, hai mắt đều nổ tung, liền trang bị nho ra thánh nhân chi nhãn đều nhìn không được. Cật qua thánh quân. Bá tống câu này hồi phục bên trong lượng tin tức quá lớn, hắn đều không biết muốn làm sao trả lời. Bạch tiền bối, hiệu quả đi ra không? Tống Thư Hàng dò hỏi lúc này hắn, đã hoàn toàn đem thiên đạo bạch lạc ấn phục chế thể bên trong bất hủ tin tức hấp thu, dùng nhập bù đắp bản thân ngụy bất hủ hình thức bên trong. Lần lượt tiếp xúc đến bất hủ tin tức về sau, Tống Thư Hàng rõ ràng có thể cảm giác đến bản thân ngụy bất hủ hình thức đã đạt đến một loại cực hạn. Chỉ cần một cơ hội, hắn ngụy bất hủ hình thức liền có thể tiến hành một lần thuế biến. Mà lần này cửu phẩm thiên kiếp rất có thể sẽ trở thành hắn ngụy bất hủ hình thức thời cơ. Hừm, hiệu quả tính đạt đến dự kỳ, bạch tiền bối gật đầu nói. Thần kiều bên kia, thiên đạo bạch lạc ấn đột nhiên hai dương mở rộng bạch hạc lưỡng xí. Cũng có một cái chân co lên, kim kê độc lập. Cật qua thánh quân. Hơi sững sờ về sau, cật qua thánh quân trong lòng hơi động. Cái tư thế này, trong đó chẳng lẽ ẩn chứa cái gì đặc thù ý nghĩa? Ta muốn hay không đem hắn nhớ kỹ, quay đầu hóa ra nhân hình trạng thái, suy nghĩ thật kỹ một chút. Một bên khác, theo thiên đạo bạch đặc thù tư thế hiển hiện,
đỉnh đầu cửu phẩm thiên kiếp lần nữa bị đè xuống đất ma sát một lần. Tống Thư Hàng một chút cảm ứng, liền phát hiện mình nguyên bản chỉ còn lại có 80 ngày thọ nguyên cửu phẩm thiên kiếp, lần nữa giảm thọ. Còn sót lại 80 ngày thọ nguyên, một hơi bị áp xúc gấp 10 lần, từ 80 áp xúc thành 8 ngày mà đây vẫn chỉ là Tống Thư Hàng cái kia bộ phận thiên kiếp thời gian. Thân là thi pháp chủ thể Bạch Tiền Bối, cái kia bên cạnh hiệu quả mạnh hơn, còn sót lại 80 ngày cửu phẩm thiên kiếp càng là trực tiếp bị áp xúc đến một ngày, cuối cùng liền 24 giờ đều thu thập không đủ. Sát phách cật qua thánh quân dù là đứng ở vòng cầu bên trong, cũng nhận được chỗ tốt. Cái kia bên cạnh thiên kiếp thời gian, cũng bị áp xúc 60 ngày tầm đó. Tiếp đó, nhìn chính ngươi, Bạch Tiền Bối đối Tống Thư Hàng nói, tranh thủ đem ngươi độ kiếp thời gian cũng áp xúc đến một ngày trong vòng, chúng ta tốt đồng thời hoàn thành ngàn ngày chi kiếp, phá giới trở về. Có Bạch Tiền Bối ngươi lời này, ta liền ổn, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng tại lồng ngực của mình gõ cửa một cái. Thu nhỏ kích thước linh quỷ thiên tử mở ra một cánh cửa, sau đó nàng như là ngồi thang trượt một dạng, từ Tống Thư Hàng ngực trượt ra. Linh quỷ thiên tử thuận thang trượt trượt xuống về sau, thân hình cũng một đường biến lớn, đợi nàng lúc rơi xuống đất, đã hóa ra bình thường lớn nhỏ bộ dáng tới. Tống Thư Hàng. Trước đó xuất hiện có thể khóa lại môn liền đã rất làm hắn giật mình. Hiện tại cái này thang trượt đều bị linh quỷ tiên tử mân mê đi ra rồi. Hắn không khỏi sờ lên lồng ngực của mình, đồng thời sờ lên gác ở bộ ngực mình thang trượt. Cái này thang trượt còn rất dài, mà lại là xoáy chuyển thức, từ bộ ngực hắn xoay tròn một đường đỡ rơi xuống đất. Linh quỷ tiên tử sau khi hạ xuống, lại đưa tay rời lên thang trượt, đem hắn gấp lại, nhét trở lại môn bên trong. Cuối cùng nàng còn không quên đóng cửa lại, đem cửa khóa lại. Tống Thư Hàng. Linh quỷ thiên tử đối hắn bày ra ok thủ thế. Vọng thiên, trong cơ thể của ta hiện tại đến cùng là thế nào? Vì cái gì ta thông qua nội thị đều nhìn không ra biến hóa a? Tống Thư Hàng hoài nghi mình thân thể là không phải là bị móc rỗng. Là loại kia vật lý trên ý nghĩa móc sạch. Bên cạnh, Lưu Tinh kiếm khí linh lên tiếng hỏi, Hàng Hàng, muốn ta cho các ngươi hộ pháp sao? Không cần, Tiểu Tinh Tinh. Ta bước kế tiếp chỉ cần cùng linh quỷ tiên tử tiến hành công pháp đồng bộ là đủ. Tống Thư Hàng trả lời. Dứt lời, phía sau hắn tự ngã thi. Bá thể, chủ động tiến lên một bước. Bá thể bắt đầu vận chuyển 9 tầng quên đi thần công, hắn tồn tại cảm giác dây lát biến trong suốt hóa lên. Liền Tống Thư Hàng chính mình cũng bắt đầu quên bá thể tồn tại. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình chảm tam thi có phải hay không thành công. Đệ tam thi có phải hay không chém xuống kém chút liền muốn hiện trường động thủ, lại chảm cái đệ tam thi đi ra. Đối diện, linh quỷ tiên tử khẽ gật đầu, phối hợp vận chuyển quên đi thần công, cùng tự ngã thi đồng bộ. Linh quỷ tiên tử quên đi thần công là tại cá chân cư sĩ nhất hệ bí cảnh bên trong học đến, đồng thời nàng còn thông qua cư sĩ nhất hệ bí cảnh bên trong nắm giữ ảnh hưởng thiên kiếp thời gian thủ đoạn. Tự ngã thi cộng linh quỷ tiên tử đồng bộ về sau. Trên bầu trời nhằm vào Tống Thư Hàng thiên kiếp nhận lấy kích thích, bắt đầu bạo động lên. Tống Thư Hàng cửu phẩm thiên kiếp, lúc này kinh lịch mấy lần giảm thọ cộng áp xúc, uy lực đã phồng lớn đến vô cùng trình độ khủng bố, lúc này thiên kiếp mỗi một đạo công kích đều đủ để cho chính quy cửu phẩm kiếp tiên tạo thành tổn thương. Hiện tại, theo linh quỷ tiên tử cộng tự ngã thi cuối cùng áp xúc, Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng ngàn ngày chi kiếp sốt cục một hơi bị buộc đến trung kiếp giai đoạn. Hai người thiên kiếp đều tiến vào ngày cuối cùng. Thành công, Tống Thư Hàng nói. Thiên kiếp của hắn, cũng tiến vào không đủ 4 giờ hàng ngũ. Bạch Tiền Bối nhắc nhở, chuẩn bị xong, trung kiếp cũng không tốt độ. Tống Thư Hàng gật đầu. Vốn là ngàn ngày chi kiếp ngày cuối cùng trung kiếp liền đáng sợ vô cùng, để rất nhiều bát phẩm huyền thánh tại chống nổi 999 ngày về sau, nuốt hận tại ngày cuối cùng. Hiện tại, Bạch Tiền Bối cùng thiên kiếp của hắn. Càng là kinh lịch mấy lần thời gian áp xúc, hơn nữa còn là thành đoàn độ kiếp, uy lực chỉ sẽ càng đáng sợ. Ta sẽ lấy đối mặt trường sinh giả đại lão thái độ, đến đối mặt cái này trung kiếp. Tống Thư Hàng ổn trọng nói. Hừm, chính nên như vậy. Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng vẩy lên xiêm y của mình, để cho mình pháp y hóa ra diện mục thật sự, hóa thành một thân anh tuấn màu trắng cổ trang trường phục. Sát phách cật qua thánh quân thật vất vả từ bất hủ tin tức bên trong sau khi tĩnh hồn lại. Lại nghe thấy Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh ở giữa đối thoại.
Nếu như là bình thường hai vị bát phẩm huyền thánh tại độ cửu phẩm thiên kiếp lúc như thế đối thoại, vậy khẳng định là khoác lác. Bát phẩm huyền thánh đối trường sinh giả, chỉ có một con đường chết. Nhưng đối với lời nói chính là Bạch Thánh cùng bá tống về sau, cật qua thánh quân lại lâm vào mê tín trạng thái, ẩn ẩn cảm giác phi thường có thể tin. Nói không chừng bá tống cùng Bạch Thánh, thật sự đối qua trường sinh giả cũng không nhất định. Hư không bên trong, thiên kiếp các loại kiểu dáng cũng tầng tầng lớp lớp. Trung kiếp, sau cùng 4 giờ, là cửu phẩm thiên kiếp cơ hội cuối cùng, cũng là hắn sau cùng quật cường. Lần này, hắn không còn bảo lưu, tất cả thủ đoạn toàn bộ bị hắn móc ra. Đã từng bị Bạch Thánh soát qua hiện đại hóa thiên kiếp cũng đang ngưng tụ, các loại vũ khí hiện đại, đạn đạo, vũ khí hạt nhân vân vân, cũng bắt đầu thành hình. Mà lại, những thứ này hiện đại hóa thiên kiếp, toàn bộ là cửu phẩm uy lực cường hóa bản. Vô số hiện đại hóa thiên kiếp, tại kiếp vân trong, khung ra một cái bảng đại hiện đại hóa quân sự quốc độ. Đây là hiện tại tiến hành lúc thiên kiếp. Mà tại hiện đại hóa thiên kiếp bên cạnh, có rất nhiều cổ pháp hình hào tu luyện giả pháp khí, thần binh, thiên kiếp chi mâu, thiên tai chi kiếm loại hình thiên kiếp hiển hiện. Lại có từng cái tại cổ đại cùng thiên kiếp chống lại, cũng ở trong thiên kiếp lưu lại qua cường đại cá thể lạc ấn tu luyện giả ấn ký, cũng bị thiên kiếp hiển hóa ra ngoài, hóa thành hình người thiên kiếp, đứng ở kiếp lập phía trên. Bộ phận này, là quá khứ hình thiên kiếp. Không chỉ có như thế, tại quá khứ hình cùng hiện tại tiến hành hình thiên kiếp bên cạnh, còn có một số khoa huyễn phong cách thiên kiếp đang ngưng tụ. Rất nhiều chỉ tồn tại ở tương lai khái niệm bên trong vũ khí, cũng bị thiên kiếp ngưng tụ ra. Những cái kia thiên kiếp vũ khí phong cách, khắp nơi để lộ ra vô hạn sát cơ. Những thứ này tương lai khái niệm vũ khí, tạo hình kỳ lạ, chỉ từ ngoại hình bên trên rất khó phán đoán bọn chúng hiệu quả. Đây là tương lai hình thiên kiếp. Lần này cửu phẩm thiên kiếp trung kiếp có thể nói, là dùng hết toàn lực. Đem quá khứ, hiện tại, tương lai ba loại hình thái thiên kiếp diện mạo, một hơi bày ra. Tam đại hình thái đồng thời xuất hiện về sau, trong lúc mơ hồ sẽ còn sinh ra một loại cộng minh, bổ sung một loại thời gian luân hồi uy lực thêm thành. Tại cái này quá khứ, hiện tại, tương lai thiên kiếp trong luân hồi. Tất cả thiên kiếp, khóa chặt bá tống, khóa chặt Bạch Thánh. Nhưng chúng nó không có trực tiếp rơi xuống, mà là như trước đang cường hóa, lấy phát rồ trình độ điệp ra cường hóa. Cái này đã hoàn toàn không phải 8 tấn 9 thiên kiếp. Sát phách cật qua thánh quân nhìn thấy tê cả da đầu. Tại cái này quá khứ, hiện tại, tương lai luân hồi thiên kiếp bên trong, vô luận đến bao nhiêu bát phẩm huyền thánh, đều chỉ có một con đường chết. Cật qua thánh quân lúc này, đều ẩn ẩn cảm ứng ra thiên kiếp quật cường. Tại dạng này thiên kiếp bên dưới, bá tống cùng Bạch Thánh, có thể vượt qua sao? Chỉ nhìn số liệu lời nói, bá tống cùng Bạch Thánh sống sót tỷ lệ tiếp cận với không. Nhưng cật qua thánh quân chẳng biết tại sao có loại mê chi lòng tin. Cổ vũ a, bá tống, Bạch Thánh, cật qua thánh quân kêu lên, đừng thua cho thiên kiếp. Oanh! Trên bầu trời, đi qua hình thái thiên kiếp dẫn đầu đánh xuống. Tính ra hàng trăm cường giả hình người thiên kiếp, lấy ngàn mà tính thiên kiếp chi mâu, chu tiên pháp khí thiên kiếp, hướng phía dưới đánh xuống. Phía dưới, tiếng nổ mạnh như sấm nổ, không ngừng vang vọng. Nhưng sát phách cật qua thánh quân, lại mở to hai mắt nhìn, cái cằm lần nữa chật khớp. Thiên kiếp nhìn qua là đáng sợ như vậy cùng uy mãnh, nhưng chẳng biết tại sao, cái này một nhóm đi qua lúc thiên kiếp, lại tập trung vào cự ly bá tống cùng Bạch Thánh rất rất xa đất trống khu vực, đánh tung nát nổ. Liền phảng phất cái kia phiến trên đất trống, có thiên kiếp hận nhật tồn tại. Mà Bạch Thánh cùng bá tống, lông tóc không tổn hao gì. Thiên kiếp đại gia hôm nay, rốt cục bị tức mù sao? Nếu như không mù lời nói, như vậy lớn một cái bá tống cùng Bạch Thánh đứng ở nơi đó, thiên kiếp lại chọn lấy cái cự ly hai người rất xa đất trống cuồng oanh lạn tạc, đang làm cái gì? Cũng không thể là nói xuông đe dọa a. Đều đến trung kiếp giai đoạn, đe dọa căn bản không có cái gì ý nghĩa. Lại hoặc là, thiên kiếp túng rồi. Lại một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở cật qua thánh quân não hải. Từ trước mắt thế cục đến xem, đáng sợ cửu phẩm thiên kiếp trung kiếp, hoàn toàn chính xác giống như là túng một dạng. Là ngươi linh quỷ tiên tử cùng tự ngã thi hiệu quả. Lúc này, Bạch Tiền bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ta linh quỷ tiên tử có một môn bí pháp đặc thù, phối hợp quên đi thần công có thể ảnh hưởng thiên kiếp. Bất quá, cụ thể là bí pháp gì? Ta quên rồi.
Đây chính là ngư phỉ cư sĩ nhất hệ phi thường làm cho người nhức cả trứng địa phương. Có đôi khi liền xem như muốn giới thiệu một chút bọn hắn, khen khen một cái bọn hắn nhất hệ ngư phê chỗ, nhưng mới mở miệng trong đầu một mảnh trống không, căn bản không biết muốn hướng người khác giới thiệu cái gì. Tống Thư Hàng hoài nghi cư sĩ nhất hệ mặc dù có thể một mực lưu truyền tới nay, từ viễn cổ một mực lưu truyền đến nay, rất có thể là công pháp người sáng lập đại lão, một mực không ngừng tại quên bản thân thu đồ đệ sự, sau đó cái này đại lão vẫn không ngừng tại chư thiên vạn giới bên trong tìm kiếm đệ tử, thu truyền nhân, mới đưa này môn phái lưu truyền đến nay. Chỉ ảnh hưởng thiên kiếp, Bạch Tiền Bối hỏi, bởi vì hắn phát hiện trừ hắn bên ngoài, sát phách cật qua thánh quân tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Tống Thư Hàng tiếp tục gật đầu nói, đúng thế. Linh quỷ tiên tử cùng tự ngã thi liên thủ, chỉ sẽ ảnh hưởng đến thiên kiếp, để thiên kiếp không cách nào khóa chặt Tống Thư Hàng, nhưng loại này tiểu trong suốt hiệu quả lại sẽ không ảnh hưởng đến bên cạnh người. Về phần tại sao thiên kiếp liền Bạch Tiền Bối cũng xem nhẹ quá khứ, Tống Thư Hàng liền không được biết. Sát phách cật qua thánh quân nghe đến đó lúc, trong đầu chỉ hiển hiện ngọa thảo hai chữ. Thật sự là từ nghèo. Hắn cả đời này trải qua vô số sóng to gió lớn, vượt qua lần lượt thiên kiếp, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thiên kiếp lại còn có thể giống trước mắt bá tống, bạch thánh dạng này nằm qua. Quên đi thần công đến cùng là hệ nào thần công, cứ nhiên có thể đem thiên kiếp hiếp đáp đến tình trạng như thế. Hệ này đến cùng còn có thu hay không đệ tử? Cật qua sống lâu như vậy, tự nhiên cũng sẽ có một số hậu bối. Lúc này hắn đều đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không đem hậu bối giao cho bá tống, đầu nhập cái kia quên đi thần công nhất hệ. Cái kia tiểu tống tống, chúng ta chẳng phải là chỉ muốn đứng tại chỗ, chờ lấy cửu phẩm thiên kiếp trung kiếp oanh xong, liền xong việc. Lưu Tinh kiếm khí linh quy bản Bạch Tiền Bối mừng rỡ hỏi. Chỉ sợ không được, Tống Thư Hàng lắc đầu. Quy bản Lưu Tinh Bạch nghi ngờ nói, vì cái gì? Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại hình thái thiên kiếp, giải thích nói, bởi vì thiên kiếp có rửa sạch toàn màn hình công kích A. Nếu như bọn hắn độ kiếp không ở đặc thù thiên kiếp thế giới, mà là trực tiếp tại hiện thế trong vũ trụ mịt mờ, cái kia nói không chừng đỉnh đầu thiên kiếp tại linh quỷ tiên tử bí pháp hiệu quả bên dưới, không biết sẽ bổ tới vũ trụ cái góc nào đi. Đáng tiếc cái này thiên kiếp thế giới không giống hiện thế, diện tích của nó có hạn. Sau đó thiên kiếp công kích, rửa sạch toàn màn hình công kích một khi rơi xuống, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối vẫn như cũ cần chống cự. Nhưng không cần quá lo lắng, liền xem như thiên kiếp toàn màn hình công kích, cũng sẽ có một cái tổn thương cao nhất điểm trung tâm. Mà chỉ muốn Thư Hàng trên người linh quỷ thiên tử bí pháp ảnh hưởng vẫn còn, cái kia tổn thương cao nhất điểm trung tâm liền sẽ không rơi vào chúng ta phụ cận. Bạch Tiền Bối duỗi tay triệu hồi thần kiều, nhưng không có đưa chúng nó giải tán. Hiển nhiên một hồi độ kiếp quá trình bên trong, hắn còn cần dùng tới cái này thần kiều. Thần kiều trở về sau, Bạch Tiền Bối bên cạnh ngồi ở thần kiều lan can bên trên, hắn duỗi tay lấy ra một số cành, bắt đầu tước lên duy nhất một lần phi kiếm đến, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Cách đó không xa, thuộc về quá khứ hoàn thành lúc thiên kiếp, còn tại không ngừng đưa lên, điên cuồng phát tiết. Từng đạo cuồng bạo pháp khí thần binh thiên kiếp đánh xuống. Trên mặt đất tuôn ra từng cái hố to, tiên lôi trường mâu không cần tiền bắn ra. Chỉ còn cái kia mấy tôn cường giả lạc ấn biến thành hình người thiên kiếp, còn yên lặng đứng ở hư không kiếp vân bên trên, không có xuất thủ. Tới, phạm vi công kích muốn rơi xuống. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hắn nhìn chằm chằm vào thiên kiếp. Quá khứ hoàn thành lúc thiên kiếp, cũng là có phạm vi toàn màn hình công kích. Chỉ thấy có 24 mai hạt châu biến thành pháp khí. Từ kiếp vân bên trên tế ra, mỗi một mai hạt châu bên trên đều hiện ra hào quang năm màu. Mặc dù là hình chiếu pháp khí, nhưng từ thành đoàn độ kiếp cộng áp xúc sau khi cường hóa cửu phẩm thiên kiếp trung kiếp sở huyễn hóa ra tới hình chiếu pháp khí, trong nháy mắt sở sức mạnh bùng lên, đã không kém gì pháp khí này bản thể. Xoát! Cái này 24 mai ngũ sắc thần châu hợp thành một chuỗi, mỗi một mai trong hạt châu đều phảng phất ẩn chứa một cái thế giới lực lượng. Thần châu từ không trung quét xuống, không có công kích phức tạp thủ đoạn, thô bạo đơn giản. Tiểu Tống Tống có thể ứng phó sao? Quy bản Lưu Tinh hỏi không nói. Bao trên người ta, loại trình độ này công kích, ta chỉ cần tế ra bạch cốt cự nhân, liền có thể tùy tiện ngăn lại. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị ngưng tụ ra cái kia tống đầu gỗ lớn cốt đầu cặn bã tử pháp thuật hộ thể. Nhưng hắn sau lưng,
có một bóng người lại lấy tốc độ nhanh hơn chủ động nghênh kích. Là thiên tử. Nàng đầu tiên là duỗi tay khẽ trống, một tòa to lớn viễn cổ thiên đình hư ảnh bị nàng phóng xuất ra, bao phủ lại Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh, thậm chí đem hơn phân nửa cửu phẩm độ kiếp không gian đều bảo hộ trong đó. Chiêu này uy lực, đã viễn siêu bình thường kiếp thiên thủ đoạn, có được mấy phần trường sinh giả thủ đoạn uy năng. Hộ thể pháp thuật phóng thích hoàn tất về sau, tiên tử chủ động xuất kích. Bị động bị đánh cũng không phải phong cách của nàng. Giá công đức xà mỹ nhân kêu. Công đức phì kình từ trên thân Tống Thư Hàng nhảy ra, thổi hơi bành trướng, hóa thành tọa kỵ. Đồng thời, công đức xà mỹ nhân cái đuôi phân nhánh, chia chín cái đuôi, nàng dùng sức nhảy lên, đuôi rắn như con mực bàn bám vào công đức phì kình lưng bên trên. Một rắn một cá voi hướng phía cái kia 24 mai thần châu thiên kiếp đánh tới. Tiên tử đừng quên mang lên vũ khí, tam thi bên trong thiện thi kêu lên. Thiện thi hai tay vỗ tay, giơ cao đến đỉnh đầu. Một thân tăng bảo đem hắn chăm chú bao khỏa, hai chân song song toàn bộ thân thể hóa thành thẳng tắp nhất chữ. Sau đó, thiện thi như là một cây trường thương, phá không mà đi. Hư không bên trong công đức xà mỹ nhân duỗi tay kẹp lấy, đem bá thiện tăng thương kẹp ở bên hông, vô tận công đức chi quang từ thiện thi trên đầu chọc tăng vọt mà ra, chướng mắt đến cực điểm. Mà cái này chướng mắt công đức chi quang, trải qua thiện thi sát nhập song trưởng ngưng tụ, lại hóa thành 40 mét thương ánh sáng chi nhận. Nàng tựa như một cái lóng lánh nữ kỵ sĩ, anh dũng không sợ, đối kinh khủng thiên kiếp khởi xướng công kích. Đồng thời, trong miệng nàng còn phát xuất chiến ý 10 phần công kích khẩu hiệu, người cái này con dẹp muốn bóp lên thật là có điểm cấn tay. Đáng sợ như vậy thiên kiếp đối với nàng mà nói, cũng chỉ là cấn tay con dẹp sao. Cật qua thánh quân chằm chằm vào tiên tử, thầm nghĩ trong lòng. Phảng phất là đoán được cật qua tiền bối nội tâm ý nghĩ, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Cấn tay con dẹp, thật là khiến người hoài niệm xưng hô. Bất quá bây giờ, hắn bá Tống đã là cấn tay tiểu lão hứa, không còn là trước kia cái kia nhu nhược con dẹp. Gặp công đức xà mỹ nhân công kích sau khi rời khỏi đây, Tống Thư Hàng tạm dừng bạch cốt cự nhân ngưng tụ, lớn tiếng nhắc nhở, công đức tiên tử, một hồi xuất thủ lúc lực chú ý độ A, không muốn làm bị thương thiên kiếp phẩm chất. Cái thiên kiếp này hạt châu, ngoại hình đẹp mắt như vậy, xem xét cũng làm người ta khẩu vị đại khai. Sở dĩ, không muốn đối với nó tạo thành quá lớn phá hư mới tốt. Hư không bên trong tiên tử mặc dù không có hồi phục Tống Thư Hàng, bất quá động tác trong tay của nàng lại nhiều một đạo nhu kình đến dù sao, thiên kiếp xử lý là trừ thiệt sán liên hoa cùng đao ý thông huyền hạt sen bên ngoài, nàng ít có thể ăn đồ vật. Thân là công đức chi thể, nàng có thể trực tiếp ăn đồ vật không thể không có nhiều. Hư không bên trong, cái kia 24 hạt châu lực lượng, liên tục không ngừng xoát bên dưới. Đặc biệt là đương công đức xà mỹ nhân chủ động hiện thân lúc, cái này 24 hạt châu rốt cuộc tìm được có thể khóa định chi vật, đối công đức xà mỹ nhân chính là một đợt tập kích. Đối mặt cái này 24 hạt châu hợp kích, công đức xà mỹ nhân không sợ hãi chút nào, thậm chí không có tránh né. Nàng nâng lên bá thiện tăng thương, 40 mét thương ánh sáng đón cái kia 24 hạt châu lực lượng cứng rắn đối, đi ngược dòng nước. Hạt châu lực lượng phảng phất là vô lượng đại hải, khuynh đảo xuống. Mà công đức xà mỹ nhân trường thương trong tay, chính là cái kia làm vuông dương đại hải mở đường thần trượng. Thần châu lực lượng mỗi lần bị bá thiện tăng thương mũi thương đỗi bên trong, liền bị nổ tung, tả hữu tách rời, lộ ra một đầu cung cấp công đức xà mỹ nhân thông hành đại đạo. Nháy mắt thời gian, công đức xà mỹ nhân liền đỗi đến 24 hạt châu bản thể trước mặt. Nàng mũi thương nhẹ nhàng vẩy một cái, nhu kình xảo diệu thi triển mà ra. 24 khỏa nối liền nhau hạt châu bị nhẹ nhàng đánh tan, nhưng hạt châu mặt ngoài nhưng không có một tia thao tác. Công đức xà mỹ nhân tiếp tục kích động, từng khỏa hạt châu bị đâm hướng phía dưới trường sinh trụ. Côn vương trụ lỗ đen, bị tồn trữ đến côn vương trụ bên trong giữ tươi. A, à, chọn bạo 24 hạt châu về sau, công đức xà mỹ nhân dơ thương, nhắm ngay kiếp vân phía trên cái kia mười mấy tôn cường giả lạc ấn biến thành hình người thiên kiếp. Sau đó, nàng không chút do dự phát khởi mới công kích. Từ khi trở thành bá Tống công đức chi lực về sau, chỉ muốn bá Tống không chết, nàng liền có thể vô hạn phục sinh. Sở dĩ, cho dù là đánh mười mấy, nàng cũng không sợ. Huống chi, trong tay nàng bá thiện tăng thương còn tự mang husky đuôi tính, chỉ muốn sử dụng bá thiện, công đức xà mỹ nhân liền sẽ chịu đến truyền nhiễm, biến đặc biệt vui sướng. Phía dưới,
Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, sọ não đau. Hắn còn muốn mượn nhờ linh quỷ tiên tử bí thuật, tiêu hao nhiều hơn một số thiên kiếp hỏa lực, không nghĩ tới tiên tử quá sinh động, trực tiếp đối đến kiếp vân đi lên. Nhưng dạng này cũng tốt, mà lại dù sao là trung kiếp, trực tiếp lên đi đánh nổ đi. Bạch Tiền Bối đứng lên, ở bên cạnh hắn đã nhiều hơn 10 chuôi duy nhất một lần phi kiếm. Xem ra, Bạch Tiền Bối đã chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Tiền Bối ngươi cũng nói như vậy, vậy liền lên đi. Tống Thư Hàng nói, hắn duỗi nhẹ tay nhẹ vung lên, cho công đức xà Mỹ Nhân an bài trợ giúp. Hắn bá Tống từ khi tu luyện trở đi, bình quân mỗi tháng độ một lần thiên kiếp. Mỗi lần độ kiếp cho tới bây giờ đều chỉ có hắn bá Tống lấy nhiều khi ít, đối thiên kiếp lúc hắn đều là thành đoàn soát thiên kiếp, cái nào vòng đến thiên kiếp lấy nhiều khi ít, dùng nhân số đến hiếp đáp hắn. Không phải liền là mười mấy tôn cường giả lạc ấn biến thành hình người thiên kiếp sao? Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động về sau, mấy đạo thân ảnh từ trên người hắn hiển hiện, theo sát công đức xà Mỹ Nhân hướng hư không lướt mây. Một tôn là Tống Thư Hàng thuần khiết bài phân thân. Hắn một mực thay thế bá Tống độ cửu phẩm thiên kiếp, lúc này cùng bản thể tụ hợp về sau, bị thu về, lại chia ra đến, liền đồng bộ bản thể chiến lực. Sau đó là ác thi cùng tự ngã thi, theo sát phân thân mà lên. Bảy cái bá thần trụ đồng dạng phóng lên tận trời, vì công đức xà Mỹ Nhân cung cấp trợ giúp. Ta đến thiết cát chiến khu, chúng ta không cần đồng thời đối mặt quá khứ, hiện tại, tương lai ba loại thiên kiếp. Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng nhảy lên. Đứng ở thần kiều lan can bên trên. Ngón tay hắn điểm nhẹ, hơn 10 chuôi duy nhất một lần phi kiếm phá không mà đi, đâm về kiếp vân. Thiết cát chiến khu, Bạch Tiền Bối ngươi không phải là muốn đem cửu phẩm thiên kiếp cho đưa vào đến thiên đạo phòng tối đi thôi. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, dò hỏi. Không cần phiền toái như vậy, Bạch Tiền Bối mím môi cười khẽ. Hơn 10 chuôi một lần phi kiếm đâm vào kiếp vân, như là đường ranh giới một dạng, đâm vào qua mây. Hiện tại, tương lai thiên kiếp ở giữa. Sau đó, tại Tống Thư Hàng cùng Cật Qua Thánh Quân nhìn soi mói, cả cái kiếp vân không gian bị thiết cát thành ba cái khác biệt không gian độc lập. Cật Qua Thánh Quân trừng to mắt tại cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong cắt nữa cắt ra độc lập tiểu không gian. Cái này cũng có thể làm đến. Giới trung giới loại vật này, liền xem như đại bộ phận tư thâm cửu phẩm kiếp tiên đều làm không được. Mà Bạch Thánh, vẫn chỉ là bát phẩm. Đi thôi. Trên thực tế, một mực tránh né trung kiếp là một loại lãng phí. Trung kiếp vẫn là muốn trực tiếp đi tiếp nhận, sẽ khá có hiệu quả rèn luyện. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Hắn nhẹ nhàng giẫm mạnh thần kiều nâng lên Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, cầu một chỗ khác khác ở hiện tại kiếp trong không gian. Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng thuận thần kiều, trốn vào đại biểu cho hiện tại hiện đại hóa thiên kiếp. Vô số hiện đại hóa thiên kiếp nhưng vẫn là mờ mịt chuyển động, bọn chúng vẫn như cũ không cách nào khóa chặt bá Tống vị trí. Muốn công kích được Tống Thư Hàng, chỉ có dẫn bạo cái kia này cường hóa qua đi thiên kiếp vũ khí hạt nhân. Nhưng theo bình thường trình độ, nhóm này thiên kiếp vũ khí hạt nhân muốn tải hạ xuống về sau, mới có thể dẫn bạo. Thư Hàng, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn một hơi đem hiện đại hóa thiên kiếp toàn bộ dẫn bạo. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng vội vàng thi triển tứ đại tôi thể thần công. Biến dị cương thủ, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công cùng béo cầu đại lão thể lòng kim thân quyết. Tứ đại thối thể công pháp toàn bộ triển khai về sau, một đoàn nho trang hầu tử hiển hiện, tay nâng kinh thư. Nhưng lần này, không đợi những thứ này thánh viên mở miệng, Bạch Tiền Bối trước hết một bước động thủ, trong tay hắn linh lực ngưng tụ thành hình đường thẳng, nhẹ nhàng vạch một cái. Từng mai hiện đại hóa thiên kiếp trực tiếp bị dẫn bạo. Thiên kiếp uy lực bạo tạc, đem Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh thôn phệ. Phía dưới Cật Qua Thánh Quân có chút xem không hiểu, không biết Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh thao tác ý nghĩa. Không rõ bọn hắn tại sao phải đột nhiên bản thân đưa đi lên cửa, mặc cho thiên kiếp oanh tạc. Tống Thư Hàng toàn lực chống đỡ lấy tứ đại thối thể công pháp, thiên kiếp uy lực đang điên cuồng trùng kích thân thể của hắn, mang đến cho hắn từng lớp kịch liệt đau nhức. Không chỉ có như thế, tại thiên kiếp bạo tạc ảnh hưởng bên trong, Tống Thư Hàng thần thức chịu ảnh hưởng. Bạch Tiền Bối ngươi ở đâu? Tống Thư Hàng phát hiện tại bạo tạc bên trong, mình và Bạch Tiền Bối tựa hồ tách ra. Bạch Tiền Bối cũng không có đáp lại hắn. Tống Thư Hàng nhíu mày. Một lát sau, Tống Thư Hàng đột nhiên thu hồi tứ đại tôi thể thần công. Sau đó, trực tiếp đem trạng thái của mình chuyển hóa làm ngụy bất hủ hình thức.
mà hắn vừa mới chuyển hóa hoàn thành thời điểm, vô số thiên kiếp bạo tạc lực lượng liền tràn vào đến Ngụy Bất Hủ hình thức trong xương khói, đem hắn thân thể chống lên. Tống Thư Hàng giờ đây Ngụy Bất Hủ hình thức so ban sơ trạng thái đã mạnh rất nhiều, mỗi một lần hắn tiếp xúc đến bất hủ tin tức về sau, Ngụy Bất Hủ hình thức liền sẽ tiến hành một lần thăng cấp đổi mới, đánh lên miếng vá. Sở dĩ lúc này cuồng bạo thiên kiếp lực lượng dung nhập vào hắn Ngụy Bất Hủ thân thể bên trong, ngoại trừ có chút chứng đau nhức bên ngoài, còn không đủ để đối Tống Thư Hàng Ngụy Bất Hủ chi thân tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng Tống Thư Hàng trong lòng vẫn như cũ có chút bất an, như vậy lớn một cái bạch tiền bối, đột nhiên liền biến mất. Theo kinh nghiệm của dĩ vãng cáo đến xem, lúc này không phải can thiệp vào thời điểm, khi tất yếu có thể cân nhắc túng một đợt. Chính đương Tống Thư Hàng như thế suy tư thời điểm, bên tai vang lên bạch tiền bối thanh âm, không cần hoảng. Bạch tiền bối cùng Lưu Tinh Kiếm vẫn như cũ không thấy tung tích, nhưng là hắn nguyên thần hình chiếu cánh tay nhưng tại Tống Thư Hàng khuỷu tay bên trong. Lúc này, thông qua căn này bạch tiền bối cánh tay vì liên tiếp, dung nhập Tống Thư Hàng thể nội thiên kiếp tin tức bị bạch tiền bối thật nhanh phân tích. Mà tại bạch tiền bối lôi kéo dưới, Tống Thư Hàng đại não tần số cao vận chuyển, hắn đã có đoạn thời gian chưa đi đến đi kịch liệt như vậy đại não tần số cao vận chuyển. Mặt khác, tại Tống Thư Hàng trao quyền bên dưới, trong đầu liên quan tới thiên kiếp đại gia tri thức toàn bộ bị lấy ra, dùng số liệu ủng hộ bạch tiền bối phân tích thiên kiếp hành động. Đại số liệu thời điểm, số liệu tin tức so tiền quan trọng hơn. Tống Thư Hàng lấy ra số liệu đối bạch tiền bối phân tích hành động mà nói, là một cái cường lực trợ công. Ba Tống đối thiên kiếp lý giải, kỳ thật phi thường khắc sâu, viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Thậm chí, liền bộ phận trường sinh giả đối thiên kiếp lý giải, cũng không nhất định có Tống Thư Hàng như thế thấu triệt. Từ tu hành đến nay, một mực làm bạn Tống Thư Hàng, ngoại trừ bên người ngoại trừ trên người vật trang sức bên ngoài đại lão cùng Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên tiền bối bên ngoài, liền mấy ngày kiếp đại lão làm bạn thời gian dài nhất. Mỗi tháng đều muốn gặp mặt một lần, có đôi khi thậm chí càng gặp được mấy lần. Mỗi một lần độ kiếp đều là biến dị, hoa văn tầng tầng lớp lớp. Vì có thể để Tống Thư Hàng mỗi lần độ kiếp có mới mẻ cảm giác, thiên kiếp đại gia cũng là nhọc lòng. Thậm chí ngay cả thiên kiếp ba ba thiên phạt Tống Thư Hàng đều tiếp xúc qua mấy lần. Hắn đối thiên kiếp lý giải, hoàn toàn đạt đến có thể độc lập viết sách xuất bản cấp độ. Mà bạch tiền bối đối thiên kiếp lý giải, đồng dạng thâm bất khả chắc, hắn nhưng là đem thiên kiếp đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa tồn tại, mỗi một lần bạch tiền bối độ kiếp, đều không phải là hắn tại độ kiếp, mà là thiên kiếp tại độ hắn. Hai thế giới đỉnh tiêm thiên kiếp nghiên cứu chuyên gia đối thiên kiếp số liệu tin tức sát nhập cùng một chỗ, lại đối xâm nhập Tống Thư Hàng thể nội thiên kiếp lực lượng tiến hành phân tích. Phân tích tốc độ lập tức từ 3G mạng lưới tiến hóa làm 5 giờ, vèo một cái, đủ loại thiên kiếp lực lượng liền bị dây lát bạo phá, phân tích hoàn tất. Nhưng bạch tiền bối mục tiêu không chỉ có là đơn thuần đem thiên kiếp tin tức cho phân tích ra, bạch tiền bối mỗi lần xuất thủ, đều trực chỉ sự kiện hạch tâm yếu tố. Lần này cũng không ngoại lệ. Bạch tiền bối kết hợp Tống Thư Hàng cùng mình thiên kiếp tin tức cộng cửu phẩm trung kiếp tin tức, kiếm chỉ thiên kiếp pháp tắc loại này siêu nhiên quy tắc, cái này cùng huyền thánh giảng pháp pháp tắc một dạng, là thiên đạo chuyên môn hậu cung pháp tắc. Loại này trên lý luận căn bản không có khả năng bị tu luyện giả nắm giữ pháp tắc, tại bạch tiền bối bạo lực phá giải bên dưới, hòa hoãn nổi lên, bại lộ tại bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng trước mắt. Dù là trước mắt chỉ phân tích ra thiên kiếp pháp tắc một góc của băng sơn, Tống Thư Hàng nội tâm đều bị đại lực rung động đến. Bạch tiền bối, ngài đơn giản đẹp trai ngây người. Tống Thư Hàng cảm giác mình hiện tại hóa thân thành sát phách cật qua thánh quân, đầy trong đầu muốn hô 666 để diễn tả mình nội tâm đối bạch tiền bối bội phục. Hừm, ta biết, bạch tiền bối trả lời. Hắn đẹp trai ngây người chuyện này, căn bản không cần Thư Hàng nhắc nhở. Ý của ta là bạch tiền bối người phân tích thiên kiếp pháp tắc hành động, đẹp trai ngây người. Tống Thư Hàng nói bổ sung. A, bạch tiền bối trở về một chữ. A, làm sao biến thành một chữ độc nhất hồi phục, chẳng lẽ bạch tiền bối đối với ta cái này 666 không hài lòng. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Trong lúc đang suy tư, thiên kiếp pháp tắc càng nhiều bại lộ tại Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối trước mắt. Tống Thư Hàng cảm giác mình sọ não bắt đầu chứng đau nhức, đại não giống như là bị sét đánh một dạng, có loại tê dại thống khổ cảm giác, cái này cùng lúc trước tiếp xúc đến huyền thánh giảng pháp quy tắc một dạng, là hắn tiếp xúc đến siêu nhiên quy tắc sau đại giới. Nếu không phải hắn thường xuyên tiếp xúc bất hủ tin tức cộng Ngụy Bất Hủ hình thức,
lúc này đại não nói không chừng đã không chịu nổi thiên kiếp pháp tắc mang tới trùng kích, bị pháp tắc tin tức nổ đầu. Sọ não đau nhức, Tống Thư Hàng nói. Nhịn một chút liền đi qua, chống đỡ. Bạch tiền bối thanh âm vang lên. Yên tâm đi, bạch tiền bối. Đối nhẫn nại thống khổ loại sự tình này, ta là chuyên nghiệp. Tống Thư Hàng tự tin nói. Bạch tiền bối nói. Kỳ thật bạch tiền bối người bình thường cũng là đẹp trai ngây người, không chỉ có là phân tích thiên kiếp pháp tắc xoái ngốc, bình thường hành động cũng là xoái bạo trình độ. Tống Thư Hàng một bên chịu đựng sọ não kịch liệt đau nhức, một bên thử nghiệm từ khía cạnh phương thức gọi cái 666. Xùy Thư Hàng ngươi hôm nay thế nào? Ta bên này vội vàng phân tích pháp tắc, ngươi trước đừng làm rộn. Bạch tiền bối nghiêm túc nói. Tiểu Tống Tống ngươi lời nhàm chán, có muốn hay không ta ca hát cho ngươi nghe? Quy bản lưu tinh bạch thanh âm cũng vang lên. Tống Thư Hàng. Khẳng định là bởi vì kịch liệt sọ não đau nhức, để cho ta đại não lâm vào hỗn loạn. Đừng làm rộn, độ kiếp đây. Bạch tiền bối lại nhắc nhở. Rầm rầm rầm. Hiện tại thực hiện đại hóa thiên kiếp, còn tại không ngừng bạo tạc, đem thiên kiếp lực lượng quán nhập Tống Thư Hàng thể nội mà theo bạch tiền bối đối thiên kiếp pháp tắc phân tích tiến độ tiến nhanh, Tống Thư Hàng sọ não càng ngày càng trướng, có loại đã lâu choáng đầu cảm giác. Sát phách, quá khứ thức thiên kiếp đã tiến vào khâu cuối cùng, công đức xà mỹ nhân cộng Tống Thư Hàng phân thân cộng Tống Thư Hàng tam thi cộng bá thần trụ nhóm liên thủ, ra sức oanh kích. Bá thần trụ nhóm cùng công đức xà mỹ nhân các hiển thần thông, các loại thuật pháp, năng lực thiên phú thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đối diện hình người thiên kiếp có cường giả lạc ấn, đồng dạng các nơi đạo pháp tiên thuật. Trái lại Tống Thư Hàng phân thân cùng ác thi, tự ngã thi, thủ đoạn liền tương đối bần cùng. Bọn hắn đối mặt cường giả lạc ấn hình người thiên kiếp thời điểm, không nói nhảm, ngừng tụ lại phòng ngự, nhưng tay hai tay xoa lên to to nhỏ nhỏ trường tâm lôi tự cùng hình người thiên kiếp đối oanh lên. Hình người thiên kiếp A, vạn tiên kiếm hà. Bá Tống phân thân, thành phố nhỏ cấp trường tâm lôi. Hình người thiên kiếp B, đấu chuyển đại đạo quyền pháp. Ác thi, bá thần trụ gia chỉ cộng trung đẳng thành phố cấp trường tâm lôi. Hình người thiên kiếp C. C kiếp mê mang đứng ở kiếp vân bên trên. Sau một khắc, đột nhiên một khỏa đã trên trung đẳng thành phố cấp trường tâm lôi, vô tình đem hắn thôn phệ. Trong lúc nhất thời, quá khứ thức thiên kiếp không gian bên trong, to to nhỏ nhỏ trường tâm lôi, không ngừng nổ lên. Cật qua thánh quân chưa từng có nghĩ tới, chỉ là một cái trường tâm lôi đều bị bá tống bày trò đến. Mà lại, không biết có phải hay không ảo giác. Theo thời gian chiến đấu tiếp tục về sau, bá tống phân thân. Tam thi tại thi triển trường tâm lôi thời điểm, trường tâm lôi bên trong vậy mà bắt đầu hiện ra thiên kiếp khí tức. Thiên kiếp trường tâm lôi đối bạo thiên kiếp. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Thiên kiếp pháp tắc bạch tiền bối mới phân tích ra một góc của băng sơn, nhưng Tống Thư Hàng bản thân liền nắm giữ thiên lôi bằng tốt nghiệp bộ này giấy chứng nhận, đồng dạng là Tống Thư Hàng thân thể đối thiên lôi một loại cảm ngộ, đây là bị bổ ra tới cơ bắp ký ức cùng cảm ngộ. Tại thiên lôi bằng tốt nghiệp cộng bỏ chống thiên kiếp pháp tắc phân tích song trọng hiệu quả bên dưới, Tống Thư Hàng phân thân, hắn tam thi tại thi triển lôi pháp lúc, liền có thể thoáng bổ sung một sợi thiên kiếp uy lực. Đừng nhìn thiên kiếp đại lão đối mặt bạch tiền bối lúc túng một nhóm, nhưng ở đối mặt hắn tu luyện giả lúc, thiên kiếp đại lão mãnh liệt không được. Thiên kiếp có được phá tà vọng, phá âm khí các loại hiệu quả, ngang nhau uy lực lôi pháp, tăng thêm thiên kiếp hiệu quả sau đối tu luyện giả tổn thương uy lực phải tăng gấp bội. Thiên kiếp bản thân liền khắc chế tu luyện giả đây cũng là tu luyện giả độ kiếp lúc, sẽ khó khăn trùng điệp nguyên nhân. Cho dù là cùng tu luyện giả cùng cấp thiên kiếp, lực sát thương cũng là mấy lần tăng lên. Mà bây giờ, đường Tống Thư Hàng phân thân cùng tam thi thi triển lôi pháp bên trong cũng bổ sung bên trên thiên kiếp hiệu quả về sau, đối diện thiên kiếp đối Tống Thư Hàng tổn thương thêm thành liền bị triệt tiêu hơn phân nửa, tăng thêm thiên lôi bằng tốt nghiệp hiệu quả, thiên kiếp tổn thương thêm thành cơ bản bị triệt tiêu. Tống Thư Hàng phân thân một phương có thể trực tiếp cảm giác được hình người thiên kiếp lực công kích suy yếu, mà trường tâm lôi đối hình người thiên kiếp lực sát thương lại tăng lên rất nhiều. Áp lực nhẹ đi về sau, công đức xà mỹ nhân, Tống Thư Hàng phân thân cùng tam thi nhóm, liền có càng nhiều thao tác không gian. Tống Thư Hàng phân thân tại đánh giết hai tôn hình người cường giả lạc ấn thiên kiếp về sau, liền hợp tác với tam thi, đem một tôn hổ hình cường giả lạc ấn thiên kiếp cho bắt sống áp chế. Từ côn vương trụ lỗ đen hấp thu giữ tươi. Hình người thiên kiếp bắt đầu ăn sẽ cảm giác đang ăn người, nhưng hư hình thiên kiếp cường giả in dấu tiền liền sẽ không có vấn đề này.
Tại phân thân cùng công đức xà mỹ nhân, bá thần trụ phối hợp xuống, rất nhanh quá khứ thức thiên kiếp, bị thanh lý trống không. Mà đồng thời, hiện tại thức thiên kiếp, bạo tạc cũng tiến vào khâu cuối cùng bên trong. Hiện đại hóa thiên kiếp chợt nổ tung bắt đầu yếu bớt, chỉ còn lại có dư âm nổ mạnh đang trùng kích. Không sai biệt lắm, bạch tiền bối thanh âm vang lên. Đối thiên kiếp pháp tắc phân tích cũng phải trước thả một chút, có một số việc muốn nhanh mà không đạt. Mà lại, Tống Thư Hàng trạng thái cũng đã đến cực hạn. Lấy hắn hiện tại nguyên thần cường độ cùng tinh thần lực, đều đã trải qua bắt đầu u ám. Lại tiếp tục, nói không chừng sẽ có nổ đầu nguy cơ. Bạch tiền bối, không lại tiếp tục phân tích đi xuống sao? Tống Thư Hàng lung lay đầu, lên tiếng hỏi. Lần sau đi, không vội, bạch tiền bối nói. Nhưng là, đây đã là cửu phẩm thiên kiếp, chúng ta đã không có lần sau cơ hội. Tống Thư Hàng nói. Mọi người đều biết, cửu phẩm thiên kiếp là tu luyện giả nhóm cuối cùng một đạo thiên kiếp mặc dù trên cửu phẩm kiếp tiên còn có trường sinh giả đẳng cấp này khái niệm tồn tại. Nhưng trường sinh giả kỳ thật cũng không tính là một cái chân chính đẳng cấp cảnh giới, đây chỉ là thiên chi kiêu tử nhóm tại không cách nào chứng đạo bất hủ thời điểm, dựa vào bản thân cường đại thủ đoạn, cứng rắn là tại cửu phẩm kiếp tiên trên cảnh giới lại bước ra nửa bước, đúc trường sinh chi đạo. Trường sinh giả cảnh giới này, có thể nói là thiên đạo dự bị. Sở dĩ, kiếp tiên tại bước ra chính mình đạo, tiến vào trường sinh giả cảnh giới lúc, là không có quan phương thiên kiếp giáng lâm. Nói cách khác, kỳ thật quan phương là không thừa nhận trường sinh giả đẳng cấp này, tại quan phương xem ra, trường sinh giả vẫn như cũ đưa về đến cửu phẩm kiếp tiên cái phạm vi này bên trong. Ta còn có thể chống đỡ được, bạch tiền bối ngươi không cần lo lắng cho ta. Mà lại, ta hiện tại là ngụy bất hủ trạng thái, cho dù là nổ đầu, cũng vô pháp mang cho ta vết thương chí mạng. Ta viên này đầu, thế nhưng là trải qua thiên phạt còn tiếp tục sống sót. Ta tin tưởng ta có thể chống đỡ được. Bạch tiền bối, tiếp tục đi. Tống Thư Hàng nói. Một lần cuối cùng cửu phẩm thiên kiếp, một lần cuối cùng phân tích thiên kiếp pháp tắc cơ hội, bỏ qua về sau, khả năng liền vĩnh viễn bỏ qua. Lúc này không tranh thủ, lúc nào tranh thủ. Hắn Tống Thư Hàng, cũng là có lòng cầu tiến. Không có lòng cầu tiến. Hắn cũng không có khả năng dùng tiếp cận thời gian 9 tháng, liền tấn thăng cửu phẩm. Không có việc gì, không cần lo lắng, mặc dù cái này cửu phẩm thiên kiếp là chúng ta một lần cuối cùng thiên kiếp, nhưng là... Chúng ta có thể cọ người khác cửu phẩm thiên kiếp, bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng. Chỉ muốn thông qua thành đoàn độ kiếp hình thức cộng ta duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, chúng ta vẫn như cũ có cơ hội, tiến vào cửu phẩm thiên kiếp thế giới, trở lại thăm một chút cửu phẩm thiên kiếp. Mặc dù sẽ cường hóa thiên kiếp, thậm chí đem thiên kiếp cường hóa đến rất cực đoan trình độ. Nhưng chúng ta chỉ là nghiên cứu thiên kiếp, không cần lo lắng hậu quả. Bạch tiền bối tiếp tục nói. Cái này thao tác, cũng chỉ có bạch tiền bối có thể làm được. Chỉ có cùng loại hắn cùng Tống Thư Hàng dạng này người mang rất nhiều thiên kiếp suy yếu thủ đoạn cùng chiết khấu ưu đãi người, mới có thể không sợ thành đoàn độ kiếp mang tới thiên kiếp cường hóa. Mà cũng chỉ có bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản có thể để bọn hắn tại cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong tới lui tự nhiên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái kia tìm ai cọ thiên kiếp? Tống Thư Hàng hỏi. Chỉ muốn không tìm cửu châu nhất hào quần thành viên, hắn liền sẽ không có tâm lý áp lực. Tại không có niềm tin tuyệt đối bên dưới, hắn tiềm thức liền sẽ chống cự mang cửu châu nhất hào quần thành viên thành đoàn độ kiếp cái này tuyển hạng. Tùy tiện tìm xem, cũng sẽ có. Tỷ như... Nếu là ngươi có cái gì đối đầu, muốn độ 8 tấn 9 thiên kiếp lời nói, chúng ta cũng có thể hố hắn một thanh. Bạch tiền bối giả thiết nói. Diệu A, Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư một lát sau, đột nhiên thở dài, ta bất tranh khí một đời chi địch công tử Hải A, hắn mới ngũ phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng phát hiện mình đối đầu đại địch có một cái nhảy bờ thức đứt gãy. Từ đê giai đối đầu đàn chủ, trung giai đối đầu công tử Hải tổ ba người về sau. Hắn đại địch đột nhiên liền nhảy tới trường sinh giả đại lão, cửu u chúa tể, thiên đạo di vật, đạo khí cấp độ này, lần nữa cũng là kiếp tiên cấp. Muốn từ hắn đối đầu bên trong tìm ra một cái 8 tấn 9, cứ nhiên không tìm ra được. Việc này, đến lúc đó lại nói, chỉ muốn muốn, chắc chắn sẽ có. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng, cũng đúng. Chỉ muốn bạch tiền bối muốn, như vậy 8 tấn 9 bị cọ thiên kiếp nhân tuyển, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Tiếp đó, người bảo trì đầu não thanh tỉnh,
ta muốn đem vừa phân tích ra thiên kiếp pháp tắc tổng kết một chút, tập hợp thành một luồng. Bạch Tiền Bối nói. Thu đến, Tống Thư Hàng dùng sức vỗ vỗ đầu. Ý thức chỗ sâu, nguyên bản giải rác thiên kiếp pháp tắc tại Bạch Tiền Bối thôi diễn bên dưới, bị tổ hợp lên, tập hợp thành một luồng. Cái này nói chỉ có thiên đạo có thể nắm giữ pháp tắc, bị ngưng tụ thời điểm, Tống Thư Hàng thể nội có rất nhiều lực lượng bị dẫn dắt. Ngụy Bất Hủ chi thân, kim đan cấu đồ tinh lộ đại đạo hình, bị thiên kiếp không gian áp chế hạch tâm thế giới, cửu tu chi mộ, thậm chí là tu chân nói chuyện phiếm thiên phú. Phàm là cùng thiên đạo, bất hủ có liên quan hết thảy, đều chịu đến châm ngòi, bị thiên kiếp pháp tắc giới vẩy. Một loại lại một loại lực lượng bị xúc động. Cuối cùng, tại Tống Thư Hàng trong bụng, có một đạo tiểu sinh mệnh cũng bắt đầu kịch liệt cộng minh lên. Đó là Tống Thư Hàng dự tính ít nhất phải mang thai mấy năm nữ nhi. Nàng là thiên đạo béo cầu đã mất đi linh hồn chuẩn bị ở sau thể xác, lúc này cũng bị lay động, mang cho Tống Thư Hàng một loại phải sớm sinh ra cảm giác. A, không thể nào, không muốn a, Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối. Quy bản lưu tinh bạch, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Tiền Bối, ngươi sẽ mổ đẻ sao? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Bạch Tiền Bối. Cho dù là Bạch Tiền Bối, lúc này cũng không biết muốn thế nào trả lời Tống Thư Hàng đột nhiên xuất hiện này vấn đề độ kiếp cùng mổ đẻ cái này hai kiện không liên quan nhau sự tình, bây giờ lại đụng vào nhau, phi thường quỷ dị. Nửa ngày sau, ta cảm giác coi như ta sẽ mổ đẻ, cũng không giải quyết được vấn đề của ngươi. Bạch Tiền Bối nghiêm túc suy tư, đáp. Mọi người đều biết, bộ phúc sản loại vật này là nhằm vào nữ tính. Sở dĩ, coi như hiện tại mời một cái sẽ mổ đẻ thần y tới cho Tống Thư Hàng tiến hành giải phẫu, thần y cũng không biết muốn hướng Tống Thư Hàng bụng cái nào khối dưới khu vực đau, muốn cắt chỗ nào đem bé con từ Tống Thư Hàng thể nội cho mổ đi ra. Mổ đẻ cứu không được bá tống. Quy bản lưu tinh bạch đạo, lại nói, chúng ta liền không thể hảo hảo độ một lần kiếp sao. Ta cũng muốn a, Tống Thư Hàng thống khổ nói. Nhưng là trong bụng nữ nhi nàng không cho phép a. Kỳ thật, mỗi một lần độ kiếp, Tống Thư Hàng đều hy vọng mình có thể thuận thuận lợi lợi, không muốn phức tạp. Có đoạn thời gian, hắn đối thiên kiếp tối đại yêu cầu, chính là có thể nhượng hắn độ một cái phổ phổ thông thông thiên kiếp, không muốn biến dị, không muốn thành đoàn, không muốn tăng tốc độ, không muốn uy lực bạo loại. Nhưng nguyện vọng này, giờ đây đã nhất định không cách nào hoàn thành. Hắn đều đã độ đến cửu phẩm trung kiếp, cũng không có gặp gỡ một trận thuận thuận lợi lợi bình thường thiên kiếp. Tương lai coi như trở lại nhìn một chút thiên kiếp đại lão, cũng chỉ có thể cọ người khác thiên kiếp, mà không phải chính hắn độ kiếp rồi. Muốn không cân nhắc thuận sinh, ta đã từng nhìn qua một số tư liệu, phát hiện trên mạng tất cả mọi người đề cử thuận sinh ra chỗ tốt. Quy bản lưu tinh bạch đề nghị đơn thuần quy bản lưu tinh bạch ngược lại có thể cấp tốc tiếp Tống Thư Hàng lời nói gốc giả. Vấn đề là ta không cái kia công năng a, Tống Thư Hàng nói, mà lại, tiểu gia hỏa này cũng không phải bình thường trên ý nghĩa mang thai, nàng là thông qua đặc thù nào đó phương thức, tại ta bản mệnh linh hồ bên trong sinh trưởng thai nghén. Nếu như có thể thuận sinh ra lời nói, hắn cũng sẽ không phiền não như vậy. Thật không được, chờ tiên tử trở về, nhìn nàng một cái có hay không đỡ đẻ thủ đoạn. Nhưng hắn ý nghĩ này vừa mới vừa phù hiện, liền nhận được đến từ tiên tử phủ định tín hiệu nàng đỡ đẻ thủ đoạn chỉ thích dùng cho Tống Thư Hàng phì kình kim đan. Cũng không thích hợp tại Tống Thư Hàng bản thể. Dù sao, nàng không có khả năng để Tống Thư Hàng há miệng đem hài tử phun ra, bá Tống cũng không phải người nam ếch. Có thể chịu đến độ kiếp kết thúc sao? Lúc này, Bạch Tiền Bối lại đặt câu hỏi nói. Cảm giác, có chút khó khăn. Tống Thư Hàng nói, ta tình cảnh hiện tại, tự cùng cường giả dám định thuật thời kỳ cuối cảm giác một dạng, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Hắn nói thế nào cũng là nắm giữ cường giả dám định thuật. Để thế giới giải tình thương của mẹ vĩ đại thánh nhân bí pháp người thừa kế. Hắn hiểu rõ vô cùng cường giả giám định thuật tại cuối cùng khâu thể nghiệm. Mà lại, có thể là vì phối hợp mang thai sinh con nghi thức cảm giác, hắn nguyên bản có được 8 khối cơ bụng bụng, vậy mà bắt đầu bành trướng. Lại đường cong cơ bụng, cũng sẽ bị mang thai san bằng góc cạnh, biến mượt mà lên. Giống như nhân sinh một dạng, lại có góc cạnh tính cách cũng sẽ bị hiện thực tàn nhẫn san bằng, biến khéo đưa đẩy. Ngụy Bất Hủ sương mù hình thức, có thể tách ra nàng không? Bạch Tiền Bối lại đề nghị. Nàng ký thác cho ta tiểu kim đan máy móc hạch tâm lò phản ứng bên trong, tiến vào Ngụy Bất Hủ hình thức lời nói, nàng cũng sẽ theo ta cùng nhau hóa thành sương mù,
cũng sẽ không độc lập hóa. Tống Thư Hàng nói. Muốn tách rời lời nói, trừ phi đưa nàng cùng máy móc hạch tâm lò phản ứng tiểu kim đan cùng một chỗ tách ra. Nhưng là, nhân loại cùng yêu thú là khác biệt, kim đan không có khả năng giống như yêu đan phun chơi. Vậy nếu không, ta để Lưu Tinh Kiếm đâm ngươi một kiếm, đem con gái của ngươi móc ra. Bạch Tiền Bối tiếp tục nói, mặc dù sẽ không mổ đẻ, nhưng ngươi biết, vận khí của ta cũng không tệ. Tại không có lựa chọn tình huống bên dưới, không bằng chỉ bằng vận khí làm việc. Ngươi chỉ muốn làm dường như mình, hắn mặc cho thiên ý. Muốn không, thử một chút, Tống Thư Hàng nói. Hắn vừa dứt lời, Lưu Tinh Kiếm đột nhiên từ thiên kiếp sóng xung bên trong chui ra, hiện lên ở tay trái của hắn phía trên, bị Bạch Tiền Bối may mắn chi thủ nắm chặt. Nha, tiểu Tống Tống, ta tới. Quy bản Bạch Tiền Bối kiếm linh như là trang sức một dạng, treo ở kiếm đuôi bên trên, đối Tống Thư Hàng ngoắc. Tiếp đó, mời nho nhỏ ngươi giúp ta một kiếm chi lực. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Quy bản Lưu Tinh Bạch, bao trên người ta á. Ta có một cái hình thái, đâm vào về sau, cam đoan có thể đưa ngươi nữ nhi câu đi ra. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, cái gì hình thái? Xem ta, quy bản Lưu Tinh được không ý nói. Đang khi nói chuyện, Lưu Tinh kiếm nhẹ nhàng hất lên, thân kiếm đột nhiên bắn ra một chuỗi gai ngược tới. Mỗi một cây gai ngược đều lóe ra ý lạnh âm u. Đó là đã từng Lưu Tinh kiếm lan can, trải qua Bạch Tiền Bối cải tạo về sau, biến thành gai ngược. Một kiếm đâm vào địch nhân thể nội về sau, lại lôi ra lúc đến, đơn giản tàn nhẫn. Mà nếu như không sử dụng gai ngược lúc, chỉ cần nhẹ nhàng lắc một cái, những thứ này gai ngược còn có thể tạo thành một cái mặt dù, để Lưu Tinh kiếm hóa thành Lưu Tinh tán, phi thường tiện lợi. Tống Thư Hàng. Hắn cúi đầu nhìn về phía manh manh đát quy bản Lưu Tinh Bạch. Quy bản Lưu Tinh Bạch nháy mắt nhìn qua Tống Thư Hàng, trong hai mắt tràn đầy khen ta đi, nhanh khen ta đi ý tứ. Nhìn qua, hắn cũng không phải là xấu bụng, mà là thật sự đơn thuần cho rằng móc câu có thể giúp Tống Thư Hàng một kiếm chi lực. Khục, cái này gai ngược hình thức thôi được rồi. Sơ sinh hài tử đều tương đối yếu ớt, chúng ta đừng dùng thô bạo như vậy phương thức đối đãi nàng. Tống Thư Hàng nói. Thật sự không cần sao. Quy bản Lưu Tinh Bạch có chút thất lạc nói. Cảm ơn ngươi thay ta suy nghĩ, nhưng thật sự không cần. Tống Thư Hàng nói cho dù hắn nhẫn nại thống khổ cảnh giới rất cao, cũng không muốn bị gai ngược Lưu Tinh kiếm đâm một kiếm. Không khách khí, chỉ cần có thể đến giúp tiểu Tống Tống liền tốt. Quy bản Lưu Tinh nói vô ích lấy, có chút tiếc nuối đem gai ngược thu vào. Hồ Tống Thư Hàng thở một hơi thật dài. Sau đó, hắn duỗi tay nâng lên Lưu Tinh kiếm, nhắm ngay bụng của mình. Hắn cao độ ngưng tụ tinh thần, bắt đầu khóa chặt bản thân máy móc hạch tâm lò phản ứng vị trí. Sau đó, hắn ngược lại nắm Lưu Tinh kiếm, đem mũi kiếm nhắm ngay bụng của mình. Một hồi, hắn muốn tiến hành không phải vật lý trên ý nghĩa mổ bụng chạm, mà là trực tiếp đem Lưu Tinh kiếm đưa vào đến bản mệnh đan điền, tiếp xúc đến máy móc hạch tâm lò phản ứng. Theo Tống Thư Hàng tinh thần lực độ cao tập trung, trong cơ thể hắn thiên kiếp pháp tắc cùng bất hủ chi vật cộng minh cũng càng thêm mãnh liệt. Cộng minh như sóng biển, một đợt lại một đợt, mấy đợt về sau, liền ngay cả tránh né tại nơi hẻo lánh huyền thánh giảng pháp quy tắc cũng bị xúc động. Đầu này pháp tắc, giờ đây cùng Tống Thư Hàng tu chân nói chuyện phiếm công năng hộ khách đoan giảng pháp trực tiếp kênh khóa lại cùng một chỗ. Khi nó bị xúc động thời điểm, chư thiên vạn giới download tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan tu luyện giả, sinh lòng cảm ứng. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu vọng thiên. Vọng thiên động tác này, tựa như là cái tín hiệu, dẫn dắt đến tất cả mọi người tiến vào giảng pháp kênh trực tiếp khâu. Thế là, bá Tống cầm ngược Lưu Tinh kiếm, tại bụng mình khoa tay hình ảnh, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Bá Tống đại lão, trực tiếp mổ đẻ. Đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn, đây chính là bá Tống đại lão. Vài ngày trước, chư thiên vạn giới tu luyện giả trong lòng đều tại tiếc nuối. Tiếc nuối bá Tống một lần cuối cùng giảng pháp sau khi kết thúc, liền rốt cuộc không hưởng thụ được một tháng một lần huyền thánh giảng pháp phúc lợi. Dưới tình huống bình thường, huyền thánh giảng pháp thế nhưng là mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm cũng khó khăn đến nghe tới một lần. Bá Tống đại lão xuất hiện, thế nhưng là đại tại đề thăng chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm thính pháp cấp độ. Từ giản nhập xa dễ, từ xa nhập giản khó. Quen thuộc bá Tống đại lão một tháng một lần giảng pháp phúc lợi về sau. Lập tức đã mất đi, liền sẽ cảm giác trong lòng trống rỗng, phảng phất thiếu một chút cái gì.
nhưng bây giờ, bá tống dùng thực lực chứng minh, dù là huyền thánh giảng pháp hoạt động kết thúc, hắn còn có thể bản thân dựng sân khấu, cho chư thiên vạn giới tu luyện giả mang đến kinh hỉ. Coi như thế giới không lại cho chúng ta cung cấp giảng pháp bình đài, vậy chúng ta liền bản thân dựng một cái giảng pháp bình đài. Bất quá, bá tống đại lão đây là muốn làm gì? Chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm, thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, tại thuộc về mình giao lưu quần, thảo luận trong tiểu tổ bắt đầu thảo luận. Hình ảnh bên trong, bá tống đại lão dùng kiếm tại trên bụng mình khoa tay lấy, đây là muốn mổ bản thân bụng. Mà lại, không biết có phải hay không hình ảnh góc độ vấn đề, làm sao luôn cảm giác bá tống bụng có chút lớn, giống như là có bụng nhỏ nạp. Chẳng lẽ, là cường giả dám định thuật, có người cả kinh nói. Bá tống đại lão, chẳng lẽ lại đối với mình thi triển cường giả dám định thuật. Nhưng làm như vậy ý nghĩa đâu, tại sao phải đối với mình thi triển pháp thuật này? Bá tống đại lão, không phải là muốn cải tiến cường giả dám định thuật. Sở dĩ, lấy thân thử nghiệm, có người đoán được một cái đáng sợ khả năng. Trong lúc nhất thời, đoán được khả năng này chư thiên vạn giới tu luyện giả, cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Đơn thuần cường giả dám định thuật đã rất đáng sợ, bá tống đại lão lại còn bất mãn đủ, còn muốn cải tiến. Phổ thông tu luyện giả nhóm, nhìn thấy chính là mặt ngoài hiện tượng. Mà chư thiên vạn giới đại lão nhóm, nhưng từ lúc này bá tống trên người thấy được càng sâu tầng đồ vật. Tỷ như tại nghiên cứu bá tống giao lưu quần bên trong, đại lão nhóm liền tiến hành càng sâu thảo luận. Nhà ta có một đôi cẩu đản, các ngươi nhìn thấy chưa, bá tống trên thân, tựa hồ hiện lên vượt qua trường sinh giả cấp bậc tin tức. Chủ đề bị mở ra, dẫn xuất. Đúng vậy, ta cũng chú ý tới, cái kia tin tức, không phải trường sinh giả đại đạo. Càng giống là trong truyền thuyết, bất hủ tin tức, ngự thú huyền giả trả lời, vốn là ta đều cho là mình nhìn lầm, nhưng cẩu đản tiền bối ngươi như thế nhắc lên, ta liền có mấy phần tự tin. Bá tống đây là muốn làm gì? Thánh Liêm Thiên Vương lên tiếng nói. Đáng tiếc cái này trực tiếp hình ảnh có chút không rõ rệt. Góc độ cũng có chút vấn đề, khiến cho người bắt cấp. Nếu như góc độ cho dù tốt một số, chúng ta có thể thu được càng nhiều tin tức hơn. Quần viên trường sinh giả đại lão Vô Tướng Vương lên tiếng nói. Tại Vô Tướng Vương vừa phát biểu không lâu sau, chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm đột nhiên phát hiện bá tống trực tiếp hình ảnh biến rõ ràng mấy lần, góc độ cũng bắt đầu không ngừng xoay tròn, 360 độ không góc chết trực tiếp bá tống mỗi một cái góc độ. Đồng thời, Hắc Bạch Long Nữ, Hòa Trình Tiên Tử hiện thân, lên tiếng nói, ta cảm giác, chỉ muốn tiếp tục xem tiếp đi, liền có thể biết bá tống muốn làm gì. Mặt khác, tại trường sinh giả cấp bậc liền tiếp xúc đến bất hủ tin tức, hắn tại lấy phàm nhân chi thân chấp trưởng cửu u chúa tể quyền hạn về sau, quả nhiên đem mục tiêu đặt ở thiên đạo bên trên. Nói cách khác, hắn quả nhiên không muốn chứng đạo thiên đạo, nhưng lại muốn có thiên đạo quyền hành. Nguyên Sơ Ma Nữ nói. Đang khi nói chuyện, tại được quần viên đồng ý về sau, Nguyên Sơ Ma Nữ lại kéo mấy vị hảo hữu tiến đến. Toàn bộ là trường sinh giả cấp tồn tại. Đoán chừng tương lai, chờ cái này quần lại phát triển lớn mạnh sau. Tương lai muốn chứng đạo bất hủ thiên đạo người, chỉ muốn đem cái này quần bên trong thành viên từ đầu đánh đến lượt đánh một lần, còn kém không nhiều có thể làm được trấn áp đương thời hiệu quả, trở thành thiên đạo hạt giống. Hồ Tống Thư Hàng lúc này còn không biết bản thân sắp mổ bụng trảm hình ảnh, đang tiến hành chư thiên vạn giới trực tiếp. Hắn hít sâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau đó, hắn ngược lại nắm lưu tinh kiếm khóa chặt máy móc hạch tâm lò phản ứng vị trí, một kiếm đâm vào. Đến rồi, bá tống thật có thể bản thân. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, trừng to mắt khóa chặt bá tống. Bọn hắn tin tưởng, bá tống sẽ không ở chư thiên vạn giới trực tiếp thời điểm làm ra không có ý nghĩa sự tình. Sở dĩ, bá tống làm như vậy nhất định có phi thường thâm hậu nguyên nhân, cần đại gia đi giải đọc. Nói không chừng liền có người có thể từ bá tống cái này hành động bên trong, lĩnh ngộ ra cái gì đến, đột phá cảnh giới cũng có chút ít khả năng. Đốt! Lưu tinh kiếm mũi kiếm tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, thành công tiếp xúc đến máy móc hạch tâm lò phản ứng. Mũi kiếm cùng hạch tâm lò phản ứng gặp nhau, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Mà cái này tiếng va chạm, kéo dài không thôi. Một tiếng này đốt âm thanh, không chỉ có là mũi kiếm cùng hạch tâm lò phản ứng chạm vào nhau, càng là ba loại pháp tắc đụng chạm. Lưu tinh kiếm bên trên sở thuộc bạch tiền bối pháp tắc,
hạch tâm lò phản ứng bên trên còn sót lại béo cầu thiên đạo tin tức, Tống Thư Hàng một thân pháp tắc. Ba loại pháp tắc cùng tin tức lực lượng nhẹ nhàng sau khi va chạm, phát ra đại đạo thanh âm. Đối chư thiên vạn giới tu luyện giả tới nói, chỉ là một tiếng này đốt âm thanh bên trong, liền như là bảo tàng một dạng, ẩn giấu đi tài sản to lớn. Không ít tu luyện giả, tại nghe xong một tiếng này kéo dài tiếng vang về sau, trực tiếp sa vào đến ngộ đạo trạng thái. Mà Tống Thư Hàng trong cơ thể mình, cũng bởi vì một tiếng này đại đạo thanh âm sinh ra một loạt phản ứng. Thiên kiếp pháp tắc, huyền thánh giảng pháp quy tắc, ngụy bất hủ chi thân, cửu tu chi mộ công đức đạo nhân bất hủ tin tức, béo cầu đại lão bất hủ tin tức, bạch tiền bối tự mang bất hủ tin tức vân vân, phàm là cùng bất hủ dính líu quan hệ tin tức, toàn bộ bắt đầu hội tụ, hướng về máy móc hạch tâm lò phản ứng tập hợp. Mà đồng thời, Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong kình đan bên trên, một cái long phù chuyển sinh phù văn bắt đầu sáng lên. Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan từng tại tấn cấp thời điểm đan toái thành anh hóa thành nguyên anh qua. Nhưng về sau, ở miếng kia từ Hắc Long thế giới lấy được phục sinh thủ đoạn long phù chuyển sinh phù văn tác dụng dưới, bể nát bản mệnh kình đan một lần nữa ngưng tụ. Chỉ ở trên người lưu lại long phù chuyển sinh ấn ký. Cái này long phù chuyển sinh phù văn, lịch sử nguyên lâu. Hắn tức cùng Hắc Long thế giới có quan hệ, ẩn giấu đi long lạc nữ sĩ một số tin tức. Mà lại, hắn còn cùng vân tước tử tiên tử bất hủ chi cốt có nhất định liên hệ. Lúc này bản mệnh kình đan bên trên cái này mai long phù chuyển sinh ấn ký, bị xúc động. Kiếp tiên hư không bên trong, Tống Thư Hàng lưu tại vân tước tử tiên tử nguyên thần chỗ nguyên thần móng tay trụ sinh ra phản ứng. Trong cõi u minh, bất hủ chi cốt bị xúc động. Tống Thư Hàng trong hốc mắt, nho ra thánh nhân chi nhãn mở ra. Thánh nhân chi nhãn ánh vào hư không, phảng phất tại tiến hành một loạt mật mã nghiệm chứng. Một lát sau, cái kia bất hủ chi cốt lực lượng hình chiếu đến bản mệnh kình đan long phù chuyển sinh ấn ký phía trên. Cuối cùng, cái này hết thảy cùng bất hủ có liên quan tin tức, lực lượng, toàn bộ hội tụ đến máy móc hạch tâm lò phản ứng lên. Chờ một chút, lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên kêu. Hắn phát hiện nguyên bản muốn sinh non nữ nhi, lại không sinh ra. Đồng thời, có muốn bị luyện hóa dấu hiệu. Nàng phải giống như một kiện pháp khí một dạng, bị luyện hóa, mà không phải xuất sinh. Bá Tống trong hồi ức mỗi lần kia tử vong kinh lịch, tựa như là một thanh chìa khóa, mở ra bất hủ chi cốt lực lượng huyền bí chi môn. Tử vong là giải đọc bất hủ chi cốt lực lượng đường tắt duy nhất tin tức, giống như là vân tay khóa ghi chép vân tay. Mặt khác, Hắc Long thế giới phục sinh thủ đoạn long phù chuyển sinh lạc ấn, chính là cái kia vân tay khóa. Cả hai phù hợp về sau. Lấy bất hủ chi cốt lực lượng vì đầu, còn sót lại tất cả bất hủ tin tức theo sát lấy bất hủ chi cốt lực lượng, tại Tống Thư Hàng thể nội vận chuyển lại. Bất hủ chi cốt lực lượng biến sinh động, hắn một phân thành hai. Một bộ phận tiếp tục thủ hộ lấy máy móc hạch tâm lò phản ứng xoay tròn, một bộ phận khác thì tại Tống Thư Hàng thân thể bên trong tán loạn. Tất cả bất hủ tin tức đồng dạng đi theo bất hủ chi cốt lực lượng, một phân thành hai. Tống Thư Hàng cho nữ nhi phát ra tử vong ghi chép vẫn còn tiếp tục bên trong. Hắn tử vong kinh nghiệm phong phú vô cùng, bắt đầu phát ra về sau, muốn thả thật lâu thời gian. Mà mỗi khi trong ghi chép Tống Thư Hàng chết một lần lúc, bất hủ chi cốt lực lượng liền sẽ dẫn dắt rất nhiều bất hủ chi lực tin tức, tại Tống Thư Hàng thân thể bên trong tùy ý dừng lại một cái tiết điểm. Quá trình này không có quy luật có thể nói, tùy tâm sở dục, hoàn toàn ngẫu nhiên. Tống Thư Hàng chết ngẫu nhiên. Bất hủ chi cốt lực lượng đâm tiết điểm cũng ngẫu nhiên. Mà tại máy móc hạch tâm lò phản ứng bên trong, Tống Thư Hàng nữ nhi phôi thai cũng đang chăm chú tiếp thu bá bá Tống tử vong trải qua trình. Máy móc thiếu nữ tóc vàng lần này trùng sinh là tương đối triệt để tẩy hào trùng sinh, cơ hồ cùng chuyển thế đầu thai không sai biệt lắm, kiếp trước ký ức đều bị tẩy qua một lần. Ngoại trừ đối còn sống lưu lại bản năng sợ hãi bên ngoài, nàng không sai biệt lắm quên đi hết thảy. Nàng bây giờ chính là một cái chân chính sơ sinh hình thái. Nhiều nhất tại phương diện trí khôn, lại so với hài tử bình thường muốn mạnh. Tình trạng của nàng tự cùng trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân chuyển thế không sai biệt lắm. Tống Thư Hàng thật lâu trước đang lo lắng nữ nhi của mình có thể hay không muốn giống như Na Cha, thời gian mang thai muốn thời gian hơn 3 năm. Hiện tại, nữ nhi của hắn trạng thái ngược lại cùng thần thoại cố sự bên trong Na Cha cùng loại. Không có trí nhớ của kiếp trước. Chỉ còn lại có cường đại năng lực học tập cùng thiên phú.
Cho như thế một cái đứa bé sơ sinh quan sát bản thân ba ba không ngừng tử vong kinh lịch, Tống Thư Hàng cũng là logic quỷ tài. Hắn cũng không suy tính một chút bản thân cái kia vượt mức bình thường tử vong kinh lịch, có thể hay không tạo thành phản hiệu quả. Nói sẽ không ngược lại sẽ để nữ nhi đối còn sống chuyện này càng thêm hoảng sợ. Tốt tại, Tống Thư Hàng vận khí không tệ, hoặc là nói, Bạch Tiền Bối lần này là đứng ở hắn bên này. Mặc dù là sơ sinh trạng thái, nhưng tân sinh nữ nhi đối rất nhiều chuyện vật năng lực tiếp nhận nhưng rất mạnh. Mà lại, nàng mơ hồ có thể cảm ứng ra Tống Thư Hàng đối nàng quan tâm, cùng Tống Thư Hàng muốn truyền đạt cho nàng ý tứ. Dù sao, cha con liền tâm. Mà lại giữa hai người cha con quan hệ còn tự mang mẹ con quan hệ đặc hiệu, là chân chính như chân với tay. Tại Tống Thư Hàng mù thao tác bên dưới, tóc vàng máy móc thiếu nữ chuyển sinh thể, cứ nhiên thật sự rút đi đối còn sống hoảng sợ, không lại e ngại tử vong. Chỉ là tử vong, ba của nàng đã không sợ hãi chút nào, cái kia kế thừa ba ba huyết thống nàng, càng hẳn là sẽ không e ngại. Thông tuệ nữ nhi, bắt đầu biến lạc quan lên. Đồng thời, ở trên người nàng có hai đạo tử vong tin tức, cũng gia nhập vào Tống Thư Hàng tử vong kinh nghiệm hồi ức gói quà lớn bên trong. Đó là thuộc về tóc vàng máy móc thiếu nữ kiếp trước tử vong tin tức, lần đầu tiên là nàng bị Tống Thư Hàng tự tay giết chết, lần thứ hai là tại béo cầu đại lão chuẩn bị ở sau hóa đạo thời điểm, thân thể của nàng cũng bị bách tiêu tán. Điều chỉnh tốt tâm tính, ta đem ngươi mang ra, để ngươi một lần nữa diện thế. Tống Thư Hàng cảm giác đến nữ nhi tâm tính hoán đổi về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bây giờ, máy móc hạch tâm lò phản ứng bốn phía bị bất hủ tin tức cộng bất hủ chi cốt lực lượng bao vây, bây giờ không phải là đem nữ nhi mổ đẻ đi ra thời cơ. Hắn cần các loại, đãi thể nội bất hủ tin tức cùng bất hủ chi cốt lực lượng hoàn thành biến hóa sau khi, mới là nữ nhi của hắn xuất thế thời cơ tốt nhất. Suy tư đến tận đây, Tống Thư Hàng trong ý thức xem, đánh giá thể nội bất hủ chi cốt lực lượng cùng bất hủ tin tức lưu. Bất hủ chi cốt lực lượng còn tại tán loạn lấy, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể hoàn thành thuế biến. Thuế biến lại phải tiếp tục bao lâu thời gian? Muốn hay không đối chính ta thi triển một phát giám định thuật nhìn xem. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát. Hắn ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, từ bất hủ chi cốt lực lượng bên trong liền có một bộ phận số liệu phản hồi đi ra, truyền lại cho Tống Thư Hàng. Đó là vân thức tử thể nội bất hủ chi cốt bên trong ẩn giấu tin tức. Kết hợp Tống Thư Hàng trạng thái thân thể về sau, đoán ra được một cái kết quả 3 năm lâu. Bất hủ chi cốt cùng bất hủ tin tức lưu, muốn thuế biến dài đến 3 năm lâu thời gian. Kết quả này, không phải xem xét bí pháp phản hồi, mà là kiếp tiên cường giả thôi diễn lực lượng. Lúc này Tống Thư Hàng đại não ở vào sinh động vô cùng trạng thái, sở dĩ có một số việc chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, kiếp tiên cấp thôi diễn lực lượng liền sẽ bay nhanh vận chuyển, kết hợp các loại manh mối. Cũng lấy kiếp tiên thân thể dẫn dắt thiên cơ, thôi diễn ra một đáp án. 3 năm, Tống Thư Hàng tâm can co lại. Chẳng lẽ muốn hắn duy trì cái này hình thức 3 năm? Hắn cùng Bạch Tiền Bối đã hẹn phải thật tốt ăn Tết, há có thể lấy dạng này tư thái đi qua cái 3 năm? Ta khả năng cần ngoại lực trợ giúp, Tống Thư Hàng nói. Quy bản lưu tinh bạch, Tống ngươi cần gì trợ lực? Ta cần gia tốc, Tống Thư Hàng nói. Gia tốc, cái này ta am hiểu nhất, quy bản lưu tinh bạch hì hì cười nói. Tống Thư Hàng vội vàng nói bổ sung, thời gian gia tốc, ta cần thời gian gia tốc, không phải vật lý phương diện. A, quy bài lưu tinh bạch thất lạc nói. Thư Hàng, chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị dẫn bạo tương lai thức thiên kiếp. Bên tai, vang lên Bạch Tiền Bối thanh âm. Thời gian không nhiều lắm, bọn hắn muốn tranh thủ đem sau cùng tương lai thức thiên kiếp cũng đánh nổ. Ta không có vấn đề, Bạch Tiền Bối. Bất quá tại đánh bạo tương lai kiếp phương diện, ta bản thể khả năng không cách nào xuất thủ. Tống Thư Hàng lên tiếng trả lời. Không có vấn đề, ta và ngươi phân thân, tam thi cùng tiên tử phối hợp là được. Bạch Tiền Bối nói. Dứt lời, Bạch Tiền Bối mang theo Tống Thư Hàng phân thân vật trang sức nhóm, mở ra tương lai thức thiên kiếp khu vực chi môn, xâm nhập trong đó. Mấy hơi sau, ầm ầm tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Tương lai kiếp bên trong vũ khí, quỷ dị khó lường. Có thật nhiều thậm chí là tồn tại ở lý luận khái niệm bên trong vũ khí, bị thiên kiếp chi lực thôi diễn đi ra, hóa thành kiếp nạn. Tương lai vũ khí bật hết hỏa lực, không gian vũ khí, hàng duy vũ khí, văn minh hủy diệt vũ khí, phản vật chất vũ khí, diệt tinh các loại vũ khí các thứ, một trống não tuôn ra.
Tương lai thức thiên kiếp là cửu phẩm trung kiếp bên trong trung kiếp, là sau cùng trọng đầu hí. Phân loạn hỏa lực bên trong, thỉnh thoảng sẽ có một số hỏa lực rơi vào cuộn thành một đoàn Tống Thư Hàng trên người. Nhưng đều không thể phá vỡ Tống Thư Hàng phòng ngự. Chiến hỏa bay tán loạn bên trong, đột nhiên có một vệt sáng oanh trúng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cảm giác mình bên người không gian bị đọng lại. Đây là không gian vũ khí. Không, không đơn giản như vậy. Tại ngưng cố không gian bên trong, thời gian cũng bị ảnh hưởng, ở cái này nho nhỏ không gian bên trong, thời gian bắt đầu điên cuồng gia tốc lên. Tới, đây chính là ta muốn trợ lực, Tống Thư Hàng kêu lên. Hắn lúc này, cần vì thiên kiếp đại gia đánh lên một loạt 666. Cảm tạ thiên kiếp đại gia đối với hắn cường lực ủng hộ. Tại hắn cần nhất thời điểm, thiên kiếp đại gia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phong bế tiểu không gian bên trong, thời gian bị điên cuồng gia tốc, cùng ngoại giới ngăn cách. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy tuổi thọ của mình, bắt đầu điên cuồng suy yếu. Nhưng hắn bị tước vui vẻ. Đạo này liên quan đến thời không khái niệm vũ khí trùng sáng, phi thường tàn bạo. Nó tại gia tốc phạm vi nhỏ không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua đồng thời, nhưng không có để thụ người công kích ý thức đuổi theo thời gian trôi qua tiết tấu tốc độ. Thụ người công kích có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình quanh thân thời gian trôi qua gia tốc, nhưng bọn hắn ý thức như cùng ở tại nhìn phim tiến nhanh ống kính đồng dạng, nhanh đến làm bọn hắn phản ứng không kịp. Bọn hắn muốn dùng ý thức của mình khống chế thân thể của mình, nhưng nhận ý thức hạn chế, thân thể cùng ý thức không cách nào bảo trì nhất trí. Thụ người công kích chỉ có thể tại tiến nhanh trong màn ảnh, trơ mắt nhìn xem sinh mệnh của mình trôi qua, thọ nguyên bị tiêu hao hầu như không còn, nhưng lại cái gì đều không làm được. Công kích này hiệu quả quả thực nổ tung. Đáng tiếc, nếu như ta giống thiên đế đồng dạng nắm giữ thời gian pháp tắc, nói không chừng có thể mô phỏng ra loại phương thức công kích này. Tống Thư Hàng nội tâm hâm mộ nói. Cũng không biết đem trường sinh trụ, đế diệt trụ chiều sâu khai phát về sau, có thể hay không mân mê ra thời gian công năng đến. Mặt khác, đạo này thời không khái niệm công kích trùng sáng tới cũng quá đột ngột, nếu không chỉ cần cho Tống Thư Hàng nắm lấy cơ hội, nói không chừng hắn có thể ngưng tụ ra thiên kiếp trụ. Thời gian trụ tới. Tại Tống Thư Hàng suy nghĩ lung tung thời khắc, thân thể của hắn thời gian điên cuồng gia tốc, qua trong giây lát liền đi qua hơn mấy tháng thời gian. Còn như vậy gia tốc xuống dưới, chỉ là thời gian hơn 3 năm, ăn hai quả chanh liền có thể kết thúc. Tống Thư Hàng vũ tình vui vẻ. Cùng Tống Thư Hàng vui vẻ tâm tình đối ứng, tại cái nào đó đặc thù không gian bên trong. Một đạo hư ảo thân ảnh yên lặng nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Tiền bối, người khá hơn chút nào không? Tóc bím văn học thiếu nữ ngồi xổm ở hư ảo thân ảnh bên cạnh, lên tiếng hỏi. Hư ảo thân ảnh run rẩy nói, để ta, lại nằm một lát. Tiền bối kia, người có muốn hay không uống nước nóng? Tóc bím văn học thiếu nữ móc ra một cái chén, hỏi. Tạ ơn, ta không cần, để ta chậm rãi liền tốt. Hư ảo thân ảnh trên mặt cố gắng gạt ra một cái nụ cười khổ sở, nụ cười này hẳn là thuốc đắng vị. Nha, tóc bím văn học thiếu nữ chính mình bưng lấy cái chén, thổi ngụm khí, lại nói, tiền bối, người đây là cái gì vết thương cũ sao? Ta gần nhất thường xuyên nhìn thấy người đột nhiên liền đau đến run rẩy. Bệnh cũ, bất quá tiếp qua mấy năm, liền tốt. Không cần lo lắng cho ta. Đang khi nói chuyện, hư ảo thân ảnh toàn lên thống khổ biểu lộ rút đi rất nhiều. Hắn năng lực thiên phú đã nổi lên tác dụng, bắt đầu cố gắng miễn dịch cũng thích ứng này chủng loại hình thống khổ. À, có thể trị liền tốt, tóc bím văn học thiếu nữ khẽ gật đầu, yên tâm một chút. Dù sao, tiền bối vừa rồi đau đến lăn lộn bộ dáng, vẫn là rất để người lo lắng. Như thế, hơn 10 hơi thở thời gian sau. Đột nhiên, hư ảo thân ảnh một mặt mộng bức ngẩng lên đầu, nhìn qua hư không. Tiền bối, lại xảy ra chuyện gì sao? Tóc bím văn học thiếu nữ hỏi. 3 năm, hư ảo thân ảnh sững sờ nói, ngọa thảo. Thời gian 3 năm cứ như vậy qua. Vậy ngươi để ta làm sao bây giờ a? Cái gì 3 năm, đang khi nói chuyện, tóc bím văn học thiếu nữ thật dài tóc cắt ngang trán bên dưới con ngươi sáng lên, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bá Tống muốn sinh, nhưng là, không thể để cho hắn như thế sinh ra. Hư ảo thân ảnh cố gắng chống lên thân thể. Hướng phía tóc bím văn học thiếu nữ vẫy vẫy tay. Muốn để Thư Hàng tiếp tục mang hài tử. Chẳng lẽ, tóc bím văn học thiếu nữ nhớ tới đã từng bạch tiền bối từ thiên đạo bạch cái kia đạt được nhắc nhở.
hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo. Cái này chỉ hẳn là chính là Tống Thư Hàng mang hài tử, đồng thời chứng đạo. Không, cũng không phải khiến hắn tiếp tục mang hài tử. Mà là đứa bé này, không thể dùng phương thức như vậy ra. Diệp Tư tới, ta cho ngươi cái lâm thời quyền hạn, ngươi đi trợ giúp bá Tống. Hư ảo thân ảnh chậm rãi nói. Tóc bím văn học thiếu nữ. Hư ảo thân ảnh run rẩy đưa tay, nhắm ngay Diệp Tư, nói, đây là trình lâm năng lực, ngươi thân là trình lâm nữ nhi, cũng có thể lâm thời mượn dùng một chút loại năng lực này. Năng lực gì? Tóc bím văn học thiếu nữ hỏi, nàng cảm giác hư ảo thân ảnh ở trên người nàng xa xa một điểm về sau, trên người nàng liền có thêm một loại nào đó pháp thuật hiệu quả. Thai nghén tân sinh trường sinh chi đạo, đi thôi, hiệp trợ bá Tống đem hài tử cho bình an chuyển sinh ra. Hư ảo thân ảnh nói. Tóc bím văn học thiếu nữ nghe vậy, hai gò má phiếm hồng nói, cái này trực tiếp tiến vào sinh con giai đoạn, có thể hay không quá nhanh rồi. Không có việc gì, thời gian 3 năm đi qua, trên lý luận tới nói, bá Tống đã có thể hợp pháp sinh con. Hư ảo thân ảnh run rẩy nói, trận này run rẩy là tức giận. Ta không phải ý tứ này a, tiền bối. Tóc bím văn học thiếu nữ nói. A, ngươi nói là chính ngươi sao? Đừng lo lắng. Hư ảo thân ảnh giơ ngón tay cái lên, an ủi, ngươi chỉ là mượn nhờ trình lâm bí pháp đi đem đứa bé này chuyển sinh ra. Nói cách khác, đứa bé này từ nhân quả đi lên nói, là mượn trình lâm mân mê ra, có thể tính là trình lâm nhân quả. Cho nên, nàng không tính là con của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể coi là muội muội của ngươi. Ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. Tóc bím văn học thiếu nữ. Thoải mái tinh thần thái, ngươi có thể làm, chỉ cần nghĩ đến kia là muội muội của ngươi. Có phải là liền có thể thuận lợi tiếp nhận rồi? Hư ảo thân ảnh lại an ủi. Tiền bối ngươi chết, tóc bím văn học thiếu nữ đột nhiên nói. Hư ảo thân ảnh. Nguyên nhân cái chết là trúng độc, tử vong thời gian là ngày mai. Tóc bím văn học thiếu nữ lại nói. Dứt lời về sau, nàng dùng sức quơ trong tay to lớn thư quyển, nện ở hư không bên trong, đập ra nàng cùng bá Tống ở giữa kết nối thông đạo. Tại hư ảo thân ảnh một mặt mộng bức bên trong. Tóc bím văn học thiếu nữ đầu tiên là giải khai về nhà đại môn khóa cửa, trốn vào trong đó. Trở ra, nàng còn không quên đem cửa khóa trái. Hư ảo thân ảnh. Vì cái gì cô nàng này đột nhiên liền tức giận rồi? Ta lại đã làm sai điều gì sao? Tiên tử quả nhiên đều là khó mà suy nghĩ tồn tại. Hư ảo thân ảnh thở dài. Dù sao, trong tay hắn chỉ có liên quan tới Bạch Long tỷ tỷ, Sở Các chủ. Bạch cốt tiên cơ nhằm vào chỉ nam cộng đối ứng công thức, không có chỉ nam hiệp trợ, hắn cũng bất lực. Cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong. Tống Thư Hàng tại tiến nhanh bên trong vượt qua thời gian hơn 3 năm. Chỉ là 3 năm, so thông nương cái kia mấy trăm năm hành sinh muốn đơn giản nhiều. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Huống chi, đây là tiến nhanh trạng thái. Đừng nói là 3 năm, cho dù là 300 năm, 3000 năm cũng không làm gì được hắn. Theo thời gian 3 năm vượt qua, Tống Thư Hàng thể nội bất hủ chi cốt lực lượng cùng còn lại bất hủ tin tức đã hoàn thành thuế biến. Bọn chúng lấy long phù chuyển sinh ấn ký vị ổ, ngừng tụ thành nho nhỏ quang đoàn. Quang đoàn bên trong, không ngừng tại phát hình Tống Thư Hàng lần lượt tử vong kinh lịch hình ảnh. Quấn quanh ở máy móc hạch tâm lò phản ứng lên bất hủ quang huy, rốt cục dần dần tán đi. Là thời điểm đem nữ nhi cho mổ ra. Tống Thư Hàng nắm chặt lưu tinh kiếm. Chuẩn bị hành động. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị hành động lúc, đột nhiên từ hắn lưu ly trái tim bên trong, nhiều hơn một thân ảnh. Một vị tóc bím văn học thiếu nữ trống rỗng xuất hiện tại hắn tâm hồn bên trong. Tống Thư Hàng sững sờ. Chẳng lẽ, ta muốn một hơi sinh cái song bào thai? Tống Thư Hàng nhiều ít cũng cảm giác được suy nghĩ của mình phương thức có chút mau bệnh. Tâm hồn của mình bên trong đột nhiên có thêm một cái tiên tử về sau. Hắn phản ứng đầu tiên vậy mà là chính mình muốn sinh song bào thai, phản ứng này quả thực tuyệt. Bất quá, sở dĩ đột nhiên trong đầu lại đột nhiên bắn ra chính mình muốn sinh song bào thai suy nghĩ, cũng là có nguyên nhân bởi vì vị tiên tử này cùng Tống Thư Hàng có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Loại cảm giác này, cực kỳ giống Tống Thư Hàng cùng hiện tại nữ nhi liên hệ trạng thái. Cho nên, loại này huyết mạch tương liên tin tức mỗi lần bị đại não tiếp thu về sau. Đại não liền lập tức phản hồi ra sinh song bào đáp án tới. Kiếp tiên cấp đại não mỗi một bước phỏng đoán, đều là có nguyên nhân, cũng không phải là trống rỗng sinh ra đáp án.
Hai Tống Thư Hàng thử cho mình tâm hồn bên trong tiểu tiên tử chào hỏi. Đừng hỏi, hỏi chính là cho chính ta sinh cái muội muội. Tóc bím văn học thiếu nữ buồn bực nói. Tống Thư Hàng. Tâm hồn bên trong tiên tử trả lời, đồng dạng hóa thành tuyến tác bị đại não tiếp thu, hóa thành phỏng đoán đáp án số liệu. Dựa theo vị này tóc bím văn học thiếu nữ trả lời đến xem. Nàng chẳng lẽ cũng là ta nữ nhi, hơn nữa, còn là rất sớm đã sinh ra. Không đúng, ta bá Tống qua mấy ngày qua Tết mới là 19 tuổi tròn, làm sao có thể rất sớm đã sinh ra nữ nhi tới. Nhưng tâm hồn bên trong văn học thiếu nữ tiên tử, nhìn qua ở vào rất tức giận trạng thái. Tống Thư Hàng cưỡng ép ngăn chặn nghi hoặc, yên lặng nhìn nàng hành động. Văn học thiếu nữ tiên tử hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục chính mình cái kia hỏng bét vô cùng tâm tình. Điều chỉnh tốt tâm tính về sau, văn học thiếu nữ tiên tử hai tay kết hoa sen bảo ấn, điều động trên thân kèm theo bí pháp. Một đóa hoa sen hư ảnh tại tiên tử trên thân nở rộ, nàng như cùng ở tại hoa sen bên trong sinh ra, đứng ở đài sen phía trên, cái này đặc hiệu chí ít cũng là ức nguyên cấp bậc. A, đây là trình cầu đản trường sinh chi đạo, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Dù sao trình cầu đản tiên tử hiện tại cùng hắn quá quen thuộc, trình cầu đản trường sinh chi đạo hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên nhìn thấy văn học thiếu nữ tiên tử vận dụng loại này trình lâm thức ức nguyên đặc hiệu tràng cảnh lúc, lập tức liền đoán được. Vừa nghĩ tới trình lâm trường sinh chi đạo lúc, Tống Thư Hàng mày nhăn lại. Trong đầu hắn mơ hồ nhớ lại một vài thứ, nhưng tựa hồ bị che đậy. Thiên đạo phòng tối hiệu quả, má cá cư sĩ nhất hệ bí pháp hiệu quả, vẫn là cái khác. Tống Thư Hàng vừa nghĩ, một bên trực tiếp liền nói chuyện riêng kết nối chết không thể chết lại tiên tử trình cầu đàn. Trình lâm tiên tử, ở đây sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đừng hỏi ta có hay không tại, ta không biết trả lời như thế nào ngươi, vạn nhất ngươi tìm ta vay tiền, làm sao bây giờ? Dù sao ngươi nghèo liền một khối linh thạch đều bóp không ra. Trình cầu đàn tiên tử trả lời. Điểm ấy không cần sợ, ta chỉ tìm bạch tiền bối vay tiền. Dù sao thiếu hắn rất nhiều, đời này cũng không biết lúc nào mới có thể trả xong, thiếu hai cái không bằng thiếu một cái. Tống Thư Hàng trả lời. Trình cầu đàn tiên tử. Ta liền tùy tiện hồi hồi, người kiêu ngạo như vậy làm gì? Trình lâm tiên tử, người trường sinh chi đạo, chứ ngươi ở ngoài, còn có ai có thể sử dụng? Tống Thư Hàng hỏi. Cầu đàn cha, mặc dù không gặp hắn dùng qua, nhưng ta cảm giác hắn hẳn là có thể sử dụng. Dù sao cậu đản cha biết đồ vật quá nhiều. Trình lâm tiên tử trả lời. Cái kia, cậu đản cha là tiên tử sao? Tống Thư Hàng hỏi dò. Câu nói này, ta một chữ không thay đổi phát cho cậu đản cha. Ngươi đợi chết đi, Tống cậu đản. Trình lâm tiên tử nói. Tống Thư Hàng. Trực giác nói cho hắn biết, trình cậu đản đang tận lực ẩn tàng cái gì, cái đề tài này nàng đang cố ý giật ra. Việc này tất có kỳ quặc. Cẩu đản cha bây giờ nhìn đi lên trạng thái rất bạo tạc, Tống cẩu đản, chờ ngươi từ cửu phẩm thiên kiếp bên trong sau khi ra ngoài, liền chuẩn bị tốt đối mặt cẩu đản cha long quyền công kích đi. Trình lâm tiên tử lại nói. Tống Thư Hàng. Đúng rồi, trừ cẩu đản cha bên ngoài, ngươi nói không chừng cũng có thể sử dụng ta trường sinh chi đạo. Trình lâm tiên tử đột nhiên lại bổ sung. Tống Thư Hàng, ta. Dù sao ngươi là Tống cẩu đản nha. Trình lâm tiên tử nói. Nhưng nàng lời này ngữ khí phi thường quái dị, lời rõ ràng bên trong có chuyện. Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn lại nhìn phía chính mình tâm hồn bên trong văn học thiếu nữ tiên tử. Đầu tiên sử dụng phương pháp bài trừ, nàng khẳng định không phải cẩu đản cha. Nàng cũng không phải là trình lâm tiên tử. Như vậy, nàng rất có thể chính là ta. Thiên địa phân âm dương, nhân sinh nam nữ. Khi Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện ý nghĩ này thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình cùng vị này văn học thiếu nữ tiên tử ở giữa, loại kia huyết mạch tương liên liên hệ biến càng sâu một bước, đạt đến không phân khác biệt trình độ. Đây là quan hệ tiến hóa. A, thi pháp bên trong văn học thiếu nữ ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hàng. Nàng có thể cảm giác được, Tống Thư Hàng tại thời khắc này cưỡng ép phá vỡ chặt đứt căn nguyên thiên đạo phòng tối hiệu quả ảnh hưởng. Cùng nàng ở giữa liên hệ biến càng sâu một bước. Nếu như một ngày nào đó, Tống Thư Hàng có thể hoàn toàn phá vỡ chặt đứt căn nguyên ảnh hưởng, vậy hắn cùng nàng ở giữa chỉ sợ cũng lại không ngăn cách. Ngươi nhớ lại cái gì? Văn học thiếu nữ tiên tử hỏi dò. Ta nhớ tới một sự kiện, người ta ở giữa không phân khác biệt.
Tống Thư Hàng cao thâm mà chắc trả lời. Văn học thiếu nữ tiên tử. Quay đầu liền đi thần bí đảo, đem đồng quái tiền bối lôi ra đến đánh một trận. Thư Hàng loại này huyền chi lại huyền, phụ lý khán hoa phương thức nói chuyện, khẳng định là bị xem bói ảnh hưởng đến, đây là xem bói hệ bệnh chung. Tiên tử ngươi có phải hay không muốn dùng Trình Lâm chuyển sinh chi đạo, tới giúp ta đem nữ nhi cho chuyển sinh ra? Tống Thư Hàng lại hỏi. Văn học thiếu nữ tiên tử lần này chưa hồi phục Tống Thư Hàng, trong tay nàng hoa sen bảo ấn mở ra, kết. Theo nàng một tiếng khẽ kêu, lại có một đóa hoa sen tại Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong nở rộ. Đóa này hoa sen lá sen khép lại, đem Tống Thư Hàng, văn học thiếu nữ tiên tử, máy móc hạch tâm lò phản ứng, toàn bộ bao khỏa. Đích thật là Trình Lâm tiên tử trường sinh chi đạo, thai nghén tân sinh. Vô cùng to lớn sinh mệnh lực bao phủ Tống Thư Hàng, cái này sinh mệnh lực có cường đại duyên thọ hiệu quả. Tống Thư Hàng bị thời gian thiên kiếp vũ khí oanh chúng mà trôi qua 3 năm thọ nguyên, đều bổ dưỡng trở về, thậm chí còn ngược lại kiếm lời không ít. Hoa sen bên trong. Trình Lâm trường sinh chi đạo trọng điểm chiếu cố máy móc hạch tâm lò phản ứng. Tống Thư Hàng và văn học thiếu nữ tiên tử nguyên thần hiển hiện, hai người song trưởng đối nhau, bày ra truyền công tư thế, cộng đồng hợp thành một cái bình đài, nâng đỡ lấy máy móc hạch tâm lò phản ứng. Trình Lâm trường sinh chi đạo sinh cơ, không ngừng dung nhập vào máy móc hạch tâm lò phản ứng bên trong nữ nhi thể nội, cọ rửa thân thể của nàng, vì nàng dựng lại thân thể. Ở trong quá trình này, có từng sợi béo cầu chuẩn bị ở sau sức mạnh còn sót lại bị dẫn dắt ra đến, dung nhập vào long phù chuyển sinh lạc ấn bất hủ quang đoàn bên trong. Nếu là không giải quyết bộ phận này béo cầu chuẩn bị ở sau sức mạnh còn sót lại, để Tống Thư Hàng trực tiếp đem thiếu nữ tóc vàng sinh mổ đi ra ngoài, vậy một khi bại lộ tại hiện thế, tóc vàng máy móc thiếu nữ vẫn như cũ sẽ có lần nữa hóa đạo tiêu tán nguy cơ. Cực đoan tình huống dưới, thậm chí còn có thể sẽ dẫn hạ thiên phạt. Trình Lâm trường sinh chi đạo duy trì quá trình thời gian cũng không dài. Mười mấy hơi thở thời gian về sau, Trình Lâm ước nguyên đặc hiệu hoa sen liền một lần nữa mở ra. Tống Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau, đứng ở trên đài sen. Tại hắn tâm hồn bên trên, một cái cửa sổ của linh hồn mở ra vật lý lên tâm lý cửa sổ, lưu ly trái tim đều bị mở cái ổ. Sau đó, một cặp đầu ngón tay từ tâm linh trong cửa sổ duỗi ra. Đầu ngón tay lên bưng lấy một cái máy móc cầu, có sóng sinh mệnh mạnh mẽ tại cái này máy móc cầu chung chuyển động. Cái này máy móc cầu, chính là tóc vàng máy móc thiếu nữ chuyển sinh thể. Tống Thư Hàng tiếp nhận máy móc cầu, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không cần thật giống nhân loại sinh con như thế, dùng thuận sinh hoặc là sinh mổ phương thức sinh ra hài tử. Nếu không, ta một đại nam nhân thật đúng là không tiếp thụ được. Toàn bộ quá trình, tựa như là hắn ngày bình thường dùng linh hồ bảo dưỡng pháp khí, thời cơ chín muồi sau lại đem bảo dưỡng pháp khí móc ra đồng dạng. Cứ như vậy, hắn tâm lý lên cũng có thể tiếp nhận. Bái bai tâm hồn bên trong, vị kia văn học thiếu nữ tiên tử đóng lại cửa sổ của linh hồn, tiện thể đem cửa sổ cũng khóa trái. Từ điểm đó có thể thấy được, lãnh địa của nàng ý thức phi thường cường liệt. Chờ chút tiên tử, người nói cho ta biết trước quả cầu này muốn làm sao tan ra. Cũng không thể để ta dùng kiếm bổ nàng a, Tống Thư Hàng kêu lên. Nhưng tâm hồn bên trong tiên tử, đã không gặp tung tích. Tống Thư Hàng, hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay quả cầu kim loại. Mặc dù quá trình rất khó khăn trắc trở, nhưng từ một phương diện khác mà nói, người vẫn như cũ xem như ta nữ nhi. Tống Thư Hàng nói, người chuẩn bị làm sao ra. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, trong tay máy móc cầu, liền thu được mệnh lệnh, bắt đầu khốc huyễn biến hình liền như là Transformer đồng dạng, không ngừng lắp ráp hoán đổi. Ta nữ nhi là Transformer. Cùng một thời gian. Tại cái này máy móc cầu biến hình thời điểm, Tống Thư Hàng thể nội long phù chuyển sinh phù văn, phảng phất cùng quả cầu kim loại cộng minh, cũng bắt đầu biến hóa. Bất hủ chi cốt lực lượng cùng bất hủ tin tức vật chất độ cao áp xúc, bắt đầu hóa thành một tiết nhỏ cốt đầu trạng vật chất. Cái này tựa hồ là muốn ngưng tụ ra bất hủ chi cốt tiết tấu. Chẳng lẽ ta cũng có thể giống vân tước tử tiên tử đồng dạng, có được một viên bất hủ chi cốt? Trước tỉnh táo, không cần vội vã vui vẻ. Ngưng tụ bất hủ chi cốt cũng không thể dễ dàng như thế. Tống Thư Hàng tâm tính không có bành trướng, cho nên tỉnh táo phân tích, béo cầu đại lão lúc trước phí hết tâm tư, cũng chỉ làm ra ngụy. Bất hủ chi cốt tới. Vậy ta sau đó phải ngưng tụ, có thể hay không cũng chỉ là ngụy. Bất hủ chi cốt.
Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Cho nên, hắn sớm trước bày ngay ngắn tâm tính. Kể từ đó, dù là ngưng tụ ra chính là ngụy bất hủ chi cốt, đối với hắn mà nói cũng là kiếm được. Hoa! Lúc này, đan điền bên trong, phi kình kim đan đột nhiên một cái xinh đẹp cá tung tóe vọt. Nó há to mồm, đón lấy ngay tại ngưng tụ quang đoàn. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Tống Thư Hằng còn không có kịp phản ứng, phi kình kim đan đã một ngụm đem quang đoàn nuốt xuống, rơi xuống linh hồ bên trong. Nấc nuốt xong quang đoàn về sau, phi kình kim đan còn thỏa mãn ở một cái. Nó thân thể mập mạp chậm rãi chìm xuống, chìm vào đến bản mệnh linh hồ đáy hồ. Tống Thư Hằng, xuẩn kinh, ngươi lại đã làm gì? Ngươi mặc dù là cá voi bộ dáng, nhưng cá voi không phải cá vàng a, trí nhớ của ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có 7 giây? Ngươi đã triệt để quên trước kia lung tung nuốt đồ vật di chứng cùng bị công đức tiên tử lột kinh thống khổ sao? Mà lại, hiện tại cá vàng chỉ có 7 giây ký ức thuyết pháp này, đều đã bị đẩy ngã a. Ngươi có thể hay không chướng tư thế, không cần tại cùng một cái hố bên trong liên tiếp rớt xuống a. Không có biện pháp, chỉ có đem công đức xà mỹ nhân gọi trở về, đem quang đoàn một lần nữa gạt ra. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem vật trang sức, phân thân, tam thi toàn bộ triệu hồi. Lại đem phì kình kim đan không nhớ lâu nuốt bất hủ thuộc tính quang đoàn sự tình, thuật lại cho công đức xà mỹ nhân. Vật trang sức, phân thân, tam thi trở về. Ác thi, rốn đen, bá ác lên tiếng hỏi, bản tôn. Ngươi là muốn cho tiên tử đem quang đoàn từ phì kình kim đan bên trong gạt ra. Tống Thư Hằng nghe vậy đột nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi có thể gọi đúng tiên tử danh tự. Ác thi! Bản tôn ngươi chú ý trọng điểm tại sao là cái này? Bản tôn, nếu như ngươi là muốn cho tiên tử lột kình, ta cảm giác trễ. Bên cạnh, Tống Thư Hằng thiện thi, nhị cáp, bá thiện lên tiếng nói. Liền thiện thi cũng có thể gọi đúng công đức xà mỹ nhân danh tự. Tống Thư Hằng bắt đầu hoài nghi mình đầu lưỡi có phải là có thiếu hụt. Bất hủ quang đoàn, không có. Tồn tại cảm đã trở thành số âm tự ngã thi nhắc nhở. Ta thấy được. Tống Thư Hằng ngẩng đầu vọng thiên, trên thực tế, tại hắn vừa đem phì kình kim đan nuốt quang đoàn sự tình thuật lại cho công đức xà mỹ nhân về sau, biến hóa này liền đến. Có thể là phì kình kim đan lo lắng quang đoàn bị công đức xà mỹ nhân gạt ra, cho nên nó bắt đầu liều mạng tiêu hóa. Tóm lại, chuyện này Tống Thư Hằng cũng rất tuyệt vọng. Bản mệnh linh hồ bên trong. Phì kình kim đan chìm ở đáy hồ, bị nó nuốt vào thể nội bất hủ quang đoàn sinh ra dị biến. Quang đoàn lúc đầu ở vào muốn ngưng tụ bất hủ chi cốt hình thức bên trong, bị phì kình kim đan nuốt vào về sau, vẫn không có đình chỉ ngưng tụ quá trình thậm chí, nó trực tiếp đem phì kình kim đan cũng hóa thành tự thân một bộ phận. Quang đoàn cùng phì kình kim đan bắt đầu dung hợp. Trên kim đan. Cái kia một bộ kim đan cấu đồ tinh lộ đồ cùng chín đạo thêm thô kim đan long văn đi theo sinh ra biến hóa. Phảng phất như là phát tiền lương đồng dạng, kim đan cấu đồ cùng kim đan long văn cũng bắt đầu lấp lánh bắt đầu. Phát tiền lương một khắc này, là nhân sinh nhất lóe sáng một khắc. Phì kình kim đan vốn là không phải tầm thường, nó phía trên mấy cái thêm thô kim đan long lạc, đều là bạch tiền bối dùng lâm thời thiên đạo quyền hạn vì Tống Thư Hằng tăng thêm. Bản thân liền ẩn chứa bất hủ khái niệm ở bên trong. Lại thêm nó đã từng đan toái thành anh về sau, là dựa vào long phù chuyển sinh thủ đoạn phục sinh, cùng vân thước tử bất hủ chi cốt lực lượng có đồng nguyên thuộc tính. Giữa hai bên dung hợp, không có phát sinh bất kỳ bài xích, ngược lại giống như là thiết kế tỉ mỉ bánh răng, hoàn mỹ phù hợp. Không khóc, dũng cảm đứng lên, đối mặt bi thương. Tiên tử đi vào Tống Thư Hằng bên người. Đưa tay sờ sờ đầu của hắn, miệng niệm lời kịch. Ăn kẹo không, Tống Tống. Quy bản Lưu Tinh Bạch cũng lên tiếng an ủi. Tạ ơn, không cần. Kỳ thật ta cũng không có bi thương, tiểu tinh tinh ngươi không nên bị công đức tiên tử mang lệch tiết tấu. Nàng có thời gian lời kịch không có gì tầng sâu hàm ý, chính là thuần túy đọc lấy chơi. Tống Thư Hằng trả lời. Đang khi nói chuyện, phì kình kim đan cùng thể nội bất hủ quang đoàn dung hợp, đã hoàn thành. Dung hợp tốc độ tật khoái vô cùng cảm giác phì kình kim đan là thật sợ công đức xà mỹ nhân đưa nó nuốt vào chùm sáng gạt ra, mới như thế cố gắng liều mạng. Dung hợp sau khi hoàn thành phì kình kim đan, biến nặng. Nó ý đồ từ bản mệnh linh hồ bên trong nổi lên đi, nhưng lại không thể động đậy. Trước kia, nó còn có thể lợi dụng thổi phồng phương thức,
để cho mình thân thể bành trướng, bay tới trên mặt nước. Nhưng bây giờ, phì kình kim đan thân thể không cách nào bành trướng trên người nó, mỗi một phiến lân phiến đều biến không thể phá vỡ, vô luận là cái gì lực lượng đều không thể phá hư bọn chúng. Đây là bất hủ khái niệm. Phì kình kim đan cùng cái quang đoàn kia dung hợp về sau, thân thể chuyển hóa thành cùng loại vân tước tử bất hủ chi cốt hình thái. Tại nó trên trán, viên kia long phù chuyển sinh lạc ấn, cũng phát sinh tiến hóa. Lúc này nguyên bản phục sinh chi lực đã bị tiêu hao, long phù chuyển sinh lạc ấn, lần nữa tràn ngập năng lượng đại biểu cho Tống Thư Hàng tùy thời có thể mượn nhờ lực lượng của nó tiến hành phục sinh. Quả nhiên, đây là tại hướng về vân tước tử tiên tử bất hủ chi cốt trạng thái diễn hóa. Chỉ là, phì kình kim đan cùng bất hủ chi cốt so ra tựa hồ còn kém một chút đồ vật. Tống Thư Hàng há mồm phun một cái, như là yêu thú phun ra nuốt vào nội đan đồng dạng, đem phì kình kim đan cho phun ra. Tu sĩ kim đan cùng yêu thú nội đan khác biệt, tu sĩ kim đan là không cách nào tùy ý phun ra nuốt vào. Bình thường đến nói, chỉ có tại tự bạo kim đan thời điểm, tu sĩ mới có cơ hội chân chính dùng nhìn bằng mắt thường đến chính mình kim đan. Nhưng là, Tống Thư Hàng thể nội viên này phì kình kim đan lại không đi đường thường. Tống Thư Hàng thể nội cái khác tiểu kim đan cũng còn tính bình thường, duy chỉ có viên này phì kình kim đan có thể giống yêu đan đồng dạng bị phun ra. Đồng thời, nó còn có cái kình phun nước thưởng thức. Theo Tống Thư Hàng há mồm phun một cái, phì kình kim đan bị tế ra, trong hư không dùng sức vỗ cái đuôi. Tinh khiết linh lực hóa thành suối phun, theo nó đỉnh đầu lỗ mũi bên trong phun ra. Ân, quả nhiên cảm giác cùng bất hủ chi cốt so ra, còn kém một chút tinh túy. Hiện tại phì kình kim đan, có cùng loại bất hủ trạng thái, nhưng lại thiếu khuyết bất hủ chỗ có được khí thế loại hình đồ vật. Tống Thư Hàng xoa cằm, đánh giá phì kình kim đan. Phì kình kim đan lên hoàn toàn chính xác chuyển hóa thành bất hủ chi cốt trạng thái. Nhưng là, nó cái này bất hủ tựa như là sơn trại hàng đồng dạng. Bình thường đến nói, tu sĩ chỉ cần thấy được bất hủ về sau, ý thức đều sẽ bị sa vào, không cách nào tự kiềm chế, đến cuối cùng liền trở thành bất diệt chi chủ vĩnh viễn ngủ say. Nếu như thực lực chênh lệch một điểm, chỉ là nhìn thấy bất hủ tồn tại khái niệm, nhẹ thì mắt mù, nặng thì thân tử đạo tiêu. Bất hủ pháp tắc, cũng không phải nói đùa. Nhưng phì kình kim đan lại bình dị gần gũi, không có nửa điểm giá đỡ cảm giác. Có thể xác định, nó cùng bất hủ chi cốt so ra, khẳng định thiếu một chút cái gì, hoặc là còn không có tiến hóa đến hoàn mỹ giai đoạn. Là ta chết còn chưa đủ à? Tống Thư Hàng trong lòng hiển hiện một cái suy đoán. Cũng may Tống Thư Hàng ngay từ đầu liền chủ động điều chỉnh qua tâm tình của mình, đem chính mình mong muốn giá trị thả rất thấp. Cho nên, dù là ngưng tụ ra chính là sơn trại bất hủ chi cốt. Kinh, hắn cũng không có thất vọng, ngược lại cảm giác rất kiếm. Cho dù là sơn trại bất hủ, đó cũng là bất hủ. Mà chỉ cần là bất hủ, vậy liền có một cái thuộc tính. Chính là ngươi, đi thôi, bất hủ phì kình kim đan. Tống Thư Hàng đưa tay nắm mình lên phì kình kim đan, giống vùng bóng chảy đồng dạng, dùng sức đem phì kình kim đan đánh tới hướng cửu phẩm thiên kiếp chính giữa, hỏa lực lượng mãnh liệt chỗ. Hướng ta khai hỏa, không cần bởi vì ta kim đan là bất hủ thể chất, liền thương tiếc ta. Có bản lĩnh liền để ta kim đan phá phòng. Đến a, không cần túng. Phốc phốc, phì kình kim đan lỗ mũi bên trong không ngừng phun ra linh lực hoạt tuyền, phối hợp với Tống Thư Hàng khiêu khích thiên kiếp. Ầm ầm, trung kiếp tương lai hình thiên kiếp quả nhiên bị dẫn đạo, vô số thiên kiếp vũ khí tập kích phì kình kim đan, các loại công kích về phía phì kình kim đan chút xuống, thể phải đưa nó đánh thành cho. Khi Tống Thư Hàng ném ra bất hủ phì kình kim đan một khắc này, trận này mạnh nhất cửu phẩm thiên kiếp trung kiếp liền chú định lại không lật bàn cơ hội, chỉ có thể tại huyễn lệ bạo tạc bên trong dần dần rơi xuống đuôi màn. Đối mặt bất hủ loại này tồn tại khái niệm, chư thiên vạn giới bên trong không có bất kỳ vật gì có thể hủy diệt nó. Muôn vàn thiên kiếp, mọi loại thủ đoạn, lại không làm gì được bất hủ phì kình kim đan mảy may. Thiên kiếp đối phì kình kim đan tập kích công kích, càng giống là nó tại rời trận trước đó không cam lòng gầm thét. Không gian vũ khí, nhân quả vũ khí, pháp tắc vũ khí, diệt tinh vũ khí, vân vân, khiến ra đầu run lên tương lai khái niệm thiên kiếp, chút xuống trên người phì kình kim đan, lại chỉ có thể để tình cảnh cuối cùng này pháo hoa càng lóa mắt chút. Tống Thư Hàng một tay cầm lưu tinh kiếm, một cái tay khác ôm biến hình bên trong quả cầu kim loại, bình tĩnh nhìn qua trung kiếp quang huy. Trong tay hắn, biến hình quả cầu kim loại lúc này đã biến ra nửa người.
Trên nửa cái cầu biến thành thiếu nữ tóc vàng còn nhỏ hình thái, bên dưới nửa cái cầu tạm thời đình chỉ biến hóa. Chủ yếu là lần thứ nhất biến hóa tương đối rườm rà, biến hình đến một nửa lúc, tân sinh tóc vàng máy móc thiếu nữ liền cảm giác có chút mỏi mệt, liền dừng lại tạm thời nghỉ ngơi. Kết thúc, Tống Thư Hàng thản nhiên nói. Kết thúc, Lưu Tinh Kiếm nói. Phía sau, Tam Thi Cộng phân thân tả hữu đứng vững, công đức xà mỹ nhân đứng ở chính giữa xê vị, bá thần trụ nhóm xung làm bối cảnh trang trí. Đều là thuộc về mình sau cùng thiên kiếp, Tống Thư Hàng nghĩ chụp hình nhóm, lưu làm kỷ niệm. Bạch tiền bối đâu, Tống Thư Hàng đứng vững về sau, hỏi. Ta tại tấn cấp bên trong, chờ một chốc lát, bạch tiền bối thanh âm vang lên thiên kiếp sắp kết thúc, cho nên bạch tiền bối bắt đầu từ bát phẩm cảnh giới bước vào đến cửu phẩm. Tống Thư Hàng không cần đi cái này quá trình, bởi vì hắn khi tiến vào cửu phẩm thiên kiếp trước, liền đã tại trảm tam thi thôi thúc dưới, bước vào đến cửu phẩm. Hắn tiếp xuống yếu, trường sinh giả cảnh giới phiên bản đổi mới, cần chờ hắn vượt cách thiên kiếp thế giới về sau, mới có thể khởi động kích hoạt. Cái kia bạch tiền bối, chúng ta chờ ngươi. Tống Thư Hàng cùng vật trang sức nhóm tiếp tục đứng vào vị trí, chờ lấy bạch tiền bối tới, cùng mọi người cùng nhau chụp ảnh chung. Sát phách. Cật qua thánh quân, đã nhả không ra bất luận cái gì rãnh. Chấn kinh loại vật này, một hơi chấn quá nhiều, quá tấp nập về sau, sẽ chết lặng. Cật qua thánh quân hiện tại liền ở vào loại này chết lặng trí thánh hình thức, trong thời gian ngắn, đã không có bất kỳ vật gì có thể để cho hắn chấn kinh cho dù là nhìn thấy Tống Thư Hàng phun ra mang theo bất hủ tin tức phỉ kình kim đan, cật qua thánh quân cũng đều bình tĩnh tiếp nhận. Hiện tại, chỉ chờ bá Tống, bạch thánh tổ hợp rời đi về sau. Hắn liền có thể một con kình yên lặng độ chính mình còn sót lại thiên kiếp. Lần này thiên kiếp đại bộ phận uy lực đều đã bị bá Tống cộng bạch thánh siêu vip tổ hợp hấp dẫn, tiêu hao. Tiếp xuống thiên kiếp, cật qua có 100% nắm chắc vượt qua. Cật qua thánh quân ở vào chết lặng trí thánh hình thức, nhưng chư thiên vạn giới cái khác người tu luyện, nhưng không có cái này hình thức có thể sử dụng. Tống Thư Hàng tu chân nói chuyện phiếm trực tiếp một mực không có đóng lại. Trước đó, tại đầy trời tương lai thức trung kiếp bạo tạc bên trong, trực tiếp hình tượng một mảnh thánh quang, cái gì đều không nhìn thấy. Hiện tại thiên kiếp tiến vào hồi cuối về sau, trực tiếp hình tượng bên trong Tống Thư Hàng cùng xung quanh tràng cảnh, liền biến rõ ràng. Hình tượng khôi phục lúc, chư thiên vạn giới những người tu luyện vừa hay nhìn thấy Tống Thư Hàng miệng phun kim đan một màn. Đương nhiên, trực tiếp hình tượng, đều trải qua long lạc nữ sĩ xử lý tỉ như bất hủ phỉ kình kim đan. Liền bị long lạc nữ sĩ đánh một tầng mơ hồ mã, để xem trực tiếp người sẽ không bị phỉ kình kim đan bất hủ thuộc tính ảnh hưởng đến. Đồng thời, đây cũng là vì bảo hộ phỉ kình kim đan tin tức, không cho người khác nhìn thấu Tống Thư Hàng bí mật nhỏ. Đây là cái gì? Là kim đan, vì sao mọc ra kình loại bộ dáng? À, bá Tống đại lão là trường sinh giả cấp tồn tại, vì cái gì còn sẽ có kim đan? Có phải hay không là chúng ta tu luyện kim đan đại đạo đều là đơn giản hóa hình thức, chân chính kim đan hẳn là kình đan. Chỉ là một mực bị đơn giản hóa, sau đó liền danh tự cũng từ kình đan biến thành kim đan. Bá Tống tiền bối đây là phun ra kim đan, thực trùy bá Tống đại lão kỳ thật không phải người. Cửu Long Văn, quả nhiên giống bá Tống tiền bối loại này tồn tại, đều là Cửu Long Văn cấp đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật A. Mặc dù có chút mơ hồ. Thấy không rõ cái này chín đầu long văn cụ thể bộ dáng, nhưng các ngươi không cảm giác cái này chín đầu long văn thô có chút quá mức sao? Phỉ kình kim đan vừa hiện thân, liền đưa tới chư thiên vạn giới người tu luyện nhiệt liệt thảo luận. Chỉ có Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, phi thường bình tĩnh bọn hắn đã sớm biết Tống Thư Hàng Cửu Long Văn, phỉ kình kim đan cùng Tống Thư Hàng có thể miệng phun kim đan sự tình. Đã từng Tống Thư Hàng còn làm lấy mặt của mọi người biểu diễn qua miệng phun kim đan cộng kim đan phun nước biểu diễn sự tình. Trực tiếp xuất hiện ở thảo luận bên trong chậm rãi thúc đẩy. Kế phun ra kim đan thao tác về sau, chính là Tống Thư Hàng đem kim đan đánh tới hướng thiên kiếp hình tượng. Đây quả thực là để ra đầu run lên thao tác, cho dù là có thể đem yêu đan phun ra công kích yêu thú, tại độ thiên kiếp thời điểm, không đến mặt lộ. Cũng tuyệt đối không dễ dàng đem chính mình yêu đan phun ra nghênh chiến thiên kiếp. À, bá Tống đại lão lại tại độ kiếp. Không sai được, hắn kim đan ném ra vị trí, chính là thiên kiếp khu vực. Bá Tống tiền bối chẳng lẽ lại tại độ kiếp, sau đó chuẩn bị một đợt huyền thánh giảng pháp hay sao? Nói lên huyền thánh giảng pháp, ta liền nhớ lại bá Tống đại lão trước đó, tựa hồ vừa cải tiến qua cường giả giám định thuật.
chư thiên vạn giới có không ít người nhớ tới việc này. Lập tức, một loại bầu không khí ngột ngạt, tại rất nhiều tu chân nói chuyện phiếm quần bên trong truyền ra. Bất quá loại này kiềm chế không có tiếp tục bao dài, liền bị tiếp xuống trực tiếp hình tượng lực trùng kích đánh vỡ. Chỉ thấy tại trực tiếp hình tượng bên trong, cái kia hủy diệt cấp bậc trung kiếp, phát thiên cái địa hướng về phỉ kình kim đan. Cuồng bạo thiên kiếp lực lượng, phá hủy tất cả. Tại trung kiếp đánh nổ khu vực bên trong, không gian sụp đổ, vạn vật hủy diệt, thiên địa phảng phất đều muốn kết thúc. Nhưng là, vô luận là thủy kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp, kim kiếp, vẫn là không gian kiếp, nhân quả vũ khí, diệt thế vũ khí, đánh vào phỉ kình kim đan bên trên, lại không cách nào cho kim đan mặt ngoài mang đến một đạo vết cắt. Phỉ kình kim đan thảnh thơi tại hủy diệt trung tâm chìm nổi. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, vạn vật diệt mà ta bất diệt. Bất hủ. Dù là kim đan bị Long Lạc nữ sĩ đánh lên sensor, che giấu tin tức. Trường sinh giả nhóm vẫn như cũ có thể suy đoán ra bất hủ thuộc tính. Nghiên cứu bá tống giao lưu quần bên trong trường sinh giả đại lão, bước ra chính mình đại đạo hình thức ban đầu đỉnh tiêm kiếp tiên, không khỏi nhao nhao mở miệng kêu thành tiếng. Bọn hắn khống chế không nổi cổ họng của mình, một tiếng này nếu là không gọi ra, cảm giác tâm lý nghẹn khó chịu. Trước đó, bọn hắn mơ hồ cảm ứng được bá tống tại hội tụ bất hủ tin tức. Nhưng khi bá tống thật đem bất hủ kim đan mân mê ra lúc, trường sinh giả các đại lão cảm giác chính mình thế giới quan nhận không thèm nói đạo lý chấn kích. Không chứng đạo, không gánh chịu thiên mệnh, không chấp trường thiên đạo, cũng có thể đúc thành bất hủ. Vậy chúng ta liều mạng tranh đoạt chứng đạo thời cơ, đi trở thành thiên đạo ý nghĩa, chẳng phải giảm bớt đi nhiều. Một viên kim đan chỉ là bắt đầu, bá tống đã nắm giữ loại kỹ thuật này, vậy chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có phải hay không có thể đem loại kỹ thuật này dùng tại thân thể còn lại bộ vị, một chút xíu cải tạo chính mình. Từ kim đan đến nguyên thần, lại từ bên trong mà bên ngoài, từ nội tạng khí quan, đến xương cốt da thịt, toàn bộ hóa thành bất hủ. Quân viên tiểu sử Hoàng Phỏng đoán nói. Thông qua lắp ráp phương thức, chỉ cần có đầy đủ thời gian, một cái không có chứng đạo, lại bất hủ bá tống, liền sẽ thành hình A. Nhưng có lẽ, đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như bá tống triệt để nắm giữ kỹ thuật này, hắn liền sẽ không cùng chúng ta tranh đoạt cái này thiên đạo chi vị A. Quần viên, viễn cổ thiên đình người sống sót Thánh Liêm Thiên Vương lên tiếng nói. Thiên Vương nói rất có lý, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới nhóm người mình muốn tranh đoạt thiên đạo chi vị. Là bá tống đồ không cần, trường sinh giả nhóm tâm lý cũng không phải là tư vị. Mỗi một vị trường sinh giả đều là thiên kiêu cấp nhân vật, lòng tự trọng cực mạnh. Bọn hắn muốn cướp đoạt bất hủ chi vị lại còn muốn mong mỏi bá tống không đến tranh đoạt như đúng như đây, coi như tương lai bọn hắn đạt được thiên đạo chi vị, đối mặt bá tống lúc, khả năng cũng sẽ cảm giác thấp bá tống một đầu. Kiếp thiên không gian bên trong. A Bạch bên kia cũng kết thúc. Quy bản lưu tinh Bạch treo ở trên chuôi kiếm, lung lay nói. Tống Thư Hằng hỏi, Bạch tiền bối muốn ra sao? Lưu tinh Bạch trả lời. Đang khi nói chuyện, tại phỉ kình kim đan vị trí trung tâm vụ nổ chỗ, có một cái tiên giới huyễn cảnh triển khai. Trung kiếp dư âm nổ mạnh, trực tiếp bị tiên giới huyễn cảnh áp chế. Cái này ảo cảnh khí tức, cũng cực kỳ đặc thù, lơ lửng không cố định. Đây là mộng giới hình chiếu sao? Tam thi bên trong ác thi hỏi. Không phải, Tống Thư Hàng lắc đầu. Mộng giới mặc dù hư ảo, nhưng vẫn là thuộc về hiện thế chư thiên vạn giới một viên. Mà trước mắt cái này tiên giới huyễn cảnh, cho người ta một loại không thuộc về thế giới này cảm giác, cùng hiện thế không hợp nhau nhất định phải nói, ngược lại cùng Hắc Long thế giới cảm giác có chút cùng loại. Cái này tiên giới rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc đang suy tư, huyễn cảnh trong tiên giới có ánh sáng nhu hòa hóa thành cột sáng chiếu xuống tới. Bạch tiền bối thân ảnh, phù hiện ở cột sáng bên trong. Ánh sáng nhu hòa sấn thác Bạch Thánh, lại thêm đỉnh đầu tiên giới huyễn cảnh, lúc này Bạch tiền bối liền như là trích tiên giáng lâm. Bất quá bây giờ Bạch tiền bối, nói là trích tiên cũng hoàn toàn không có vấn đề, lúc này Bạch Thánh đã tấn thăng kiếp tiên. Hắn không còn là Bạch Thánh, mà là Bạch Tiên, nhân. Ánh sáng nhu hòa chiếu bên trong. Áo trắng trang phục Bạch tiền bối chậm rãi đưa tay, giống như là muốn dùng tay tiếp xúc cái kia tiên giới. Bạch tiền bối động tác rất chậm, rất chậm. Cách đó không xa, Tống Thư Hàng cùng vật trang sức, phân thân nhóm, đột nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng. Trước mắt Bạch tiền bối,
tựa hồ biến xa xôi bắt đầu. Phảng phất hắn chỉ cần đưa tay tiếp xúc đến mảnh này tiên giới, liền sẽ vũ hóa thành tiên, từ đây cùng thế gian tất cả cắt ra, lại không thuộc về nhân gian. Tống Thư Hàng cùng vật trang sức, phân thân nhóm, chẳng biết tại sao ngừng thở, không có phát ra một tia thanh âm. Bạch Tiền Bối ngón tay vẫn tại chậm rãi hướng về phía trước với tới, khoảng cách cái kia huyễn cảnh tiên giới chỉ có một tuyến khoảng cách. Ngay tại Bạch Tiền Bối ngón tay sắp chạm đến tiên giới lúc, hắn đột nhiên nhanh chóng rút tay về chỉ, nhoẻn miệng cười, ta hiện tại, thuộc về nơi này có rất nhiều thú vị đạo hữu ân. Thư Hàng, còn thiếu ta rất nhiều linh thạch. Hoa! Theo Bạch Tiền Bối, cái kia hư ảo tiên giới huyễn ảnh vỡ nát tiêu tán, từ đó về sau, vĩnh viễn không lại xuất hiện. Tống Thư Hàng không nghĩ tới chính mình thiếu Bạch Tiền Bối rất nhiều tiền, cuối cùng cũng có thể trở thành để Bạch Tiền Bối lưu lại nhân quả một trong. Hắn nhân sinh lần thứ nhất phát hiện, tạm thời không có tiền trả nợ có lẽ là kiện phi thường may mắn sự tình. Cái kia tiên giới huyễn cảnh đến cùng là địa phương nào? Chưa từng nghe qua người tu luyện tại chứng đạo kiếp tiên về sau, muốn đi vào thế giới khác a. Liền xem như chấp trưởng thiên đạo, chứng đạo bất hủ, cái kia cũng chỉ là tại cái này chư thiên vạn giới bên trong mở một cái thuộc về mình vị diệt, bản thân vẫn tồn tại như cũ tại chư thiên vạn giới bên trong. Tống Thư Hàng trong đầu vang lên sở các chủ thanh âm. Bạch Tiền Bối chứng đạo kiếp tiên hình tượng, cũng thông qua trực tiếp bị truyền ra, sở các chủ, Bạch Cốt Tiên Cơ, Bạch Long tỷ tỷ bọn người ở tại bá giới bên trong, đều thấy được một màn này. Cho nên, không đợi Tống Thư Hàng từ cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong ra, sở các chủ liền không nhịn được thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng đặt câu hỏi. Không chỉ có là sở các chủ, tất cả cùng Bạch Tiền Bối có liên quan thành viên. Đối mặt một màn này hình tượng lúc đều sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Sẽ là siêu thoát sau thế giới sao? Tống Thư Hàng đã không nhớ được danh tự ngã thi, đột nhiên yếu ớt nói. Thiên đạo Bạch tại chư nhậm thiên đạo bên trong, cũng là rất đặc thù một vị hắn là duy nhất đã từng siêu thoát nửa bước thiên đạo. Lúc trước nếu không phải thiên đạo chức trách như diều tuyến đem hắn dắt, hắn nói không chừng đã thành công siêu thoát. Mà Bạch Tiền Bối cùng thiên đạo Bạch ở giữa hiển nhiên có rất sâu liên hệ. Cho nên, này lại sẽ không là Bạch Tiền Bối tại tấn thăng cửu phẩm kiếp tiên về sau, thiên đạo Bạch vì hắn lưu lại thời cơ, để hắn tiến vào siêu thoát sau trạng thái. Siêu thoát loại chuyện này nếu có dễ dàng như vậy, thiên đạo Bạch cũng sẽ không lưu lại hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo tuyến tác. Huống hồ, siêu thoát sau trạng thái đến cùng là thế nào, ai cũng giảng không rõ ràng, chỉ có thiên đạo Bạch biết một chút tin tức. Nói không chừng siêu thoát về sau. Liền chiều không gian cũng sẽ cùng chúng ta biến khác biệt, có hay không như vậy một cái siêu thoát sau thế giới còn rất khó nói. Tống Thư Hàng đáp, có lẽ siêu thoát về sau, bản thân liền sẽ trở thành một cái thế giới đâu. Còn không có siêu thoát tồn tại, tầm mắt tự nhiên bị giới hạn chính mình tồn tại thế giới cùng chiều không gian. Mặt khác, thân là tiếp xúc chân bất hủ tin tức số lần nhiều nhất phàm nhân, Tống Thư Hàng mơ hồ có thể cảm ứng ra. Cái kia huyễn cảnh tiên giới không có bao trùm hiện thế phía trên khí tức, cũng không có siêu thoát khái niệm. Cái kia huyễn cảnh tiên giới, rất có thể chỉ là cùng Bạch Tiền Bối tự thân có liên quan. Tống Thư Hàng trong đầu, dẫn dắt ra rất nhiều cùng Bạch Tiền Bối có liên quan tuyến tác, cũng từ kiếp tiên cấp thôi diễn năng lực, tiến hành suy tính. Đã từng, tại Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối cho phép bên dưới, hắn đối Bạch Tiền Bối thi triển thời gian bí thuật giám định bí pháp. Hắn từng thay thế hảo hữu sống hơn 70 năm, 70 năm về sau, hắn du lịch chư thiên vạn giới, bởi vì một cái ngẫu nhiên, đi tới bây giờ thế giới. Độc nhất vô nhị tồn tại, đối với thế giới này đến nói. Hắn tồn tại căn nguyên không giống bình thường. Cái này hai đầu tuyến tác, là giám định bí pháp lúc trước cho hắn phản hồi. Bạch Tiền Bối, từ vừa mới bắt đầu liền không thuộc về thế giới này. Lại về sau. Vì tìm kiếm càng nhiều cùng Bạch Tiền Bối có liên quan tuyến tác, đồng thời cũng vì sinh trưởng về bị thiên phạt phách thân thể, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ, tiến vào thú tu giới Thánh Sơn. Thánh Sơn di tích bên trong, có thiên đạo Bạch lưu lại đặc thù thế giới, từ bia đá đạo hữu chân áp. Ở nơi đó, Tống Thư Hàng từ thiên đạo Bạch lưu lại tuyến tác bên trong, lại lấy được một chút liên quan tới Bạch Tiền Bối tiến thêm một bước tuyến tác. Đầu tiên, Bạch Tiền Bối cũng không phải là thiên đạo Bạch vì Bạch Tiền Bối lưu lại muội muội. Mặt khác, thiên đạo Bạch đã từng nhắn lại qua, tiểu Bạch vẫn là tiểu Bạch, hắn chỉ có thể là hắn, một cái cùng chúng ta có được khác biệt quá khứ, cuối cùng tạo ra cùng chúng ta khác biệt Bạch.
Hắn cùng ta thí nghiệm không quan hệ, ta cũng không có can thiệp hắn, nhưng hắn cuối cùng lại xuất hiện tại trước mắt ta. Có lẽ, vừa rồi huyễn cảnh tiên giới, là Bạch Tiền Bối nguyên bản thế giới. Tống Thư Hàng nói, kia là một cái không thuộc về bây giờ hiện thế chư thiên vạn giới. Là thiên đạo Bạch khi tiến vào siêu thoát nửa bước trạng thái sau phát giác được, một cái cùng thiên đạo Bạch, Bạch có được khác biệt quá khứ, cuối cùng đản sinh khác biệt Bạch. Siêu thoát nửa bước sau thiên đạo Bạch trong mắt thế giới, đến cùng là bộ dáng gì, liền Bạch UU đều không được biết, Tống Thư Hàng cũng tưởng tượng không ra. Dù sao hắn bị giới hạn bây giờ chư thiên vạn giới. Nhưng từ thiên đạo Bạch lưu lại tuyến tác đến xem, tại siêu thoát nửa bước sau thiên đạo Bạch trong mắt, không gian, thời gian khái niệm, không phải đã hình thành thì không thay đổi. Thậm chí quá khứ, hiện tại, tương lai đều có thể bị phá vỡ. Nếu là như vậy, tại siêu thoát nửa bước sát na, thiên đạo Bạch có thể sẽ suy nghĩ lấy đền bù qua tiếc nuối. Thiên đạo Bạch nhắn lại nhắc qua, đời này của hắn có hai cái to lớn, triệt để thất bại. Thứ nhất, là thời kỳ thiếu niên, trơ mắt nhìn xem tiểu Bạch tiêu tán ở trước mắt hắn. Thứ hai, là tại siêu thoát thiên đạo thời điểm, chỉ siêu thoát nửa bước, lại bị thiên đạo quyền hạn trói buộc, thất bại đến không có quay lại chỗ trống. Nếu như thiên đạo Bạch từng có qua đền bù quá khứ tiếc nuối suy nghĩ, cái kia hiện thế Bạch xuất hiện nguyên nhân, có lẽ ngay ở chỗ này. Dù cho thiên đạo Bạch không có chủ động can thiệp, như đúng như Tống Thư Hàng suy đoán, cái kia vừa rồi huyễn cảnh tiên giới, rất có thể là Bạch Tiền Bối cảnh giới đạt đến hiện thế bình thường cực hạn kiếp tiên cảnh giới về sau, bây giờ chư thiên vạn giới cho hắn một cái trở về nguyên bản thế giới cơ hội. Hoặc là nói, là chữa trị. Đối diện, huyễn cảnh tiên giới, nhu hòa quang mang toàn bộ tiêu tán về sau, áo trắng nhẹ nhàng Bạch Tiền Bối ngáp một cái, cười híp mắt xoay người, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc bất hủ phì kình kim đan. Đông, ngón tay của hắn cùng phì kình kim đan tiếp xúc, liền vang lên êm tai nhịp trống âm thanh. Phì kình kim đan thuận thế rơi vào Bạch Tiền Bối trong lòng bàn tay. Bạch Tiền Bối bưng phì kình kim đan, đạp trên hư không, đi vào Tống Thư Hàng bên cạnh hỏi, các ngươi xếp thành một loạt, là muốn chụp ảnh sao? Đều là ta tự thân một lần cuối cùng độ kiếp, nghĩ chụp kiểu ảnh lưu niệm. Tống Thư Hàng đáp, hiện tại liền chờ Bạch Tiền Bối. Tốt lắm, Bạch Tiền Bối nói, lại quay đầu đối sát phách đang bị thiên kiếp bổ cật qua thánh quân nói, cật qua đạo hữu, muốn hay không cũng cùng chúng ta hợp cái ảnh. Mặc dù chỉ có thể cho ngươi lưu cái bối cảnh góc tường độ. Cật qua thánh quân, nếu như sách điều kiện này chính là bá tống đạo hữu, hắn khẳng định phải phun bá tống một mặt nước bọt ta còn tại độ kiếp đâu. Nhưng sách điều kiện này chính là Bạch Thánh, Bạch Tiên Trưởng. Cật qua thánh quân nhe răng cười một tiếng, gượng chống lấy thiên kiếp nói, không có vấn đề, ta tận lực phối hợp mọi người. Vậy chúng ta thay cái góc độ, Bạch Tiền Bối đưa tay chộp một cái, đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí biến thành thần kiều kéo tới. Thế là, Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối song song đứng tại đầu cầu. Hàng thứ hai, tam thi, Tống Thư Hàng phân thân trái phải tách ra, công đức xà mỹ nhân đứng tại tam thi cùng phân thân trung gian. Bá thần trụ nhóm sắp xếp thành trận, tô điểm. Thánh viên hư ảnh phù hiện ở đỉnh đầu, xung làm linh vật. Ống kính một góc, cầu một chỗ khác, còn đem đang bị lôi bổ cật qua thánh quân đánh vào. Cười một cái, Bạch Tiền Bối đưa tay bấm một cái thác ấn pháp thuật, đem hình tượng này thác ấn xuống tới. Thừa dịp chụp ảnh sau khi hoàn thành một chút thời gian. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, Bạch Tiền Bối, không quay về thật không quan hệ sao? Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Kia là Bạch Tiền Bối cố hương của ngươi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Ta sớm đã không còn cố hương. Bạch Tiền Bối đưa tay đem thác ấn ảnh chụp tồn chữ đến mấy viên trong bảo thạch, đem bên trong một viên đưa cho Tống Thư Hàng, an ủi, đừng suy nghĩ nhiều, mặt khác. Trực giác nói cho ta. Một khi lựa chọn trở về sau, ta chỉ sợ liền tự thân tồn tại cái này khái niệm, cũng sẽ hóa thành hư vô. Bạch Tiền Bối câu nói sau cùng, cảm giác là tùy ý tìm cái cớ an ủi mọi người, để mọi người không cần áy náy. Tống Thư Hàng đưa tay tiếp nhận Bạch Tiền Bối đưa tới bảo thạch, thoáng hướng trong bảo thạch đưa vào một sợi tiên nguyên chứng đạo cửu phẩm kiếp tiên về sau, tu sĩ năng lượng trong cơ thể đẳng cấp sẽ lần nữa tăng lên tiến hóa. Từ ban sơ khí huyết chi lực đến chân khí. Lại đến linh lực cùng huyền thánh huyền năng, cuối cùng diễn hóa thành hiện tại tiên nguyên. Mỗi một lần biến hóa, đều là tu sĩ thực lực đại tiến gây nên chất biến giai đoạn.
theo cái này sợi tiên năng rót vào, bảo thạch lên bắn ra mọi người chụp ảnh chung hình tượng. Ảnh chụp phía trước, Bạch Tiền Bối trong tay trái bưng một con phỉ kình kim đan, Tống Thư Hàng trong tay phải bưng biến hình máy móc nữ nhi, chỉnh thể lên tả hữu đối xứng, giác quan phi thường dễ chịu. Mặt khác, chương này thác ấn pháp thuật bảo tồn ảnh chụp hình tượng, còn có ít giây động thái thời gian. Bạch Tiền Bối bắt lấy đám người nhoẻn miệng cười mấy cái nháy mắt, bao quát sát phách không gian bên trong cật qua thánh quân, hắn dù cho bị thiên lôi cuồng bổ, cũng liều mạng gạt ra một cái vẻ mặt ôn hòa tiếu dung, cười độ kiếp. Yêu người cười vận khí bình thường sẽ không chênh lệch. Nhìn xem tấm hình này lúc, đột nhiên có loại tốt nghiệp trung học chụp ảnh chung cảm giác. Tống Thư Hàng nhìn không được hí hư nói. Năm đó chiếu xong tốt nghiệp trung học chiếu về sau, hắn liền từ trường học cũ tốt nghiệp. Hôm nay cũng giống như vậy, chụp xong chương này chụp hình nhóm về sau, hắn liền muốn từ thiên kiếp tốt nghiệp. Bạch Tiền Bối mỉm cười, hắn đưa tay lại lấy khối bảo thạch, dùng duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản sắp xếp gọn, cong ngón búng ra, đưa nó đưa vào đến sát vách cật qua thánh quân trong tay, lưu cái kỷ niệm. Bất chi bất giác, đều vậy mà đã là ta tự thân một lần cuối cùng cùng thiên kiếp gặp mặt. Tương lai, dù cho nghĩ gặp lại thiên kiếp đại gia, cũng phải dựa vào người khác lực lượng. Đây chính là tuế nguyệt A. Tống Thư Hàng thu hồi thiên nguyên, thác ấn đồ án lùi về đến trong bảo thạch. Liền cùng rời đi trường học cũ đồng giảng, tương lai hắn mặc dù còn có thể về chính mình cao trung đi dạo chơi, nhưng thân phận lại vĩnh viễn thay đổi, sẽ không lại lấy thân phận học sinh trở về sân trường, chỉ là một cái khách qua đường. Nghĩ tới đây lúc, Tống Thư Hàng trong lòng ẩn ẩn hiển hiện một loại không bỏ được cảm xúc. Nhưng là, người tóm lại là muốn lớn lên. Không có khả năng vĩnh viễn lưu tại cao trung giáo viên bên trong. Người tu luyện cũng giống vậy, chỉ cần không ngừng tấn cấp, một ngày nào đó sẽ độ xong tất cả thiên kiếp, trưởng thành là kiếp tiên đại lão. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Bạch Tiền Bối đạo, Bạch Tiền Bối cùng thiên kiếp ở giữa tình cảm không có Tống Thư Hàng như vậy thâm hậu, cho nên cũng vô pháp thể vị Tống Thư Hàng loại này không bỏ được cảm xúc. Dưới chân, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tản ra, hai bộ trở về Tống Thư Hàng trên thân, dung nhập linh hồ tẩm bổ, một bộ rơi xuống Bạch Tiền Bối lưu tinh kiếm lên hóa thành vỏ kiếm. Cùng một thời gian, chư thiên vạn giới trực tiếp hình tượng, cũng bị quan bế lần này bá tống không có giảng pháp. Cái này nhà để chư thiên vạn giới những người tu luyện lại tiếc nuối lại may mắn. Loại này vừa khổ lại ngọt cảm giác, rất khó hình dung. Cật qua Tiền Bối, chúng ta đi trước một bước, chúng ta hiện thế sau này còn gặp lại. Tống Thư Hàng đối cật qua thánh quân ôm quyền, kêu. Chờ chút, bá tống, Bạch Tiên Trưởng, các ngươi chớ vội đi a à thiên kiếp độ xong sau còn có cái nguyên thần ký thác kiếp tiên hư không khâu, chỉ có đem nguyên thần ký thác hư không, mới xem như chân chính tấn thăng kiếp tiên. Đừng bỏ lỡ cái này trình tự. Cật qua thánh quân thấy Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối muốn đi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cật qua Tiền Bối chất phát trạng thái, khắp nơi vì người khác suy nghĩ, có thể nói là kình bên trong thánh kình. Bá tống vậy thì thôi, hắn khi tiến vào thiên kiếp trước đã là kiếp tiên cấp bậc. Nhưng Bạch Tiên Trưởng nhưng là nhìn lấy từ bát phẩm tấn thăng đến cửu phẩm, toàn bộ hành trình đều không có tiến hành nguyên thần ký thác hư không khâu. Tạ ơn Cật qua Tiền Bối nhắc nhở, bất quá chúng ta nguyên thần tại bát phẩm thời điểm, liền thành công ký thác đến kiếp tiên hư không. Cho nên chúng ta không có vấn đề. Tống Thư Hàng vẫy tay từ biệt nói. Cật qua Thánh Quân. Tại bát phẩm thời điểm liền đem nguyên thần ký thác hư không. Các ngươi là thế nào làm được? Đồng dạng là người tu luyện, các ngươi thao tác vì cái gì như thế nhiều? Hay là nói, kỳ thật chúng ta đại bộ phận người tu luyện đều tính sai, kỳ thật ký thác nguyên thần tại bát phẩm lúc nên bắt đầu đi làm. Tại Cật qua Thánh Quân dần dần mất đi cao quang hai mắt nhìn chăm chú bên trong, Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh vẫy tay từ biệt. Thân hình của bọn hắn dần dần tòng cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong phai nhạt ra khỏi, trở về hiện thế. Thân ảnh của hai người đạp mạnh ra kiếp tiên thiên kiếp không gian lúc, hư không bên trong liền có tinh khiết bản nguyên năng lượng hội tụ tới, tràn vào hai người thể nội, bổ sung bọn hắn ở trong thiên kiếp tiêu hao. Đây là tấn cấp cửu phẩm kiếp tiên một phúc lớn lợi. Có tiêu hao, liền bổ sung tiêu hao, không có tiêu hao. Bộ phận này thiên địa bản nguyên năng lượng có thể tăng lên kiếp tiên tiên nguyên cường độ và số lượng, tăng cường tu vi. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối đoạn đường này cửu phẩm thiên kiếp, đang tiêu hao từng cái thiên kiếp đánh gãy ưu đãi về sau, cơ hồ không có tiêu hao nhiều ít năng lượng,
làm phúc lợi bản nguyên năng lượng liền toàn thành hai người tăng lên công lực thuốc bổ. Kiếp tiên sinh cơ, kiếp tiên tiên nguyên, kiếp cốt, nguyên thần ký thác kiếp tiên hư không, một loạt kiếp tiên đặc thù tại Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối trên thân hiển hiện. Đây coi như là kiếp tiên thế giới một cái kiểm an quá trình, tại độ song kiếp sau khi ra ngoài, muốn xác định người tu luyện tất cả kiếp tiên công năng phối trí đầy đủ hết, không có thất lạc. Đúng rồi Thư Hàng, cái này trả lại ngươi. Bạch Tiền Bối đưa tay một đưa, đem trong tay bất hủ phỉ kình kim đan đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nắm phỉ kình kim đan, há miệng tựa như nuốt kiếm đồng dạng, đưa nó nuốt vào. Công đức xà Mỹ Nhân xoa cằm lâm vào trầm tư, có lẽ lần sau, nàng tại đoạt lời kịch cơ sở bên trên, còn có thể đoạt nuốt phỉ kình kim đan. Nàng cùng Tống Thư Hàng là một thể, có thể tự do xuất nhập Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ. Cho nên, nàng đem phỉ kình kim đan nuốt vào về sau, còn có thể trốn vào đến bản mệnh linh hồ bên trong, lại đem kim đan phóng xuất ra. Kể từ đó, nàng lại dẫn trước tạo hóa tiên tử một bước. Trận này đấu tranh, nàng lại thắng. Tống Thư Hàng nuốt vào phỉ kình kim đan về sau, nhẹ nhàng sờ lên bụng, lần sau ta được cân nhắc khai phát cái miệng pháo kỹ năng. Long tức, Bạch Tiền Bối hỏi. Phỉ kình thổ tức. Tống Thư Hàng đáp, tại phát miệng pháo thời điểm, thừa cơ đem phỉ kình kim đan cho phun ra đi giết địch, hiệu quả tiêu chuẩn. Bất hủ kim đan, không cần sợ bị chơi hỏng. Bạch Tiền Bối hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cảm giác rất thú vị, có rảnh ta cho ngươi khai phát cái đơn giản thổ tức loại kỹ năng. Tạ ơn Bạch Tiền Bối. A Tống Thư Hàng còn chưa dứt lời, đột nhiên hư không bên trong có một chương miệng rộng trống rỗng thoáng hiện, một ngụm đem nửa cái Tống Thư Hàng cắn, chỉ lưu một đôi chân bên ngoài. Hư không bên trong, tai nạn cự quy đầu chậm rãi hiển hiện. Cự quy dùng sức nhai nhai nhấm nuốt một chút, phát ra một cái thanh thúy tiểu tỷ tỷ thanh âm, mắc răng, thứ đồ gì? Là Thư Hàng, Bạch Tiền Bối nhắc nhở. Là ngươi, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ hiển nhiên nhận ra Bạch Tiền Bối. Sau đó nàng lại lập tức nhận ra đang bị chính mình nhai nuốt lấy đồ vật, là ngươi, cấn tay bá tống. Gõ, tại sao lại là ngươi? Tống Thư Hàng. Ta mới muốn hỏi đâu, vì cái gì lại là ngươi? Lần này ta không có sử dụng vân thước tử tiên tử linh kiện A. Ngươi tại sao lại để mắt tới ta rồi? Đừng nói cho ta là phỉ kình kim đan A. Tống Thư Hàng lần này cũng không có sử dụng vân thước tử tiền bối linh kiện, cũng không có sử dụng cùng vân thước tử tiền bối có liên quan phục sinh pháp khí. Sở dĩ hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến trên người mình bất hủ phỉ kình kim đan. Chính đương Tống Thư Hàng cố gắng chống ra đầu không gian, chuẩn bị hỏi lại tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ lúc, trên người công đức xà Mỹ Nhân rốt cuộc tìm được cơ hội. Nàng ngưng tụ ra công đức chi thân, dùng đuôi rắn đem Tống Thư Hàng toàn thân cuốn lấy bảo vệ, tiếp lấy nàng hướng tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ lớn tiếng khiêu khích, gọi ta ba ba. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ. Ngươi lại còn muốn làm cha ta. Gõ ngươi, ngươi cái này cấn tay bá Tống. Có tin ta hay không cái này đi gọi cha ta tới. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ khí dùng sức cắn răng, đủ để cắn nát cửu phẩm pháp khí răng tại Tống Thư Hàng cùng công đức xà Mỹ Nhân trên người hung hăng nhấm nuốt. Nhưng cũng tiếc, hiện tại nàng tuổi đừng nói là Tống Thư Hàng, liền công đức xà Mỹ Nhân phòng ngự đều không phá nổi, ngược lại nhai bản thân đau răng. Tai nạn cự quy nhất tộc là bán sinh vật, nửa máy móc kết cấu sinh mạng thể, bọn chúng thân thể mặc dù có đại bộ phận là cơ giới hóa, nhưng có chút bộ vị vẫn là sinh vật hình thái, sẽ có cảm giác đau. Đừng như thế nhai, nước bọt, người nước bọt muốn chảy ra. Tống Thư Hàng hoảng sợ kêu lên. Bên cạnh Bạch Tiền Bối bên cạnh ngồi trên lưu tinh kiếm, khóe mắt mỉm cười nhìn qua Tống Thư Hàng cùng tai nạn cự quy. Bọn hắn cùng cái này tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ đã gặp nhau nhiều lần, lẫn nhau ở giữa cũng coi như nhận biết. Sở dĩ, hiện tại tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ dùng sức nhấm nuốt Tống Thư Hàng hình ảnh. Theo Bạch Tiền Bối tựa như là khả ái bọn hậu bối chơi đùa. Bạch Tiền Bối cũng không định xuất thủ can thiệp, dù sao bất phá phòng, mà lại Tống Thư Hàng cũng không có mở miệng xin giúp đỡ. Đây không phải nước bọt, đây là một loại nhiên liệu. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ lớn tiếng phản bác. Tốt a, nhiên liệu, ta tin tưởng hắn là một loại nhiên liệu xong chưa? Không cần chảy ra a, nhà ta công đức tiên tử đều bị hù phải đi về. Tống Thư Hàng kêu lên. Ngươi nhất định phải chết, tội ác tai nạn cự quy. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Phàm là nhiễm lên chúng ta bá tống máu tươi người, chính là toàn thế giới bá tống cộng địch,
ngươi trốn không thoát, cho dù là chân trời góc biển cũng vô pháp tránh né. Bất quá, nếu ngươi ngoan ngoãn cắt lấy đầu, ta có thể tha cho ngươi người nhà một mạng công đức, xà mỹ nhân túng túng nói. Nàng một bên niệm lấy lời kịch, một bên tại hướng Tống Thư Hàng thể nội thẳng đi, không muốn bị những cái kia gọi nhiên liệu nước bọt dính lên. Câu này lời kịch bên trong danh tự, đều là nàng dùng túng túng trạng thái bản âm thay thế. Các ngươi biết những thứ này nhiên liệu là muốn làm cái gì sao? Liền để các ngươi khoảng cách gần mở mang kiến thức một chút. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ một bên nhai lấy Tống Thư Hàng một bên kêu lên, quy hống pháo. Tống Thư Hàng, là miệng pháo, là hắn mới vừa rồi còn muốn học miệng pháo. Oanh, những cái kia từ tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ trong miệng bài tiết đi ra cứ nhiên thật sự là một loại nào đó nhiên liệu, tại tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ khống chế bên dưới, nhóm lửa hóa thành cuồng bạo quy hống pháo. Uy lực, chừng cấp 9 trình độ. Tại ta quy hống pháo bên dưới run rẩy đi, bá tống. Lần này ta hồi tộc điều chỉnh một chút, còn đem đẳng cấp của mình điều đến cửu phẩm cấp bậc. Cái này một pháo, thế nhưng là nhân loại cửu phẩm cấp bậc công kích. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ ra sức thôi động quy hống pháo. Nàng nhớ kỹ, bá tống là bát phẩm huyền thánh. Chính diện chịu nàng một kích này, tuyệt đối không dễ chịu. Trùng hợp như vậy, ngươi cũng cửu phẩm á, Tống Thư Hàng nói. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ. Ta cũng vừa từ cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong đi ra, ta hiện tại cũng là cửu phẩm đát, Tống Thư Hàng đắc ý nói. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ. Lúc này ngươi còn muốn đát đát. Cho ta nhận lấy cái chết. Quy hống pháo năng lượng x3. Bên cạnh, bạch tiền bối trong tay xuất hiện một cái bản bút ký. Hắn ở phía trên vẽ lấy phù văn, một bên vẽ lấy một bên gật đầu, thì ra là thế, đây chính là quy hống pháo nguyên lý A. Cần một loại nào đó nhiên liệu phối hợp, có thể để đơn thuần thổ tức uy lực tăng cường mấy lần. Bất quá nhân thể cùng tai nạn cự quy thể chất lại không giống nhau. Cũng không thể dùng nước bọt thay thế nhiên liệu. Có lẽ có thể từ trên thân Thư Hàng cái nào đó vật trang sức tới tay, để cái nào đó vật trang sức hoặc là bản mệnh pháp khí gia tăng một cái sinh ra nhiên liệu quá trình, dùng để phối hợp hắn. Quy hống pháo phù văn còn có thể lại đơn giản hóa một số, nguyên lý rất đơn giản. Áp xúc đến 3 cái phủ văn không có vấn đề. Rầm rầm rầm. Quy hống pháo hào quang, đánh vào bị tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ ngậm Tống Thư Hàng trên người, xuyên qua Tống Thư Hàng sau lại hóa thành cột sáng một mực biến mất ở phía chân trời xa xôi. Quanh xong quy bào về sau, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ tâm tình cũng vui vẻ rất nhiều, có đôi khi táo bạo tâm tình không cần kiềm chế, phát tiết ra ngoài sẽ tốt hơn. Cái kia, kết thúc rồi à? Tống Thư Hàng hỏi. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ. Vậy kế tiếp, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Tống Thư Hàng đề nghị. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ lại ra sức nhai nhai nhấm nuốt 2 lần, lại chỉ đổi đến chính mình đau răng, đành phải oán hận đem Tống Thư Hàng phun ra. Tống Thư Hàng bị phun ra về sau, công đức xà mỹ nhân một lần nữa hiện thân, liên tục ở trên người quăng mấy cái tịnh y chú. Một điểm thương đều không có. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nhìn qua Tống Thư Hàng, không hiểu ủy khuất. A, à, kỳ thật ngươi quy hống pháo uy lực rất mạnh. Bất quá, ta tương đối đặc thù. Loại này đẳng cấp tổn thương, ta bát phẩm lúc liền có thể gánh vác, hiện tại tấn thăng cửu phẩm, thì càng không có vấn đề. Tống Thư Hàng an ủi. Nói, Tống Thư Hàng nhìn về phía tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ lưng bên trên mai mới, mai mọc trở lại à nha. Là một lần nữa lắp đặt máy móc, mai mới nào có dễ dàng như vậy sinh trưởng trở về. Người lớn nhà ngươi tóc cũng không có như thế nhanh a, huống chi ta mọc mai. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ buồn bực nói. Đối diện, Tống Thư Hàng nghe vậy nhìn không được thi triển tăng phát thuật, xoát một chút, một đầu đen nhánh đến lưng mái tóc liền dài sinh đi ra, hất đầu lúc, mái tóc theo gió tung bay cực kỳ giống vì nước gội đầu đánh quảng cáo hình ảnh. Gõ ngươi, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ cả giận nói, cái này đều muốn đánh nàng mặt. Quả nhiên. Nàng và bá tống ở giữa tương tính không hợp. Lần sau cảm ứng được vân tước tử bất hủ khí tức vật phẩm trước đó, nàng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem có phải hay không bá tống. Nếu như là bá tống, nàng liền tránh đi. Không thể trêu vào còn không trốn thoát. Khục, chúng ta trò chuyện chính sự đi. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng xuống, nói, ta trên người bây giờ khí tức, cùng vân tước tử tiền bối tương tự sao? Nói nhảm. Không tương tự lời nói, ta làm sao lại lầm. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nói. Cái kia, các
các ngươi vì cái gì có thể phân biệt Vân Tước Tử tiền bối bản tôn cùng linh kiện? Các ngươi chỉ thu về nàng tử vong phục sinh sau linh kiện, lại sẽ không thu về nàng bản tôn, vậy ta hiện tại bất hủ khí tức, cùng Vân Tước Tử tiền bối bản tôn ở giữa, có khác nhau sao? Tống Thư Hằng hỏi. Còn có, các ngươi tai nạn cự quy nhất tộc đến cùng là vì cái gì phụ trách thu về Vân Tước Tử tiền bối linh kiện? Nhiễm lên bất hủ khí tức linh kiện nếu như bỏ mặc tại hiện thế, sẽ có vấn đề sao? Mặt khác, là ai an bài cho các ngươi tai nạn cự quy nhất tộc thu về bất hủ linh kiện sứ mệnh? Là vị nào thiên đạo đại lão sao? Chỉ là một đầu cấn răng bá tống, lại còn muốn hỏi ta như thế ta vấn đề. Ta tại sao phải trả lời ngươi những vấn đề này? Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nội tâm phát động phản nghịch tâm lý kỹ năng. Hừm, mấy cái này vấn đề, ta cũng rất hiếu kỳ. Ngồi trên lưu tinh kiếm bạch tiền bối ngẩng đầu lên nói. Rất sớm trước, hắn đối Vân Tước Tử tiên tử phục sinh phương thức liền rất ngạc nhiên. Bất quá bởi vì Vân Tước Tử tiên tử cùng hắn là bạn tốt quan hệ, hắn cũng không dễ đi nghiên cứu Vân Tước Tử. Cũng không thể đem Vân Tước Tử giết chết, lại nghiên cứu nàng phục sinh phương thức. Trước đó không lâu, bạch tiền bối biết tai nạn cự quy nhất tộc trong bóng tối thu về bất hủ linh kiện về sau, cũng cân nhắc qua đến cùng là ai chế tạo tai nạn cự quy nhất tộc sự. Nhưng về sau, chuyện thú vị quá nhiều, bạch tiền bối không cẩn thận liền đem vấn đề này quên ở sau đầu. Hiện tại Tống Thư Hằng đưa ra mấy cái này vấn đề, chính hợp bạch tiền bối tâm ý. Bạch Thánh, bạch tiên trưởng cũng muốn biết đáp án sao. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ ngữ khí đều biến vui sướng lên, vậy ta đem ta tự mình biết, cùng các ngươi nói một chút. Bất quá bởi vì ta bối phận tương đối nhỏ, có một số việc biết đến cũng không tỉ mỉ. Chờ ta trở về, hướng các trưởng bối thỉnh giáo một phen, lần sau gặp mặt lời nói, ta lại cùng các ngươi chia sẻ. Thỏa. Tống Thư Hằng nói, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nói, cái kia cấn răng tống vấn đề, ta từng cái đến trả lời đi. Tống Thư Hằng, ta khủng bố là trừ Vũ Nhu Tử bên ngoài, Cửu Châu nhất hào quần bên trong đạo hiệu cùng ngoại hiệu nhiều nhất thành viên. Đầu tiên, về chúng ta là cái nào đảm nhiệm thiên đạo thân thuộc, chúng ta không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nói, Tống Thư Hằng, không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng các ngươi có thể khẳng định là mỗ đảm nhiệm thiên đạo thân thuộc. Đúng, chúng ta là thiên đạo thân thuộc sự, mỗi một cái tộc nhân thậm chí bao gồm mới từ rùa trứng ấp ra tiểu quy tử đều phi thường rõ ràng, chúng ta có cùng loại chân long truyền thừa ấn ký. Mà lại, thực lực của chúng ta đạt tới thứ 9 cảnh giới về sau, đầu cũng có thể chuyển hóa làm long đầu. Ngươi nhìn ta, hiện tại trên đầu liền mọc ra sừng nhỏ. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ đắc ý nói. Quả nhiên là long giác. Cùng Bạch Long tỷ tỷ là cùng khoản kết cấu, bất quá không tô thị A thập lục sừng nhỏ manh. Tống Thư Hằng lời bình nói. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ. Gõ người bá tống, long giác loại vật này có cái gì tốt manh? Thứ này là bá khí biểu tượng, bá khí A. Tai nạn cự quy nhất tộc, sớm nhất có phải hay không xuất hiện tại thái cổ thời đại? Tống Thư Hằng đột nhiên lại hỏi. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ, Như vậy, hẳn là đệ nhất thiên đạo. Tống Thư Hằng đáp, bởi vì nhiều như vậy thiên đạo bên trong, chỉ có đệ nhất thiên đạo triệt để chém tới căn nguyên, giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn ghi chép, tất cả cùng hắn có liên quan đồ vật toàn bộ bị xóa đi. Đệ nhị thiên đạo trong mắt thiên đạo đã từng dựa theo đệ nhất thiên đạo phương thức, xóa đi tự thân tồn tại dấu vết, bất quá hắn làm không như vậy triệt để, mặc dù xóa đi đại bộ phận dấu vết, nhưng ở một số chỗ bí ẩn còn có hắn ghi chép. Đặc biệt là hắn cửu u thân thể chúa tể còn bảo lưu lấy, chính là một cái to lớn tin tức nguyên. Mà phù hợp tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ miêu tả điều kiện vừa là thiên đạo thân thuộc, nhưng lại quên đi là cái nào thiên đạo, lại là thái cổ liền tồn tại, mà lại có được cái kia quỷ dị khó lường siêu thời không dạo bước năng lực thiên phú, chỉ có đệ nhất thiên đạo thích hợp nhất. Tống Thư Hằng đem chính mình suy đoán miêu tả một lần. Phỏng đoán của hắn, 89/10. Bạch tiền bối cũng đồng ý gật đầu. Nói cách khác, Vân Tước Tử tiên tử tại thái cổ trong lúc đó liền đã tồn tại sao? Quy bài lưu tinh bạch ngồi xếp bằng lơ lửng ở hư không, một tay xoa cằm, nghiêm túc suy tư hỏi. Tống Thư Hằng gật đầu nói, đúng vậy, Vân Tước Tử tiên tử. Kỳ thật tại thái cổ liền tồn tại. Nàng kinh lịch nhiều đời thiên đạo thay đổi, còn tại thời kỳ viễn cổ trở thành nho gia thánh nhân chi sư. Thậm chí, Vân Tước Tử tiên tử tồn tại căn nguyên. Khả năng càng thêm cổ lão cũng không nhất định. Kiểu nói này lời nói,
phân tước tử tiên tử hiện tại vẫn là thất phẩm cảnh giới, ta đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Quy bản Lưu Tinh Bạch chân thành nói. Cảnh giới đối nàng mà nói, có lẽ căn bản không có ý nghĩa gì. Thật lâu trước, nàng liền có thể nằm qua bát phẩm thiên kiếp, nhưng cho tới bây giờ, nàng đối tấn cấp huyền thánh cũng không có hứng thú quá lớn dáng vẻ. Tống Thư Hàng nói. Mà lại, ai có thể cam đoan vân tước tử tiên tử thật chỉ là thất phẩm tôn giả cảnh giới. Từ thái cổ sống đến bây giờ, cho dù là trùng dày đều có thể thành tinh a. Các ngươi tai nạn cự quy nhất tộc bên trong, có ghi chép qua vân tước tử tiên tử cảnh giới sao? Tống Thư Hàng lại nhìn phía tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ. Ta đây phải trở về điều tra thêm tư liệu, bất quá chúng ta chỉ là phụ trách thu về linh kiện, thậm chí không quá tiếp xúc nàng bản tôn. Liên quan tới nàng cảnh giới ghi chép, có thể sẽ không quá nhiều. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ trả lời. Bạch Tiền Bối dùng bút nhẹ nhàng đâm cằm của mình, cái kia bỏ mặc bất hủ khí tức linh kiện tại hiện thế, sẽ gây nên cái gì tai hại sao? Đúng vậy, nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, bị người hữu tâm thu hoạch những thứ này bất hủ khí tức linh kiện về sau, liền có thể chế tác thành hủy diệt một cái thế giới vũ khí. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nghiêm túc nói. Nếu như Tống Thư Hàng không có biến thành cùng loại vân tước tử hình thái, chuyện này nàng là quả quyết không biết nói. Nhưng bây giờ, Tống Thư Hàng chính là một cái di động tai nạn, nàng nhất định phải nhắc nhở Tống Thư Hàng, nhượng hắn không nên hơi một tí liền giống như vân tước tử, biến thành một lẻ loi kiện, cho các nàng chế tạo công tác gánh vác. Hủy diệt thế giới vũ khí, Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn duỗi tay hợp lại, kích hoạt bá giới giới chủ ấn. Sau một khắc, không gian Nazi. Bạch Tiền Bối, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ toàn bộ bị Tống Thư Hàng Nazi đến bá giới bên trong. Thiên cơ che giấu, Tống Thư Hàng đối giới chủ ấn nhẹ nhàng vừa gõ. Tại giới chủ quyền hạn bên dưới, cả cái bá giới thiên cơ bị che lấp, không cách nào bị tính, không cách nào bị nhìn trộm. Mà lại, Tống Thư Hàng còn kích hoạt cửu tu chi mộ, dẫn đạo bia đá đạo hữu lực lượng, tăng thêm song trọng phòng hộ. Sở các chủ ngốc mau, tạo hóa tiên tử, da đen tử trợ vật trang sức, nhìn thấy Tống Thư Hàng trở về sau, nhao nhao trở về. Xảy ra chuyện gì rồi? Sở các chủ ngốc mau hỏi. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ cũng nghi ngờ nhìn lấy đột nhiên tố chất thần kinh Tống Thư Hàng. Là hủy diệt mặt trời vũ khí không? Tống Thư Hàng nghiêm túc hỏi. Ta làm sao biết, ta lại không tạo qua. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ liếc mắt. Hơi đợi đã, Tống Thư Hàng vẫy tay, đế diệt trụ. Đát đát thiên đế cộng mặt trời hủy diệt bệnh độc biến thành đế diệt trụ hiển hiện ra. Ngươi nhìn, cái này trụ có soái hay không? Tống Thư Hàng nói. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ. Hắn bên trong, có thể có bất hủ khí tức linh kiện biến thành vũ khí khí tức tính chất. Tống Thư Hàng lại hỏi. Ta chỉ là một đầu tuổi trẻ tai nạn rùa. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ thở dài, ta đối rất nhiều kiến thức giải không sâu. Ngươi cùng ta rất tương tự a. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta cũng vậy, mặc dù cửu phẩm, nhưng rất nhiều tu chân giới kiến thức căn bản nắm giữ không đủ. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ. Ta đặc biệt rùa quay đầu phải cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên. Ta đem ta ba kêu đến. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ cuối cùng quyết định nói. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ kỳ thật rất không muốn gọi quy ba qua tới, bởi vì nàng cảm giác mình giờ đây đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 9 trình độ, đã là một đầu đáng tin thành thục tai nạn cự quy. Không thể chuyện gì đều để ba ba. Nhưng Tống Thư Hàng tế ra căn này đế diệt trụ bên trên khí tức, nàng hoàn toàn suy nghĩ không thấu, cũng vô pháp từ đó biết được cái kia mặt trời hủy diệt bệnh độc cùng bất hủ khí tức linh kiện ở giữa phải chăng có quan hệ. Mà lại, Bạch Tiên Trưởng tại bên cạnh lộ ra một mặt thần sắc tò mò. Vì không cho Bạch Tiên Trưởng thất vọng, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ cuối cùng quyết định đem bản thân lão ba triệu hoán tới. Đợi đã, cha ngươi nếu là, qua tới lời nói, có thể hay không giống như ngươi đột nhiên liền cắn ta. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến việc này, lên tiếng nhắc nhở, vì dự phòng việc này, ngươi đang gọi ngươi ba tới trước cùng hắn nói một chút chuyện của ta. Nhớ kỹ cự quy tiểu tỷ tỷ ba nàng tựa hồ có được trường sinh giả cấp chiến lực. Nếu như lấy nàng ba tuổi cường độ, nói không chừng có khả năng sẽ nhai thương xương cốt của mình, Tống Thư Hàng cảm giác mình không thể không phòng. Chế, ta đã gọi ta ba đến đây. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ vừa nói, một bên hướng mình quy ba gửi đi tín hiệu. Tống Thư Hàng. Quá giả, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi tại gửi đi tín hiệu nơi này chính là bá giới,
là địa bàn của ta. Ngươi âm thầm hướng Quy Ba phát tín hiệu nhưng không lừa gạt được ta. Khuê nữ, lại phát sinh chuyện gì? Hư không bên trong, Quy Ba đầu rồng to lớn từ không gian bên trong chui ra. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Tống Thư Hàng cùng mình nữ nhi đối lập mà đứng hình ảnh. Ta vừa ra tới liền thấy bá Tống lại tại đối nữ nhi của ta. Bá Tống, chứa ai ta khuê nữ? Quy Ba cả giận nói, trong miệng kinh điển Quy Hống Pháo bắt đầu ngưng tụ, khóa chặt bá Tống. Lần này Quy Ba không có trong miệng lưu tình, Quy Hống Pháo uy lực trình độ lớn nhất ngưng tụ. Hiểu lầm không nã pháo lần này chúng ta tại hữu hảo thảo luận vấn đề. Tống Thư Hàng vội vàng khoát tay nói. Quy Ba ngắm nhìn nữ nhi của mình. Ba, người nghe, đêm nay trong không khí có phải hay không có bất hủ khí tức? Tai nạn cự Quy Tiểu tỷ tỷ nói. Quy Ba có chút dừng lại, đồng thời ánh mắt lần nữa khóa chặt Tống Thư Hàng. Một lát sau, hắn dập tắt Quy Hống Pháo, lộ ra quỷ dị ánh mắt, bá Tống đạo hữu, ngươi làm cái gì? Ngươi sẽ không đem vân tước tử linh kiện chứa vào trên người mình à? Ta không có như thế vặn vẹo yêu thích, Tống Thư Hàng lắc đầu nói hắn chỉ là đem một cái vân tước tử tiền bối đầu đưa cho sở các chủ, nhưng hắn bản thân chưa từng có cân nhắc qua thay thế vân tước tử linh kiện. Hắn cũng không muốn ngày đêm bị tai nạn cự Quy nhất tộc khắp nơi đuổi đánh. Cái kia, ngươi cướp đi bất hủ chi cốt, Quy Ba đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía Tống Thư Hàng, ánh mắt biến bất thiện. Xem ra, tai nạn cự Quy nhất tộc không chỉ có phụ trách thu về vân tước tử tìm đường chết sau lưu lại linh kiện, còn phụ trách âm thầm thủ hộ vân tước tử bất hủ chi cốt. Yên tâm đi, vân tước tử tiên tử bất hủ chi cốt, hiện tại không ai cướp đi được. Nho gia thánh nhân tại khi còn sống bày ra chuẩn bị ở sau, hiện tại vân tước tử bất hủ chi cốt từ nho gia thánh nhân hũ cho cốt trông coi đây. Tống Thư Hàng trả lời. Thì ra là thế, rất sâu thánh nhân khi còn sống chuẩn bị ở sau sao. Thật là một cái đáng sợ cố chấp nam nhân, Quy Ba gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể cao lớn từ hư không bên trong gạt ra. Tai nạn cự Quy Tiểu tỷ tỷ mặc dù rất to lớn, nhưng cùng ba nàng so ra liền có thể dùng khéo léo đẹp đẽ để hình dung. Quy Ba chen người tiến vào hiện thế về sau, tại hắn quanh thân hư không liền bắt đầu sụp đổ, không gian bị bóp méo, hóa thành hỗn loạn vô tự không gian loạn tầng. Đây cũng là bọn chúng nhất tộc được xưng là tai nạn cự Quy nguyên nhân một trong. Bởi vì đặc thù siêu thời không dạo bước thiên phú, bọn chúng chân thân ở tại hiện thế một đoạn thời gian, sẽ gây nên không gian sụp đổ, không cẩn thận liền sẽ cho hiện thế mang đến tai nạn. Thực lực càng lớn tai nạn cự Quy, đưa tới không gian sụp đổ liền càng nghiêm trọng hơn. Nếu như trên người ngươi bất hủ khí tức không phải là bởi vì vân tước tử tiên tử. Quy Ba đánh giá Tống Thư Hàng, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, người cái tên này sẽ không ngưng tụ ra cùng loại bất hủ chi cốt đồ vật đi. May mắn cùng trùng hợp. Tống Thư Hàng cười trả lời. Nhật đấy, người đây là đang tăng thêm chúng ta lượng công việc a. Quy Ba nhịn không được đứng thẳng người lên, đối Tống Thư Hàng ôm quyền, khẩn cầu, bá Tống đạo hữu, ta phải cầu ngươi một chuyện. Tống Thư Hàng. Lúc này Quy Ba cầu chuyện của hắn, không phải là muốn mượn dùng bất hủ phỉ kình kim đan đi làm chút gì. Nghĩ tới đây, hắn trả lời, người nói trước đi nói nhìn xem ta có thể hay không làm được. Ngươi nhất định có thể làm được, Quy Ba chân thành nói, lần trước gặp mặt về sau, ta cố ý điều tra qua ngươi. Dù sao như ngươi loại này dám chính diện đối cửu u chúa tể tồn tại, tương lai nhất định sẽ trở thành chư thiên vạn giới đại nhân vật. Điều tra qua về sau, ta đối với ngươi tính cách cũng biết một hai. Ha ha, ha ha, Tống Thư Hàng bị ở trước mặt thổi bạo, thoáng có chút ngượng ngùng. Ta biết lấy tính cách của ngươi, để ngươi đừng đi chết là không thể nào. Thật sự là như ngươi loại này tồn tại, thì càng sẽ nhịn không được tìm đường chết. Quy Ba tiếp tục nói. Tống Thư Hàng. Xin hỏi, ngươi đây là đang khen ta sao? Ngươi đây thật là cầu ta làm việc thái độ. Sở dĩ, tại có cùng loại bất hủ chi cốt bảo vật về sau, nếu như ngươi muốn chết thời điểm, có thể hay không chết sạch sành sanh một điểm, không nên để lại bên dưới linh kiện được không? Nói thật, chỉ là thay vân tước tử tiên tử kết thúc công việc, chúng ta nhất tộc liền tận lực. Thực sự rất khó lại phân ra nhân lực, đến thay người thu thập thân thể linh kiện. Quy Ba trầm giọng nói. Tống Thư Hàng. Người con rùa này, có thể hay không giảng tiếng người? Nếu không có vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, có tin ta hay không chùy bảo ngươi mai rùa? Làm sao mới tính chết sạch sành xanh? Bên cạnh, bia đá đạo hữu thừa cơ vui a hỏi.
Quy Ba nói, mặt chữ bên trên ý tứ. Nghiền xương thành cho loại kia kiểu chết, sợ các chủ ngốc mau đánh cái. Quy Ba nói bổ sung, tốt nhất liền bụi cũng không cần lưu lại, vạn nhất bụi bên trong cũng tàn niệm lấy bất hủ khí tức, kết thúc công việc lên cũng không dễ dàng. Cổ Vũ, Bá Tống đạo hữu, lần sau thời điểm chết, xin chết liền bụi đều đừng lưu lại. Tin tưởng mình, người có thể làm được. Bia đá đạo hữu Vui A nói, trên người nó Bá Tống chi mộ điên cuồng lóng lánh. Từ khi Bạch Tiền Bối đem hắn trên tấm bia chữ đổi thành bi văn về sau, bia đá đạo hữu liền biến. Biến không giống trước kia yêu quý cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ đổi chư thiên vạn giới đại lão. Tống Thư Hàng thở dài, một cái tụ lý càn khôn đem bia đá đạo hữu thu hồi. Sau đó, hắn nâng lên đế diệt trụ, đưa cho Quy Ba, còn mời đạo hữu giúp ta nhìn một chút, căn này trụ bên trong phong ấn hủy diệt mặt trời bệnh độc, có phải là hay không dùng bất hủ khí tức linh kiện luyện chế mà thành. Quy Ba tiếp nhận trụ, sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn duỗi ra móng vuốt tại đế diệt trụ bên trên nhẹ nhàng mơn trớn. Thiên đế tiên tử năng lượng cùng hủy diệt hằng tinh bệnh độc lực lượng, quấn quýt lấy nhau. Mà tại Quy Ba pháp thuật dẫn dắt bên dưới, cái kia bệnh độc lực lượng bị thấu thị, phân tích. Một lát sau, Quy Ba ngẩng đầu, không sai, là bất hủ khí tức linh kiện chế tác tai nạn. Nhưng là, cái này nguyên vật liệu không phải vân tước tử linh kiện. Nói cách khác, ngoại trừ vân tước tử cùng trước mắt Bá Tống bên ngoài, còn có hắn bất hủ khí tức linh kiện nơi phát ra. Tống Thư Hàng vốn là đối hằng tinh hủy diệt bệnh độc có suy đoán, hiện tại từ Quy Ba nơi này được đến xác định hồi phục này virus, quả nhiên là cái đại phiền toái. Mà lại, phiền toái hơn chính là chế tác bệnh độc người. Cũng không biết Tống Béo Cầu đi hiện thế lấy mẫu điều tra hằng tinh hủy diệt bệnh độc, có cái gì thu hoạch. Đạo hữu, các ngươi tai nạn cự quy nhất tộc từ Thái Cổ đưa đến hiện tại, góp nhặt như vậy nhiều vân tước tử linh kiện, trong lúc đó có hay không thu thập được những người khác linh kiện? Bạch Tiền Bối chuyển bút trong tay, hỏi. Không, từ Thái Cổ đến nay chúng ta thu thập được linh kiện chỉ có vân tước tử tiên tử. Thái Cổ đến nay, cũng chỉ có nàng người mang một cái bất hủ chi cốt. Hôm nay nếu không phải nhìn thấy Bá Tống, ta đều không tin thế gian này còn có thể có bất hủ chi cốt sinh ra. Quy Ba trầm giọng nói. Bất hủ chi cốt loại vật này, là trái với lẽ thường tồn tại. Thiên đạo không có khả năng cắt xuống bản thân một tiết cốt đầu, tại bất hủ bất diệt cái này khái niệm bên dưới, thiên đạo khả năng liền kéo cái nhẹ nhàng khoan khoái điểm kiểu tóc đều làm không được, chớ nói chi là đào ra bản thân một tiết cốt đầu. Mà nếu như không có trở thành thiên đạo, liền căn bản là không có cách tiếp xúc đến bất hủ khái niệm, lại thế nào ngưng tụ bất hủ chi cốt. Trước kia tai nạn cự quy nhóm đều cho rằng, vân tước tử thể nội bất hủ chi cốt là Thái Cổ đến nay duy nhất ngoại lệ. Kết quả hôm nay, Bá Tống liền đập bể bọn chúng cũ kỹ quan niệm. Bất quá, Quy Ba có thể cảm ứng ra, liền xem như Bá Tống thể nội bất hủ chi cốt hẳn là cũng còn chưa hoàn chỉnh, cùng vân tước tử so sánh còn thiếu khuyết chút gì. Thư Hàng ngươi có manh mối sao? Sở các chủ ngốc mau lên tiếng hỏi nàng cảm giác được Tống Thư Hàng sọ não nhiệt độ có chút tăng lên, hiển nhiên tại xâm nhập suy tư cái nào đó vấn đề. Manh mối không đủ, sở dĩ ta hiện tại không dám kết luận. Tống Thư Hàng trả lời. Chính đang khi nói chuyện, bá giới bên ngoài có một cái tiểu cầu hiển hiện. Đó là Tống Béo Cầu thân thể một bộ phận. Hắn chỉ cần án lấy một loại nào đó bản năng, liền cảm ứng được bản thể độ kiếp trở về, thế là liền chia ra một bộ phận thân thể, tới hướng bản thể báo tin. Tống Thư Hàng cảm giác đến Tống Béo Cầu bộ phận thân thể về sau, nuốt ngụm nước miếng không hổ là Béo Cầu đại lão, hắn đều sử dụng giới chủ quyền hạn che đậy thiên cơ. Béo Cầu đại lão vẫn như cũ có thể cảm ứng được hắn trở về. Béo Cầu đại lão đối với hắn chấp niệm rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Bản thể, ta trở về báo tin. Tống Béo Cầu bộ phận thân thể phát ra tiếng nói. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem Tống Béo Cầu bộ phận này thân thể thông qua giới chủ quyền hạn, trực tiếp chuyển di tới. Bá giới một chỗ khác. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, Bạch Cốt tiên cơ, Kim Quái đảo chủ ba người cảm ứng được Tống Béo Cầu tồn tại. Ba người các nàng không có tới gần, dù sao Tống Thư Hàng tựa hồ tại trò chuyện một số chuyện riêng tư. Bất quá, Tống Thư Hàng không có cố ý che đậy bọn hắn. Sở dĩ nói chuyện phiếm nội dung bọn hắn đều nghe nhất thanh nhị sở. Điều tra có kết quả sao? Tống Thư Hàng đối mặt Tống Béo Cầu bộ phận thân thể, cố gắng để cho mình bảo trì bình tĩnh, dùng không nhanh không chậm ngữ điệu lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Bản thể,
ta tại hiện thế chư thiên vạn giới ngẫu nhiên rút lấy 10 cái vị diện, sau đó lại tại cái này 10 cái vị diện bên trong ngẫu nhiên rút lấy hơn 10 khỏa hằng tinh tiến hành kiểm tra thí điểm. Điều kết quả không quá lạc quan, tổng cộng 113 khỏa điều hằng tinh bên trong, có 63 khỏa nội bộ đều ẩn giấu đi hằng tinh hủy diệt bệnh độc, này virus ẩn núp cực sâu. Nếu như ta không phải nhìn qua hàng mẫu lời nói không chừng sẽ xem nhẹ đi qua. Tống béo cầu bộ phận thân thể trả lời. Tống thư hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Đó là cái vô cùng hỏng bét tin tức. Nói cách khác, hiện thế phần lớn hằng tinh bên trong, đều ẩn núp loại vi khuẩn này. Đây là muốn ta tích, muốn đem cả cái chư thiên vạn giới đều hủy diệt a. Manh mối một chút xíu đối lên, Tống thư hàng thở dài. Bản thể, còn cần tiếp tục điều sao? Tống béo cầu bộ phận thân thể hỏi. Tống thư hàng khẽ gật đầu nói, tận lực lại nhiều rút ra chút hàng mẫu, ta muốn nhìn chư thiên vạn giới bên trong đến cùng có bao nhiêu vị diện, hằng tinh bị lây bệnh. Mở rộng điều phạm vi, được đến tận lực số liệu chính xác. Không có vấn đề, bao trên người ta. Tống béo cầu phân thân nghĩ nghĩ, lại nói, mặt khác, bản thể. Chúng ta gần nhất hẳn là phải cẩn thận một chút. Thế nào, Tống thư hàng nghi ngờ nói, ngươi còn phát hiện cái gì? Tống béo cầu một phần thân thể gật đầu nói, đúng thế. Ta trước đó tại điều số liệu thời điểm, trải qua cửu u thế giới, ta nghĩ lấy cửu u thế giới bên trong cũng là có mặt trời, mà Nhật cũng coi là hằng tinh bên trong một loại. Cho nên liền nghĩ đến tại cửu u thế giới cũng rút mấy cái hàng mẫu. Sau đó, ta thấy được một cái đối với chúng ta phi thường bất lợi đồ vật. Thứ gì, Tống thư hàng trong đầu giây lát phù qua rất nhiều thứ cửu u thế giới bên trong sẽ để cho béo cầu đại lão cảm giác đến bất an đồ vật, chẳng lẽ là bạch u u? Là thi thể của chúng ta, Tống béo cầu chân thành nói. Tống thư hàng, Quy Ba sững sờ, nhịn không được nói, ta đi, ngươi như thế liền lưu lại linh kiện rồi. Bá Tống ngươi đến cùng muốn sao? Nói đúng ra, là chúng ta di thuế, hẳn là loại vật này. Ta mơ hồ nhớ kỹ là cái từ này. Tống béo cầu một phần thân thể lại thận trọng nói, cái đồ chơi này xuất hiện thời điểm, liền đại biểu cho chúng ta rất có thể không ổn. Phải đề phòng lấy hắn. Tống thư hàng. Cái này thiên đạo di thuế. Chẳng lẽ, béo cầu đại lão tại cửu u vừa hay nhìn thấy hắn nguyên thần hình chiếu bá thi. Không nhà để về nguyên thần hình chiếu bị bạch u mang đi về sau, dung nhập thiên đạo di thuế cầu lực lượng, từ đó tiến hóa làm bá thi. Xem ra, Tống béo cầu rất có thể là thấy được thứ này. Ta hiểu được, ta sẽ cẩn thận, Tống thư hàng nghiêm túc nói. Hừm, vậy ta tiếp tục đi đã điều tra. Bản tôn, cổ vũ, chúng ta sẽ không bị di thuế hù đến. Chúng ta muốn đăng lâm chư thiên vạn giới. Tống béo cầu khích lệ Tống thư hàng một phen về sau, thân thể nho nhỏ phá vỡ không gian, biến mất không. Tống thư hàng. Đợi đã, khoan hãy đi a. Bá Tống, ngươi thi thể kia ở đâu? Tại cửu u sao, tọa độ ở đâu, Quy Ba kêu lên. Tiền bối an tâm chớ vội, đây không phải là thi thể của ta. Tống thư hàng khoát tay nói, đó là của ta thiên đạo di thuế. Quy Ba, thiên đạo di thuế, ngươi vì sao lại có cái đồ chơi này? Mà lại, đối với chúng ta tới nói trọng yếu nhất chính là, như thế nào giải quyết loại này hủy diệt hằng tinh bệnh độc? Chúng ta cần vaccine phòng bệnh, Tống thư hàng nhắc nhở. Lúc này, da đen tử đột nhiên từ cái bóng bên trong chui ra, kêu, cái kia Tống tiền bối ngươi bây giờ có cần hay không hằng tinh hủy diệt bệnh độc hàng mẫu a? Tống thư hàng, hàng mẫu, đúng, ta hẳn là để Tống béo cầu nghĩ biện pháp phong ấn một điểm ẩn núp trạng thái hàng mẫu tới mới đúng. Không muốn dẫn bạo sau loại kia. Không cần phiền toái như vậy, Tống tiền bối. Da đen tử khiếp khiếp nói, bản thể của ta nơi đó, rất có thể liền đã có sẵn, Tống tiền bối vật ngươi cần. Vũ Nhu tử cái kia, Tống thư hàng sững sờ. Lại nói, trước mấy ngày Vũ Nhu tử, Quy tiền bối, Thông nương, Tâm ma xích tiêu kiếm, liền trong mộng giới mạo hiểm. Bọn hắn sẽ không ở mộng giới cũng phát hiện hằng tinh hủy diệt bệnh độc a. Mộng giới, hư ảo mặt trời hạch tâm chỗ. Vũ Nhu tử, Tâm ma xích tiêu kiếm, Quy tiền bối, Thông nương yên lặng lơ lửng ở hạch tâm cách đó không xa. Tâm ma xích tiêu kiếm cùng Quy tiền bối liên thủ bố trí một cái kết giới, ngăn cách hư ảo mặt trời nhiệt lượng, đem Vũ Nhu tử cùng Thông nương bảo hộ trong đó. Lúc này, Quy tiền bối nhìn qua hư ảo hạch tâm bên trong ương một đoàn vật chất màu đen, nghi ngờ nói, đây là vật gì? Cái kia đoàn vật chất mặc dù là màu đen,
nhưng lại cùng lão mẹ nuôi đồng dạng, cho người ta một loại nóng bỏng giác quan xung kích. Tựa như nó tùy thời đều có thể sẽ nổ tung lên đồng dạng. Chỉ là nhìn xem cái này vật chất màu đen, cũng làm người ta cảm giác toàn thân phát cay. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là hằng tinh bạo tạc virus, là Tống tiền bối trước đó liền nhắc nhở chúng ta phải chú ý đồ vật. Không nghĩ tới tại mộng giới hư ảo mặt trời bên trong, thật sự có loại vật này tồn tại. Vũ Nhu Tử ngồi tại Quy tiền bối trên lưng, móc ra một cái cùng loại kính viễn vọng pháp khí, cự ly xa quan sát cái kia đoàn vật chất màu đen. Theo Tống tiền bối thuyết pháp, thứ này có được dẫn bạo hằng tinh lực lượng, hủy diệt một phương tiểu thế giới uy lực. Không nghĩ tới liền mộng giới loại này hư ảo mặt trời đều lây nhiễm loại virus này. Vạn nhất dẫn nổ, sẽ như thế nào? Thông nương túng túng nói. Nàng là ở đây tu vi thấp nhất tiểu yêu tinh, thân kiều thể giòn. Nếu như không có Quy tiền bối bảo hộ, thoáng đến điểm năng lượng xung kích, đều đủ để làm nàng mệnh tang hoàng tuyền. Theo Tống tiền bối thuyết pháp, một khi thứ này nổ tung lên, liền sẽ dẫn bạo toàn bộ hằng tinh. Sau đó đem toàn bộ hằng tinh hệ cùng chung quanh nó tất cả đều phá hủy. Mà lại này virus phi thường bá đạo, tự liền trường sinh giả đều có thể bị virus xâm phệ, chết tại hằng tinh bạo tạc bên trong. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Cộc cộc, thiên đế tử vong một màn kia, đầy đủ chứng minh cái này hằng tinh hủy diệt virus đáng sợ. Quy tiền bối cùng tâm ma xích tiêu kiếm lập tức lặng lẽ cường hóa kết giới phòng ngự, trực tiếp đem trong kết giới không gian cùng ngoại giới triệt để cắt ra bên trong, không cho ngoại giới bất kỳ lực lượng nào chảy vào. Nguy hiểm như vậy đồ vật, có thể phong ấn sao? Thông nương lên tiếng hỏi, đồng thời nàng nhìn về phía Quy tiền bối cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối. Đừng nhìn ta chỉ là một thanh sẽ phát đao khí kiếm, chủ công. Phong ấn loại vật này cùng ta không phải một cái thể hệ. Tâm ma xích tiêu kiếm đáp. Quy tiền bối thì một mặt nghiêm túc trả lời, đừng đi tùy tiện đụng chạm thứ này quá nguy hiểm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn xem nó. Hoặc là lặng lẽ rời đi. Thông nương đề nghị. Lúc này, Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Tống tiền bối cùng Bạch tiền bối có thể sẽ tới. Chúng ta nếu không chờ một chút. Gia đen tử vừa rồi đã đem tình huống của các nàng thuật lại cho Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối. Hiện tại, mộng giới có thể là Bạch tiền bối địa bàn. Qua không được bao lâu, Bạch tiền bối cùng Tống tiền bối liền sẽ đến đây. Chờ chút, có điểm gì là lạ. Bên cạnh, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối đột nhiên nhắc nhở. Quy tiền bối bị xích tiêu kiếm đột nhiên kêu to giật nảy mình, liền tranh thủ phòng ngự kết giới mở rộng, cũng thêm cố phòng ngự đẳng cấp, xảy ra chuyện gì sao? Ta khả năng trúng độc, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Xích tiêu kiếm tiền bối đừng làm rộn, thông nương lắc lắc tiểu thủ nói, ngài có thể là tâm ma bên trong cái gì độc a? Virus. Tâm ma xích tiêu kiếm tế thanh tế khí đạo, đang khi nói chuyện nó tại chính mình cùng Vũ Nhu Tử bọn người ở giữa lại cách một tầng kết giới, đem chính mình cùng Vũ Nhu Tử, thông nương, quy đạo hữu cách ly. Thông nương, là hằng tinh hủy diệt virus, Vũ Nhu Tử nhìn về phía xích tiêu kiếm tiền bối, dù sao hiện tại chung quanh chỉ có như vậy một cái virus nguyên. Không sai, hẳn là loại virus này, ta hiện cảm giác toàn thân đều nóng bỏng, loại virus này là thế nào truyền nhiễm? Chúng ta một mực chống đỡ kết giới, từ đầu tới đuôi không có bất kỳ cái gì năng lượng thẩm thấu kết giới mới đúng. Tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Ta cùng Vũ Nhu Tử còn có thông nương đều vô sự. Quy tiền bối đem chính mình cùng hành cộng vũ từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần về sau, trả lời. Thông nương đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại hỏi, lại nói, cái này hằng tinh hủy diệt virus không phải chỉ nhằm vào hằng tinh sao? Vì cái gì liên tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối cũng sẽ bị truyền nhiễm? Có thể là xích tiêu tử một mực dùng ta bản thể thi triển phần thiên hỏa diễm đao, dẫn đến cuối cùng ta thân là tâm ma, thể nội lại ngược lại tồn trữ đại lượng hỏa diễm pháp tắc cùng lực lượng, toàn bộ phóng xuất ra có thể so với thái dương chân hỏa. Cho nên, bị ngộ nhận rồi, tâm ma xích tiêu kiếm suy đoán nói. Vậy làm sao bây giờ? Thông nương hoảng nói. Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi ngược lại. Cái gì làm sao bây giờ? Xích tiêu kiếm tiền bối ngươi làm sao bây giờ a? Chúng virus về sau, ngươi có thể hay không nổ tung lên? Thông nương không muốn mất đi tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối. Bởi vì Tống Thư Hàng bên người, chỉ có tâm ma xích tiêu kiếm ghim lên tâm đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Không có nó, tương lai người nào chịu trách nhiệm đi đâm Tống Thư Hàng tâm? Ta là tâm ma a, nổ liền nổ.
quay đầu liền có thể tại bản thể cái kia một lần nữa ngưng tụ, sợ cái gì? Tâm ma Xích Tiêu Kiếm không thèm để ý chút nào nói. Tâm ma liền cùng công đức chi quang đồng dạng, nào có dễ dàng như vậy bị xử lý. Chỉ cần bản thể không có triệt để chém tới tâm ma, cái kia tâm ma liền có thể một mực tồn tại. Mà lại, trừ là tâm ma bên ngoài, ta vẫn là một thanh vũ khí, ngươi cảm thấy vũ khí sẽ sợ virus. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm vui vẻ nói, ta hiện tại cảm giác này virus uy lực lão cấp kinh, chẳng khác gì là vì ta tôi một tầng kịch độc. Lấy tay bá tống nếu là dùng ta đâm người, một kiếm xuống dưới nói không chừng còn có thể bổ sung cái hằng tinh hủy diệt virus độc tính tổn thương, ngẫm lại liền thú vị. Nhìn một cái, đây mới thực sự là hợp cách tâm ma. Vũ Nhu Tử, bá tống cùng Bạch Đạo Hữu còn chưa tới sao? Quy tiền bối hỏi. Tới, tống tiền bối vừa hướng ta xác định tọa độ, Bạch tiền bối phụ trách truyền tống. Vũ Nhu Tử đáp. Bạch tiền bối chấp trưởng mộng giới thế giới thụ. Xác định tọa độ sau chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể chính xác truyền tống tới. Hư ảo mặt trời ngăn trở không được Bạch tiền bối. Hoa! Quy tiền bối sau lưng cách đó không xa, truyền đến không gian xé mở thanh âm. Sau đó, có một con bá khí long đầu từ không gian bên trong chui ra. Chính là chỗ này đi, a! À, bá khí long đầu ánh mắt, rơi vào thông nương, dưới thân quy tiền bối trên thân. Tốt một vị rùa bên trong mỹ nhân. Nếu như có thể sớm mấy năm đụng tới liền tốt, đáng tiếc hiện tại, nó đã thành ra lập nghiệp, duy nhất có thể làm, chỉ sợ chỉ còn lại đã kết hôn hùng rùa miệng ba hoa. Hai, mỹ nhân họ gì a? Bá khí long đầu lên tiếng nói. Thông nương, gọi ta phải không? Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, nhìn qua bá khí long đầu chậm rãi gạt ra không gian rùa thân, sau đó lại quay đầu nhìn về quy tiền bối mỹ nhân rùa. Bá tống đâu? Tâm ma Xích Tiêu Kiếm hỏi. Ở chỗ này đây, mai rùa bên trên, tống thư hàng, bạch tiền bối thân ảnh hiển hiện. Bạch tiền bối hiện thân về sau, từ mai rùa lên nhẹ nhàng vọt lên, chân đạp hư không từng bước một hướng cái kia đoàn hằng tinh hủy diệt virus vị trí bước đi. Hắn mỗi một bước rơi xuống, liền có nhánh thế giới thụ đầu hư ảnh mở rộng ra đến, tại dưới chân hắn một đường trải rộng ra, sinh trưởng đây là mộng giới thế giới thụ chủ động hống nâng thay mặt giới chủ A Bạch uy nghiêm. Đây chính là thành thục vị diện cùng mới sinh vị diện khác nhau. Bá giới liền sẽ không chủ động cho tống thư hàng trang bức. Thành thục chư thiên vạn giới thế giới, không chỉ có sẽ tự mình quản lý chính mình, sẽ còn vì chủ nhân cung cấp năng lượng, hống chủ nhân đi ngủ thậm chí còn có thể thay chủ nhân bị động trang bức. Mộng giới tuy nhỏ, nhưng nó không thể nghi ngờ là một cái thành thục chư thiên vạn giới vị diện. Cũng không phải tống thư hàng cái kia mới sinh hơn nữa còn là tiếp lấy lên bá giới có thể so sánh. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, Bạch Tiên vẫn là như vậy tuấn. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ sau đó từ không gian bên trong chui ra, nói. Bạch Tiên bối chậm rãi đi vào cái kia đoàn hằng tinh hủy diệt virus trước mặt. Rùa cha mang theo tống thư hàng theo sát phía sau. Quả nhiên, cùng nguyên bản thiên đế thế giới virus khí tức giống nhau như đúc. Tống thư hàng nhắc nhở. Có thể ngàn vạn không thể tùy tiện đưa nó dẫn bạo, nếu không mộng giới sẽ tổn thất nặng nề. Này virus trừ dẫn bạo hằng tinh bên ngoài, nó tại nổ tung nháy mắt sẽ điên cuồng phục chế, truyền nhiễm, truyền bá lực cực mạnh. Nếu là cho nó đầy đủ thời gian cùng không gian, toàn bộ mộng giới đều có thể bị nó phá hủy. Bên trong quả nhiên có nhiễm lên bất hủ khí tức vật thể, nhưng không thuộc về bá tống cùng vân tước tử tiên tử. Dù trang nghiêm túc chen tại quy tiền bối bên người. Quay đầu trầm giọng hỏi, tiên tử phương danh. Ta gọi Đông Phương Bùi, quy tiền bối chậm rãi nói. Tống Thư Hàng. Tên rất hay, Đông Phương cái này họ ta lão thích, mà Bùi cái chữ này, cũng phi thường phù hợp tiên tử khí chất, danh tự này quả thực là vì tiên tử mà sinh. Rùa cha khen. Đa tạ khích lệ, quy tiền bối gật đầu nói. Tống Thư Hàng. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nhìn không được, nhắc nhở nói, cha. Kia là viễn cổ thiên đình Đông Phương đại đế danh tự, người ta là thiên hạ đệ nhất trùy, ta có ấn tượng. Rùa cha. Bên cạnh, thông nương bất an hỏi, bạch tiền bối, có biện pháp giải quyết cái này đoàn virus sao? Chung quanh mỗi một cái đều là đại lão, nàng một cái tiểu manh tân cùng các đại lão cộng đồng đối mặt đáng sợ như vậy đồ vật, nàng áp lực rất lớn nàng cũng không phải Vũ Nhu Tử, không có như vậy thần kinh bền bỉ. Cho nên... Nàng ngay lập tức hướng vạn năng bạch tiền bối xin giúp đỡ. Đi theo tống thư hàng bên người lâu về sau,
trong bất chi bất giác Bạch Tiền Bối là vạn năng cái này khái niệm, xâm nhập hành tâm. Nếu quả thật có chuyện gì là một cái Bạch Tiền Bối không thể giải quyết, vậy thì tìm hai cái Bạch Tiền Bối ra. Dính đến bất hủ khái niệm, liên giới chủ quyền hạn cũng không tốt trực tiếp thao tác. Bạch Tiền Bối khó được nhíu mày, lâm vào trầm tư. Giới của hắn chủ quyền hạn là thông qua thế giới thụ đến ảnh hưởng mộng giới, chảy ra bắt đầu vốn là sẽ đánh cái nhỏ chiết khấu. Mà cái này đoàn virus lại dính đến bất hủ tin tức, cho nên tương đối khó giải quyết. Đúng rồi Bạch Tiền Bối, vừa rồi Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối bị hủy diệt hằng tinh virus lây nhiễm. Tựa hồ chỉ cần cùng hằng tinh sẽ có một chút cùng loại sự vật, đều sẽ trở thành virus lây nhiễm đối tượng. Đây cũng là đầu manh mối, cũng là chúng ta cần thiết phải chú ý địa phương. Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Ta xem một chút, Bạch Tiền Bối hiếu kỳ đi vào Xích Tiêu Kiếm bên người. Đưa tay chụp vào tâm ma Xích Tiêu Kiếm. Xích Tiêu Kiếm phối hợp mở ra kết giới, để Bạch Tiên nắm lên nó. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối không có sao chứ? Tống Thư Hàng hỏi. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm phát ra đắc ý tiếng cười, ta rất tốt, chúng virus về sau, không chỉ có không bị ảnh hưởng, hơn nữa còn nhiều một chút ngoài ý muốn công kích thuộc tính. Vậy là tốt rồi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, lại nói, chúng virus về sau. Có cái gì cảm giác không thoải mái sao? Có chút, chính là ngay từ đầu có chút nóng bỏng, cảm giác thân thể của mình muốn bốc cháy lên đồng dạng, tùy thời muốn nổ tung lên giống như. Nhưng một hồi về sau, liền khôi phục, tâm ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối đáp. Tống Thư Hàng, ách. Sau đó sẽ còn toàn thân đỏ lên, tựa như ta như bây giờ. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm nói. Nói, đám người phát hiện Tống Thư Hàng thân thể đột nhiên bắt đầu phiếm hồng. Như là trương nhà tắm hơi tôm, vỏ bọc biến đỏ bừng. Tống Tiền Bối, không tốt, người cũng dính virus, Vũ Nhu Tử nói. À ta đã biết, Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng ngắm nhìn cánh tay của mình. Trúng thưởng, lúc này thân thể của hắn, đỏ bừng còn tản ra nhiệt độ cao nhiệt lượng, còn có một chút xíu cay cảm giác, chính là cay độ có chút thấp, còn chưa đủ Tống Thư Hàng liếm bờ môi dư vị. Vì cái gì ngươi cũng sẽ bị virus truyền nhiễm a? Lần trước tại thiên đế thế giới lúc, người không hảo hảo sao? Sở các chủ ngốc mau nghi ngờ nói. Có thể là lần trước ta vẫn chỉ là bát phẩm cảnh giới, hiện tại tấn cấp nguyên nhân. Còn có cái khả năng, chính là sắt thép phân thân trở về nguyên nhân. Tống Thư Hàng đáp. Sắt thép phân thân hiện tại cùng thiên đế thái dương thuyền kết hợp, hẹn chẳng khác gì là một vòng mặt trời nhỏ. Lần trước, sắt thép phân thân bị thiên đế nắm trong tay. Nhưng lần trở lại này. Sắt thép phân thân cùng Tống Thư Hàng ở giữa đã khôi phục liên hệ. Thư Hàng, người cũng sẽ giống hằng tinh đồng dạng bạo chết sao? Người bây giờ trên thân còn có phục sinh không? Thông Nương hỏi. Yên tâm đi, thỏa vô cùng. Tống Thư Hàng trả lời, mà lại, này virus cũng không có xâm nhập thân thể ta chỗ sâu. Chỉ là lây nhiễm thân thể của ta tầng ngoài mà thôi. Hủy diệt hằng tinh virus căn bản là không có cách tiến vào Tống Thư Hàng sâu trong thân thể. Thân thể của hắn lên vật trang sức nhiều như vậy, phòng ngự lại siêu cường, pháp bảo tụ tập, thể nội còn chống mấy tôn tiên tử, lại thêm thượng đan điền bên trong có bất hủ phỉ kình kim đan đóng giữ. Virus chỉ có thể ủy khuất tại Tống Thư Hàng tầng ngoài trong da du tẩu, liền huyết nhục đều tiếp xúc không đến. Bắt buộc, Tống Thư Hàng chỉ cần thuế một lớp da, liền có thể đem hủy diệt hằng tinh virus cùng mình chia cắt ra tới. Lột xác loại sự tình này. Đối với có được cường đại năng lực khôi phục Tống Thư Hàng mà nói, cũng không thể so mặc quần áo thoát y phiền phức bao nhiêu. Mà lại, nó xâm lấn thân thể của ta không còn gì tốt hơn, chẳng khác gì là đưa chúng ta hàng mẫu. Một hồi chúng ta tìm độc lập không gian, hảo hảo nghiên cứu một chút con virus này. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Đi cái nào nghiên cứu? Thiên đạo phòng tối, Bạch Tiền Bối nói. Hoặc là thiên kiếp thế giới cũng được. Ta kỳ thật rất muốn thử xem thiên kiếp đối mặt này virus lúc, có thể hay không sinh ra đặc thù phản ứng. Tống Thư Hàng nói, mới từ cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong tốt nghiệp bá Tống, đột nhiên phát hiện chính mình vừa tìm được một cái trở về thăm hỏi thiên kiếp đại gia lấy cớ. Cái kia được tìm có thể cọ thiên kiếp đối tượng, Bạch Tiền Bối nói. Có điều kiện lời nói không chừng chúng ta còn có thể thử độ thiên phạt. Tống Thư Hàng gật đầu nói, thiên kiếp cùng thiên phạt đều trước chậm rãi. Trước mắt trước nghiên cứu này virus lại nói. Bạch Tiền Bối hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, quỷ đạo hữu, người trước đưa không có lây nhiễm đạo hữu rời đi cái này hư ảo mặt trời,
ta muốn thử xem có thể hay không đem viên này hư ảo mặt trời toàn bộ đưa vào đến thiên đạo ngục thế giới, làm thí nghiệm. Không có vấn đề, bao trên người ta đi, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nói. Đợi tất cả mọi người tạm thời rời khỏi hư ảo mặt trời về sau, Bạch Tiền Bối vận dụng giới chủ quyền hạn, đem một nhóm duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản bố trí tại hư ảo mặt trời xung quanh. Đồng thời, mảnh này mộng giới không gian khu vực, toàn bộ bị Bạch Tiền Bối dùng giới chủ quyền hạn cắt chém ngăn cách ra, miễn cho thí nghiệm ngoài ý muốn nổi lên, dẫn bạo hư ảo mặt trời. Hư ảo mặt trời chân thực thể tích cũng không lớn, chỉ là cách mặt đất khoảng cách tương đối gần, cho nên nhìn rất khổng lồ dáng vẻ. Mặt khác, nó liền thả ra ánh sáng cùng nhiệt cũng đều là hư, cho nên cũng không cần lo lắng duy nhất một lần phi kiếm sẽ bị thiêu hủy. Bạch Tiền Bối thông qua thế giới thụ đến thao tác mộng giới giới chủ quyền hạn, đem gần đại lượng duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản giải đến hư ảo mặt trời bên ngoài. Duy nhất một lần phi kiếm xếp hình cái vòng, như là hành tinh vòng đồng dạng, đem hư ảo mặt trời nhốt chặt. Bạch Tiền Bối, như thế nhiều duy nhất một lần phi kiếm, sẽ có hay không có điểm lãng phí? Tống Thư Hằng hỏi. Dù sao duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản phi thường chân quý, dùng tốt, tự liền trường sinh giả cũng có thể hố đưa. Bạch Tiền Bối lại một hơi ném ra ngoài như thế nhiều, đây cũng là Bạch Tiền Bối hiện tại tất cả hàng tích chữ A. Sẽ không lãng phí, phi kiếm vật liệu đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Mà lại, ta hiện tại chế tác phá phòng tối bản loại hình phi thường thuần thục, một cái ý niệm trong đầu thời gian liền có thể chế tác trên trăm chuôi. Bạch Tiền Bối trả lời, cảnh giới tăng lên, nguyên thần cường hóa lại thêm quen tay hay việc, Bạch Tiền Bối hoàn toàn có thể bán buôn cái này loại hình duy nhất một lần phi kiếm. Cái kia Bạch Tiền Bối, nếu có dư thừa duy nhất một lần phi kiếm, có thể hay không lấy đưa chúng ta một nhóm. Tống Thư Hàng liền mặt dạn mày dày hướng Bạch Tiền Bối đòi hỏi, bởi vì hắn mơ hồ nhớ kỹ, chính mình tựa hồ còn cần đi thiên đạo phòng tối tiếp người, nhưng cụ thể muốn tiếp ai, hắn lại hoàn toàn nghĩ không ra. Mai rùa tiên thuyền có sử dụng số lần hạn chế, Tống Thư Hàng liền muốn tiếp người ở đâu cái thiên đạo phòng tối bên trong đều không nhớ ra được. Cho nên, hắn mới ghi nhớ duy nhất một lần phi kiếm. Chuyện nhỏ, quay đầu ta cho ngươi cả một bó. Bạch Tiền Bối đáp ứng nói. Chỉ cần có thích hợp vật liệu, một bó với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tạ ơn Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng đạo, có một bó duy nhất một lần phi kiếm, hắn có thể tùy ý ra vào tùy ý một cái thiên đạo phòng tối không gian, vô luận là tầm bảo vẫn là tiếp người, đều phi thường phù hợp. Coi như tương lai, hắn không cẩn thận làm xúc động thiên đạo máy móc pháp tắc sự tình, bị thiên đạo quy tắc đưa vào đến thiên đạo phòng tối bên trong, hắn cũng có thể tiêu sái ra. Ông tại Bạch Tiền Bối khống chế bên dưới, tạo thành hành tinh vòng duy nhất một lần phi kiếm bắt đầu phát ra kiếm minh thanh âm, phi kiếm lực lượng bắt đầu kết nối. Không gian lực lượng hóa thành quang lạc, đem mỗi một chuôi duy nhất một lần phi kiếm liên tiếp đến cùng một chỗ. Chuẩn bị sẵn sàng, mọi người thoáng lui ra phía sau một chút, ta trước đem hư ảo mặt trời đưa vào thiên đạo ngục bên trong, một hồi mọi người nếu có hứng thú, có thể cùng lên đến. Thư Hàng, Xích Tiêu kiếm đạo hữu, hai người các ngươi chúng độc cùng ta cùng đi. Bạch Tiền Bối kêu. Không có vấn đề, tâm ma Xích Tiêu kiếm có chút xoay tròn, chủ động treo ở Bạch Tiền Bối bên hông. Tống Thư Hàng tiến lên trước một bước, cùng Bạch Tiền Bối song song rơi vào lưu tinh kiếm phía trên. Tống Tống, hướng phía trước rời điểm, người dẫm lên ta ra tốc miệng, quy bản lưu tinh Bạch nói. Thật có lỗi, Tống Thư Hàng trước người rời một bước nhỏ. Đi, Bạch Tiền Bối bấm một cái kiếm quyết pháp ấn. Quanh không gian chấn động. Toàn bộ hư ảo mặt trời vị trí không gian, như chiếc gương đồng dạng vỡ vụn ra. Lộ ra phía dưới cái kia đen nhánh như lỗ đen dị thứ nguyên không gian. Bạch Tiền Bối vung tay lên một cái, hành tinh hình cái vòng duy nhất một lần phi kiếm bọc lấy hư ảo mặt trời, một đầu đụng vào đến cái kia dị thứ nguyên không gian bên trong. Ngay sau đó, lưu tinh kiếm phát ra động cự oanh kích thanh âm, đuổi theo hư ảo mặt trời. Như lỗ đen dị thứ nguyên không gian, đem hư ảo mặt trời cùng Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng một ngụm thôn phệ. Không chung. Xót lại công đức xà mỹ nhân thay thế Tống Thư Hàng kêu to a a a a kêu thảm dư âm. Rùa cha tâm tình trầm trọng nhìn qua trước mắt cái kia đen nhánh dị thứ nguyên không gian, một lát sau nó ngẩng đầu vọng thiên, khi thấy thanh xuất Vu Lam Nhi thắng Vu Lam một màn lúc, thân là Lam Phương chúng ta rất yêu thương a. Đúng vậy a, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ gật đầu biểu thị đồng ý.
Bạch Tiên duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản là bắt chước tai nạn cự quy nhóm siêu thời không dạo bước công năng cải tiến nghiên cứu. Nhưng liền xem như tai nạn cự quy, cũng không có nắm chắc đem như thế lớn một viên hư ảo mặt trời đưa vào đến thiên đạo phòng tối bên trong đi bọn hắn siêu thời không dạo bước thiên phú, vẻn vẹn tác dụng tại tự thân. Bạch Tiên lại đem năng lực này chơi ra hoa tới. Chờ chút, Bạch Tiên bối bọn hắn tiến vào, nếu như chúng ta muốn theo sau, làm sao đi vào? Lúc này, Thông Nương đột nhiên lên tiếng nói. Mặc dù nàng túng, nhưng bây giờ, cái kia lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc mặt trời cộng virus đều đã biến mất không thấy. Mà Bạch Tiên bối cũng không có để lại duy nhất một lần phi kiếm cung cấp mọi người khu xử. Cho nên, Thông Nương cũng có thể mã hậu pháo một chút, giả vờ như chính mình rất không túng dáng vẻ. Không cần lo lắng, hành lá yêu. Nếu như các người muốn tiến vào thiên đạo ngục thế giới, ta cùng ta khuê nữ có thể giúp đỡ bọn ngươi một tay chi lực. Rùa cha cười ha ha một tiếng nói. Liên quan tới cái kia hằng tinh hủy diệt virus bên trong bất hủ khí tức vật chất, nó rất để ý. Chờ Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiên bên kia ổn định một chút về sau, bọn chúng khẳng định phải đi theo vào, nhìn xem thí nghiệm tiến triển. Chúng ta 5-6 phút sau, đuổi theo đi. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nói. Không cần chờ lâu như vậy, chỉ cần trong đầu liên quan tới bá tống, Bạch Tiên, hư ảo mặt trời ký ức bắt đầu mơ hồ về sau, chúng ta liền có thể nắm chặt thời gian tiến vào bên trong. Rùa cha trả lời. Một khi trong đầu ký ức bắt đầu mơ hồ, liền đại biểu cho bá tống bọn hắn thuận lợi tiến vào thiên đạo ngục thế giới. Thông Nương. Ta có phải hay không muốn cái cớ thật hay, tốt thi triển xin phép nghỉ độn pháp. Bắt đầu. Ta cửa này tại Thư Hàng ký ức có chút mơ hồ hóa. Quy Tiền bối lên tiếng nói. Liên quan tới Bạch Tiền bối ký ức còn tốt, bất quá cái kia hư ảo mặt trời ký ức, có chút mơ hồ. Vũ Nhu Tử nói bổ sung. Cái kia chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát. Rùa cha rũi chảo đối hướng Thông Nương cùng Quy Tiền bối nói. Tiên tử, ta đến mang các ngươi đoạn đường A. Ta cũng không cần, ta ở bên ngoài trông coi là được. Nếu không... Người giúp ta đem Thông Nương mang vào đi. Quy Tiền bối sớm chào đem Thông Nương từ xác lên chụp xuống bởi vì Thông Nương tựa hồ rất muốn đi theo vào nhìn xem thí nghiệm dáng vẻ. Thông Nương. Chờ chút, lại cho ta chút thời gian, để ta nghĩ cái xin nghỉ phép cái cớ thật hay a. Yên tâm đi, tiên tử, bao trên người ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Rùa trang nghiêm túc đáp. Nó duỗi chảo, chuẩn bị tiếp được Thông Nương. Chờ chút. Ta đột nhiên thân thể có chút không thoải mái, ta bồi tiếp Quy Tiền bối ở bên ngoài nghỉ ngơi liền tốt. Thông Nương thân thể dùng sức nhảy lên, vọt cách rùa cha móng vuốt. Đâm vào ngộ đạo thạch lên hành mầm, tại không trung xoay tròn vài vòng, trở xuống Quy Tiền bối vỏ bọc. Nhưng mà, ngay tại Thông Nương xoái khí tại không trung 360 độ lộn mèo thời điểm, phía trước đen nhánh dị thứ nguyên không gian bên trong, đột nhiên có một đợt bạo tạc xung kích hiện lên. Kia là hằng tinh bị nổ tung xung kích, giống như lúc ấy thiên đế thế giới tràng cảnh. Bạch Tiền bối cùng Tống Thư Hàng mang đi thiên đạo ngục hư ảo mặt trời, nổ tung. Có Bạch Tiền bối chấn trận, mặt trời kia lại còn sẽ bạo tạc. Không tốt, linh vật tại Tống Thư Hàng bên kia, lộn mèo bên trong Thông Nương đột nhiên nghĩ đến một điểm, kêu lên. Thân là linh vật Bạch Tiền bối, hiện tại cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ, tiến vào thiên đạo phòng tối không gian bên trong. Hư ảo mặt trời lại bởi vì hằng tinh hủy diệt virus nguyên nhân nổ tung, cuồng bạo bạo tạc xung kích đều từ lỗ đen trong không gian thứ nguyên tràn ra, phảng phất muốn phá hủy tất cả. Đây rõ ràng là tại tránh tai. Bạch Tiền bối tại Thông Nương trong lòng có chí cao vô thượng địa vị, linh vật chỉ là Bạch Tiền bối tại Thông Nương trong lòng ngàn vạn hình tượng một loại. Cùng linh vật có liên quan thuộc tính, chính là Bạch Tiền bối cái kia su cắt tị hung năng lực. Bạch Tiền bối may mắn sẽ luôn để cho hắn tại không cấm ý ở giữa tránh đi tai nạn loại này tránh hung hành động, thậm chí không phải Bạch Tiền bối chủ quan đi lên hành động. Hiện tại xem ra, Bạch Tiền bối theo Tống Thư Hàng tiến vào thiên đạo phòng tối, rõ ràng chính là tại tránh tai, né tránh cái này sóng hằng tinh bạo tạc. Nói cách khác, hiện tại, may mắn không tại bọn hắn bên này. Như cái này hằng tinh bạo tạc xung kích từ lỗ đen thứ nguyên không gian bên trong sông ra. Như vậy đứng tại phụ cận Thông Nương một đám người đem đứng mũi chịu sào, trở thành nhóm đầu tiên người bị hại. Bọn hắn hiện tại, đứng tại hung vị. Ta nghĩ như thế nào không đến điểm này, ta hẳn là ngay lập tức theo sát Bạch Tiền bối cùng Tống Thư Hàng đi vào mới là A. Thông Nương nội tâm hối hận nói.
chỉ cần đi theo Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối bên người, nàng liền không khả năng gặp nguy hiểm. Tống Thư Hàng cộng Bạch Tiền Bối có thể là Cửu Châu Nhất Hào quần công nhận tốt nhất mạo hiểm đội ngũ tổ hợp. Thông Nương lúc này nội tâm hận chết chính mình trước đó đột nhiên túng. Nếu như ta trước đó không túng lời nói, chỉ là hành sinh, không có nhiều như vậy nếu như. Ầm ầm, cổn lôi thanh âm từ như lỗ đen dị thứ nguyên không gian bên trong truyền ra ngoài. Thanh âm này, không phải thông qua lỗ tai tiếp thu sóng âm, mà như là ma âm trực tiếp rót vào Thông Nương não hải, tại trong óc nàng bạo tạc. Ấy ra ra, phải chết, phải chết, Thông Nương nhỏ bé cánh tay ôm ngọn hành kêu thảm. Ngay tại nàng tuyệt vọng đảo 360 độ lộn mèo lúc. Cái kia cỗ hằng tinh bạo tạc xung kích, nhưng không có từ lỗ đen dị thứ nguyên thế không gian bên trong tuôn ra. Đen nhánh dị thứ nguyên không gian, đột nhiên sinh ra một cỗ phản hấp lực lượng, trực tiếp đem tất cả bạo tạc uy lực hít vào trở về. Chỉ sợ bạo tạc uy lực, cưỡng ép bị rút về dị thứ nguyên không gian bên trong. Đen nhánh dị thứ nguyên hóa thành chân chính lỗ đen, thôn vệ bốn phía tất cả. Không nổ ra, được cứu, Thông Nương trong lòng vui mừng. Khi nàng nhìn cái này bạo tạc uy lực hít vào trở về một màn, trong lòng hơi động, chẳng lẽ. Tống Thư Hàng có phúc mọi người hưởng, gặp nạn ta đến kháng thể chất phát huy tác dụng. Ở lúc mấu chốt, tất cả tai nạn lại rụt về lại, hướng Tống Thư Hàng bên kia bảo. Vọng Thiên, cẩn thận, lúc này, Quỳ Tiền Bối nháy mắt xuất thủ, dùng móng vuốt bắt lấy Thông Nương dưới đáy ngộ đạo thạch. Dị thứ nguyên không gian biến thành lỗ đen hiện lên kinh khủng hấp xả lực. Quỳ Tiền Bối, tai nạn cự Quỳ Tiểu Tỷ Tỷ, Vũ Nhu Tử, dù cha toàn bộ nhận cường lực hấp dẫn. Tại không trung liên tục 360 lộn mèo Thông Nương càng là trọng tai khu. Cẩn thận, chống đỡ, không nên bị hút cuốn vào, rùa cha hét lớn. Cái này như lỗ đen dị thứ nguyên không gian, là hiện thế thông hướng thiên đạo ngục thế giới vết nứt. Hiện tại, cái này vết nứt còn nhận hằng tinh bạo tạc virus ảnh hưởng. Nếu như rơi vào, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Có thể sẽ chết, lối đi này bên trong đen nhánh không đáy vực sâu. Khiến rùa cha đều cảm giác trận trận bất an. Nếu là lâm vào trong đó, coi như bọn chúng tai nạn cự quy nhất tộc, đều có thể không cách nào trở về. Đoạn mất, muốn đoạn mất, Quy Tiền Bối, ngươi có thể tuyệt đối không nên buông tay. Thông Nương thét to. Tại lực hút kinh khủng kia lôi kéo bên dưới, Thông Nương hành mầm như là dây thun đồng dạng, bị kéo dài. Nếu như là phổ thông mầm, tại khủng bố như vậy lực hấp dẫn bên dưới đã sớm đoạn mất. Nhưng Thông Nương nói thế nào cũng là một gốc tu luyện có thành tựu hành lá tinh, đặc biệt là hạch tâm thế giới cái kia đoạn thời gian, nàng thường thường bồi sở các chủ ngâm hoạt tuyền, nghe Quy Tiền Bối giảng pháp, cố gắng tu luyện, hiện tại nàng hành thân phi thường cứng cỏi. Tỷ như hiện tại, dù cho hành thân bị kéo dài đến dài 15 mét, vẫn không có cắt ra. Còn không bằng cắt ra đâu, Thông Nương đau chảy ra hành mùi thơm nước mắt. Hành thân cắt ra về sau, nàng còn có dễ hành tại. Có hoạt tuyển cùng linh dược thoải mái, qua không được bao lâu nàng liền có thể lại dài ra một cây hành mầm tới. Nào giống hiện tại, bị kéo thành dài 15 mét hành dây thừng, nhưng là không ngừng. Có thời gian, quá mạnh ngược lại là loại tra tấn. Ta giúp ngươi cắt hại, Quy Tiền Bối đau lòng nói. Nó móng vuốt nhẹ nhàng bắn ra, tại Thông Nương hành trên thân xẹt qua. Hàn quang lóe lên. Thông Nương cái kia dài 15 mét hành thân lập tức bị lực hút kéo vào lỗ đen bên trong, bị xoắn thành vỡ nát, nát sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, Thông Nương tim như bị đao cắt. Quy Tiền Bối lên tiếng an ủi, tu sĩ chúng ta, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Thông Nương ngươi đừng quá mức tại thương tâm. Không có việc gì, đoạn lấy đoạn, cũng liền quen thuộc. Thông Nương đáp, Quy Tiền Bối nhẹ gật đầu, dùng sức đem Thông Nương cây cùng ngộ đạo thạch bắt về. Ầm ầm trong lỗ đen vòng xoáy tại thôn phệ Thông Nương hành sau lưng, đột nhiên phát ra càng thêm vang dội tiếng oanh minh. Hấp xả chi lực biến càng lớn, càng cuồng bạo hơn. Ken két, trải qua gặp trắc trở ngộ đạo thạch ở thời điểm này, phát ra một trận mài răng thanh âm. Từng đạo vết rách trên ngộ đạo thạch hiển hiện. Ta ngộ đạo thạch, Thông Nương đau lòng nói. Bởi vì Tống Thư Hàng tấn cấp quá nhanh, nửa năm không đến nhưng không dùng được ngộ đạo thạch. Cho nên viên này ngộ đạo thạch thực tế quyền sở hữu đã thuộc về Thông Nương, xem như nàng tiền lương một bộ phận. Hiện tại, viên này chân quý ngộ đạo thạch, vậy mà vỡ vụn ra. Vọng Thiên, không nên động, Quy Tiền Bối kêu lên.
Kết cả viên ngộ đạo thạch bỗng nhiên vỡ vụn ra, mấy mảnh vỡ vụn ngộ đạo thạch cùng thông nương cùng một chỗ, bị lỗ đen hấp lực liên lụy, cuốn vào trong đó. Quy tiền bối móng vuốt lần nữa duỗi dài, ý đồ bắt lấy thông nương, nhưng ở cái kia hấp xả lực quấy nhiễu bên dưới, móng của nó chỉ cướp đến vài miếng ngộ đạo thạch mảnh vỡ. Chết chết rồi, chết rồi. Thông nương kêu lên. Phục sinh kim tệ, quy tiền bối kêu lên. Cái này phục sinh kim tệ cũng là Tống Thư Hàng năm đó duy nhất không đến cùng dùng hết phục sinh pháp khí, cuối cùng hắn cho mỗi vị đệ tử, A Thập Lục, Vũ Nhu Tử đều phát một viên. Thông nương thân là sủng vật, cũng đã nhận được một viên. A a a a thông nương tiếp tục kêu thảm, tựa hồ không nghe thấy quy tiền bối thanh âm. Quy tiền bối cắn răng một cái, liền chuẩn bị hướng về phía trước nhảy tới, mang về thông nương. Đúng lúc này, một đạo bảo quang lướt qua. Là đạo khí cửu tu phượng hoàng đao, nó tự động hộ chủ. Mặc dù nó phảng phất cùng Tống Thư Hàng càng thêm thân mật, nhưng thông nương là đương đại bát tu sự thật sẽ không cải biến. Cửu tu phượng hoàng đao bảo quang quấn lấy ngộ đạo thạch mảnh vỡ cùng thông nương cây, đưa nàng gắt gao bảo hộ. Đồng thời, hư không bên trong lại có một thân ảnh thoát ra. Là khống chế tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối Tống Thư Hàng phân thân. Tống Thư Hàng phân thân một tay cầm chặt xích tiêu kiếm, cưỡng ép xâm nhập đến trong lỗ đen, tay kia dùng sức sờ mó, đem cửu tu phượng hoàng đao cùng thông nương bắt lấy. Tống lão bản thông nương giờ khắc này, cảm động đến nhanh khóc. A a a a nàng chưa kịp cảm động kết thúc, Tống Thư Hàng phân thân ôm nàng, một đợt kêu thảm, tính cả cửu tu phượng hoàng đao, tâm ma xích tiêu kiếm cùng một chỗ, bị lỗ đen kia thôn phệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống lão bản thông nương lúc này thật khóc. Quả nhiên không hổ là Tống, gặp nạn ta đến kháng. Thư Hàng, vừa đăng tràng về sau, liền hoàn mỹ nâng lên tai nạn. Tống Thư Hàng phân thân cộng tâm ma xích tiêu kiếm cộng cửu tu phượng hoàng đao cộng thông nương tựa như là một tảng đá lớn, cưỡng ép ngăn chặn lỗ đen thứ nguyên không gian lỗ hổng. Lỗ đen thứ nguyên không gian lắng lại, Tống Thư Hàng phân thân, thông nương cũng biến mất không thấy gì nữa. Tại thông nương cái kia hai tiếng thúc người rơi lệ Tống lão bản âm thanh bên trong, cả chi đội ngũ đều bị lỗ đen thứ nguyên không gian thôn phệ. Hai tiếng Tống lão bản bao hàm khác biệt cảm xúc, tiếng thứ nhất là thông nương cảm động đến nhanh khóc, tiếng thứ hai là thông nương tâm tắc đến thút thít. Lỗ đen dị thứ nguyên không gian một chỗ khác, quy tiền bối đưa chính mình móng vuốt, sửng sốt nửa ngày đều phản ứng không kịp. Nó nhìn thấy đạo khí cửu tu phượng hoàng đao như vậy xoái khí ra sân, lại nhìn thấy Tống Thư Hàng phân thân từ dị thứ nguyên không gian thông đạo bên trong bước ra, cầm trong tay tâm ma xích tiêu kiếm bắt lấy thông nương. Nói thật, cái này tổ hợp, đã so với nó còn cường lực hơn, đáng tin. Quy tiền bối vốn dĩ cho rằng Tống Thư Hàng phân thân cộng xích tiêu kiếm cộng cửu tu phượng hoàng đao tổ hợp có thể thành công đem thông nương mang về. Nhưng nó làm sao cũng không nghĩ tới, cái này bên ngoài như thế cường lực tổ hợp, vậy mà là hướng miệng chó bên cạnh tặng bánh bao thịt, vẫn là nguyên một lồng đưa, tất cả đều có đi không về. Vọng thiên, quy tiền bối nửa ngày chỉ gạt ra như thế cái từ tới. Trừ vọng thiên bên ngoài, nó đã không có từ có thể biểu đạt phức tạp cảm xúc. Còn có thể lại cứu giúp một chút sao? Vũ Nhu Tử truyền âm hỏi, nàng lúc này nắm thật chặt tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ mới vỏ bọc. Rùa cha lắc đầu, không có ý nghĩa, hiện tại liền xem như ta tự mình đi vào, cũng không nhất định có thể bình an ra. Mà lại, nó cũng sẽ không vì thông nương cùng bá tống phân thân đi mạo hiểm như vậy giao tình không tới trình độ kia. Còn nữa so với cứu người, tai nạn cự quy nhất tộc am hiểu hơn hủy diệt. Tai nạn cự quy nhóm trên thân tự mang sụp đổ hiện thế không gian hiệu quả. Nếu như bây giờ nó cưỡng ép xâm nhập đến lỗ đen dị thứ nguyên không gian bên trong, nói không chừng ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Khả năng một xâm nhập dị thứ nguyên về sau, vừa bị thông nương tiểu tổ lấp ép lỗ đen dị thứ nguyên không gian, lại sẽ nổ tung, để kết cục biến càng hỏng bét. Vũ Nhu Tử nghe vậy nhíu mày. Nàng nhìn qua đen nhánh dị thứ nguyên không gian, rơi vào trầm tư. Quy tiền bối khóe mắt liếc qua vừa vặn quét đến trầm tư Vũ Nhu Tử. Nó đột nhiên phát hiện, nghiêm túc suy nghĩ Vũ Nhu Tử, vậy mà cho người ta một loại phi thường đáng tin cảm giác. Trầm tư Vũ Nhu Tử cùng bình thường hoạt bát Vũ Nhu Tử, hoàn toàn là hai loại họa phong. Vũ Nhu Tử ngươi cũng không cần quá lo lắng, vừa rồi ta nhìn thấy cửu tu phượng hoàng đao đều đuổi theo bảo hộ thông nương đi, cửu tu phượng hoàng đao nói thế nào cũng là đạo khí, là bất hủ thiên đạo tạo vật.
Lại thêm Tống Thư Hằng cái này luôn có thể khiến người ngoài ý ra hỏa tại, việc này còn chưa tới tuyệt cảnh tình trạng. Quy tiền bối lên tiếng an ủi. Tống Thư Hằng là cái rất vượt quá nhân ý liệu ra hỏa, có thời gian ngươi cảm giác việc này hắn thỏa. Sau đó hắn liền chết, có thời gian ngươi cảm giác việc này hắn chết chắc. Hắn lệch có thể dáng chống đỡ lấy từ trong tuyệt cảnh xông ra đến. Hắn là loại kia thuận cảnh thanh đồng, nghịch cảnh vương giả đặc thù tuyển thủ.